Y đạo quan đồ. chương 56 con tin. Tần Thanh lúc này mới ý thức được vị trước mắt mình này căn bản là một tên lọc lõi, xem ra cái gọi là quan uy của mình đối với hắn chẳng có một chút uy hiếp nào. Tần Thanh cầm lấy túi văn kiện trên bàn hời hợt nói, không nhọc ngươi quan tâm, lúc cuối khóa ta sẽ đem viết tình hình thực tế vào. Ngữ khí tuy rằng vẫn bình tĩnh nhưng trong đó lại tràn ngập vẻ uy hiếp. Trương Dương biết thừa cái gọi là tình hình thực tế của hắn, chẳng phải là lấy công báo thủ tư thì là gì. Nhưng trước mặt Tần Thanh hắn cũng không dám làm gì quá đáng quá, dù sao người ta cũng là cán bộ chính thức, hiện còn đang giữ chức bí thư đoàn, đơn giản là lấy chức vụ ra so sánh với mình vẫn còn lớn hơn không ít. Tần Thanh bắt đầu vùi đầu vào xem văn kiện chẳng để ý gì tới hắn nữa, Trương Dương cũng chỉ có thể thành thành thật thật đúng đó, ngược minh bạch rằng đây hẳn là quả phụ Tần kia gây khó dễ cho mình đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền trương dương tiến lên một bước nói tần bí thư ta có thể đi chứ tần thanh vẫn không để ý tới hắn trương dương trong lòng bắt đầu phát hỏa không phải chỉ là một nhân viên thôi sao không biết là dựa vào cái gì mà lại ra vẻ như thế chứ hắn tiến tới sát bàn làm việc của tần thanh làm một việc ngoài dự đoán là cầm lấy cổ tay của nàng bàn tay chạm vào chỗ da thịt man mát để bắt mạch tần thanh giật mình không ngờ thằng nhãi này cứ nhiên lại lớn mật như thế đang muốn quát lớn lên thì Trương Dương bỏ tay nàng ra, rồi thong thả nói tần bí thư. Xin thứ lỗi cho ta mạo muội hẳn là ngươi kinh nguyệt không đều, bệnh mắc cũng chừng nửa năm, mạch tượng nhỏ và yếu, có dấu hiệu của bệnh thiếu máu A. Khuôn mặt của tần thanh trong nháy mắt trở lên đỏ bừng, từ trước đến giờ trong ký ức của nàng còn chưa gặp một kẻ nào cuồng dỡ đến như Trương Dương, nhưng trong lòng nàng cũng không thể không nhận thức được rằng lời Trương Dương nói địch thị là bệnh tình của mình, gần đây nàng có đi khám vài nơi kết quả cũng đều như vậy nhưng địa trị không nổi. Đôi mắt lộ ra một tia hàn quang lạnh tới thấu xương chầm chầm nhìn Trương Dương khiến cho nội tâm Trương Dương cũng trột dạ một chút, lần này đùa hơi quá, xem chừng khó đối phó với tiểu quả phụ này rồi. Nhưng mà dù sao Tần Thanh cũng là một nữ nhân thành thục, nhanh chóng đè nén phẫn nộ trong lòng xuống, thấp giọng nói với Trương Dương, Trương Dương, ta cũng từng nghe nói về ngươi, nhưng bất luận trước đây ngươi thế nào, ta hy vọng trong thời gian tại trường đảng này, người có thể dùng thân phận và nguyện vọng của mình với tư cách một người đảng viên. Trương Dương lúc này mới yên tâm, năng lực khống chế cảm xúc của quả phụ thanh này quả thật rất tốt ha. À? Ngẫm lại lời nàng ta nói xem ra cũng có chút ý tứ sâu xa. Nghe nói về ta, nhưng là nghe về mặt nào đây mới được chứ. Người đi đi, viết kiểm điểm chuyện hôm nay giao lên đây cho ta, chuẩn bị một chút để mai bắt đầu học. Tần Thanh Hạ lệnh trục khách, Trương Dương rời đi rồi ngay một chút sau đó hắn lại tới đưa bản kiểm điểm cho Tần Thanh rồi đi ra luôn. Lúc Tần Thanh cầm bản kiểm điểm lên đọc thì hắn đã đi ra ngoài rồi. Nàng thấy trên tờ bản kiểm điểm viết thông thảo hai lượng, cù mạch 3 lươn, ít mẫu thảo hai lượng, ý mễ năm lượng, xài hồ hai lượng, đào nhân hai lượng, mã tiên thảo hai lượng, khương bán hạ hai lượng, vương bất lưu hành tam lượng, bạch thược năm lượng. Đôi mắt của Tần Thanh trợn ngược lên, thực sự là không cách nào hình dung ra nổi. Cái bản kiểm điểm thế này là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến giờ nàng trông thấy. Càng tức giận hơn là ở cuối thằng nhãi này còn chốt thêm một câu rồng bay phượng múa, nếu không muốn uống thuốc, trực tiếp gặp mặt, nan ngôn tri ẩn, nhất châm liếu chi việc khó nói, một châm khỏi. Tần thanh cắn cắn môi, đem bản kiểm điểm này của hắn vào nát rồi đáp ra cửa. Vừa lúc ấy đệ đệ của nàng là tần bạch tiến vào, ngạc nhiên nhặt cái mảnh giấy kia lên, vừa định dở ra xem thì lại bị tần thanh đoạt lấy, đưa đây. Tần Bạch cười nói, chị à, chị làm cái gì vậy? Có chuyện gì sao? Tần Thanh đem cục giấy nhét vào túi sau đó đạm nhiên cười hỏi, cào có chuyện gì? Được rồi, ngươi tới trường đảng làm cái gì? Vừa tiện ghé ngang qua, trưa nay ta và bố làm con gà mái hầm cách hủy. Cùng về ăn chưa đi? Tần Bạch trả lời. Tần Thanh gật đầu, sau đó cùng Tần Bạch rời đi. Tới bãi đỗ xe, Tần Bạch bỗng để ý thấy một cái xe jeep đang khỏi động chuẩn bị chạy. Hắn vội vàng lao đến chặn lại, giận dữ hét lên, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu nào. Trương Dương cũng hơi sửng sốt, trên đời này sao lại có chuyện hết lần này đến lần khác trùng hợp như vật chứ? Tần Bạch này chính là viên cảnh sát giao thông ngày hôm qua ngăn cản Trương Dương. Trương Dương thấy Tần Bạch, đành bất đắc dĩ mở cửa xe bước xuống, cười nói, "Ô, hai anh em ta thật là có duyên a, à, thật không thể ngờ lại có thể gặp nhau tại trường đảng đây. Ta là Trương Dương." hắn chủ động vươn tay ra. Tần Bạch lạnh lùng nhìn hắn. Tần Thanh phía sau đã đi tới nhẹ giọng hỏi, Tiểu Bạch, có chuyện gì thế? Tần Bạch lúc này mưa oi đem chuyện Trương Dương ngày ngày hôm qua chống đối thi hành công vụ ra kể lại. Trương Dương hiểu rõ hai người là tỷ đệ, hẳn là tình cảm không tồi. Hắn không khỏi thầm than mình xui xẻo, thế nào lại dây dưa, mạo phạm với cả hai chị em nhà người ta. Đang lo lắng làm sao mà thoát thân cho ổn thì nghe giọng Tần Thanh nói, quên đi. Hắn là một đồng sự của ta." Tần Bạch nghe tỷ tỷ nói vậy cũng đành thôi, trong bụng vẫn có chút không cam lòng cau mày nhìn Trương Dương, sau này đừng có vi phạm nữa a. À. "Vâng, vâng, Trương đại quan nhân lập tức bày tỏ thái độ thành khẩn." Tần Thanh quay lại nhìn Trương Dương một cái đầy khó hiểu, sau đó mới cùng Tần Bạch đi tới chiếc xe cảnh sát kia. Thấy hai người họ rời đi rồi, Tưởng Dương lúc này mưa oi khởi động lại ô tô, trong lòng thầm nghĩ dùng xe công làm việc tư thì có tính là vi phạm không nhi. Kẻ hói đầu đừng cười lão hòa thượng chứ, hai tỷ đệ các ngươi như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Bởi vì nhà ở tại khu vực thị ủy đại viên vẫn còn đang sửa sang trang hoàng, nên Lý Trường Vũ tạm thời ở tại khu phía nam là Phong Hoa Viên, khoảng cách từ đó tới trường đảng cũng không xa. Trương Dương chạy thẳng xe jeep đến Phong Hoa Viên, Tô lão thái nhờ hắn mang tới cho Lý Trường Vũ một ít táo đỏ với đậu phộng gì đó, mặc dù chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng dù sao đây cũng là tâm ý của người ta. Trương Dương thì mang tới cho hắn một số sơn chân khá là quý như thạch nhĩ, khẩu ma, tiên Duẩn, Mang theo hai túi linh tinh đi tới phòng lý trường vụ trên lầu 3, Trương Dương ấn chuộng gọi cửa. Đợi gần nửa ngày mới có người rơ ra mở cửa, chính là lão bà của lý trường Vũ Chu Hồng Mai. Trương Dương thấy nàng lập tức minh bạch ngay tại sao lý trường Vũ kia lại mạo hiểm phiêu lưu cùng cắt xuân lệ. Diện mạo của Chu Hồng Mai thật sự khiến cho người ta không khen nổi, thân hình thì đẫy đà, lông mi trang điểm rất đậm, Mũi gãy môi dày, trông thực sự là quê một cục Nhưng cách ăn mặc thì có thể thấy là rất quý tộc Trên vổ là một cái dậy truyền vàng, tay đeo hẳn hai chiếc nhẫn vàng Môi tô son đỏ, lại vẫn còn đang cắn hạt dưa Bà ta ngạc nhiên nhìn Trương Dương hỏi, người tìm ai? Là cô Chu phải không ạ? À? Lý Bí Thư có nhà chứ ạ? À? Ta là Trương Dương từ huyện Xuân Dương tới Bởi vì Trương Dương trước khi tới có liên hệ với Lý Trường Vũ Nên biết là hắn đang ở nhà Chu Hồng Mai nhìn hai cái túi ra trên tay Trương Dương, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Từ lúc tới Giang Thành con mụ này đã ngay lập tức ra vẻ với người tới từ Xuân Dương, nhất lại là cái loại dế chuỗi cầm hai cái bao như Trương Dương bây giờ. Đang định làm khó Trương Dương mấy câu thì tiếng Lý Trường Vũ từ bên trong truyền ra Trương Dương A. Vào đi. Trương Dương nghe vậy vui cười hớn hở bước vào, vừa bước được một bước đã bị Chu Hồng Mai ngăn cản, đổi giày. Trương Dương trong lòng thầm chửi con mẹ này, mụ cắn hạt dưa vãi đầy ra nhà, đằng nào chả phải dọn, có thêm chút bụi cứ như chết ngay không bằng. Nhưng mà người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trương đại quan nhân đành nén giận tháo giày ra đi đôi dép lê vào. Lý trường vũ lúc này từ trong phòng làm việc đi ra cười nói, tới đây cứ như tới nhà. Làm sao còn phải đổi giày cái gì? Không sao không sao, nếu không thay sẽ làm bẩn sàn nhà A. Lý trường vũ nghe cái lời của hắn cũng nhận ra, nhìn đầy sàn nhà toàn là hạt dưa không khỏi trừng mắt nhìn Chu Hồng Mai. Cái nữ nhân này từ trước tới giờ luôn tính toán như thế, không chỉ rất tính toán mà còn lười biếng nữa. Chu Hồng Mai vẫn hồn nhiên không để ý mà tiếp tục cắn hạt dưa. Trương Dương đem hai túi đặt ở góc nhà nói, bác tổ bảo ta mang cho ngài ít hoa quả dưới đó, một ít khác là ta mang đặc sản địa phương từ dưới xã Hắc Giả Sơn lên. Chu Hồng Mai nghe vậy nhíu mày, không nhịn được mở mồm, mấy thứ này ở đâu mà chả có, túi lớn túi nhở như thể đến, người ta trông thấy lại không hay. Lý Trường Vũ nghe vậy bực mình không nhịn nổi nữa quát, nhanh đi pha trà đi. Chu Hồng Mai bực tức đi vào bếp, Lý Trường Vũ có phần xấu hổ nhìn Trương Dương cười, mang hắn đi tới phòng làm việc. Đây là một căn hộ chung cư một nhà có ba phòng, điều kiện cũng tạm có thể thông qua. Trương Dương đầu tiên đem chuyện sắp xảy ra dưới huyện hội báo cho Lý Trường Vũ, sau đó trọng tâm câu chuyện hướng vào chuyện đầu tư an lão tiên sinh. Lý Trường Vũ nghe thấy căn cứ vào tình hình cũng bắt sự tính, trên mặt lộ ra vẻ ưng ý, tươi cười nói, không ngờ ban kế hoạch đầu tư các ngươi làm ăn cũng nhanh nhỉ. Nhắc tới ban kế hoạch đầu tư, Trương Dương không khỏi không nhắc tới Lý Trường Vũ đi rồi, tân nhiệm bí thư huyện ủy kia làm việc cũng khá là mờ ám. Lý Trường Vũ chăm chú nghe sau đó khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, một cán bộ kỳ cựu, làm việc bao nhiêu năm như thế. Vậy mà xử lý tình huống lại hẹn hẹn như thế. Hắn tuy rằng đã ở Giang Thành, thế nhưng cũng vẫn quan tâm tới những chuyện phát sinh ở Xuân Dương. Cho dù Trương Dương không nói, hắn cũng đã biết những sự tình phát sinh tại ban kế hoạch đầu tư, hắn đối với phương pháp xử lý của Trương Dương hết sức ưng ý, cư nhiên không có xin sự giúp đỡ cho chính bản thân, lại có lại nhàng đem tống thủ thành lật đổ, nắm toàn bộ quyền hành trong tay. Điều này chứng tỏ khả năng chính trị của Trương Dương càng ngày càng thành thục. Lợi dụng an lão tiên sinh gây áp lực cho huyện Xuân Dương là một chiêu tuyển đối diệu, hiện tại ngay cả toàn bộ Giang Thành đều chú ý đến vụ đầu tư lớn này, mà sự tín nhiệm của An Lão Tiên Sinh với Trương Dương là không thể nghi ngờ. Dương Thủ Nghĩa kia muốn đối phó với Trương Dương thì chỉ có nước rước nhục vào thân, Trương Dương chỉ cần ôm chặt lấy ngọn núi An Lão Tiên Sinh này thì trong huyện Xuân Dương chẳng ai có thể uy hiếp được tới hắn. Lý Trường Vũ nói, nhất định phải làm tốt những vấn đề nền tảng. Chỉ có khởi đầu thuận lợi, việc đầu tư mới có thể tiến hành thuận lợi có vấn đề gì khó khăn cứ trực tiếp bác cho ta, ta sẽ tận lực hỗ trợ ngươi. Nhưng lời này cơi như cấp cho Trương Dương một viên thuốc an thần, ngươi không cần để ý những chuyện khác, chỉ cần công việc đầu tư tiến hành tốt, những chuyện khác ta sẽ lo liệu. Chu Hồng Mai đi pha trà mãi không thấy mang lại, Lý Trường Vũ đành tự thân động thủ, oán niệm trong lòng đối với mụ vợ này nhanh chóng dâng lên đến tận cổ. Lý Trường Vũ quan tâm hỏi công việc của Trương Dương tại trường đảng thế nào. Trương Dương nói chẳng có vấn đề gì, chuyện tần thanh hắn cũng chỉ nói bóng nói gió tần thanh kia cũng còn rất trẻ a à. thế mà đã là cán bộ chính thức rồi nhưng lời này của trương dương lại làm cho lý trường vũ có chút cảnh giác thằng nhãi này tìm mình chả lẽ lại muốn thăng quan a à. hắn đạm nhiên cười nói bằng cấp cùng năng lực của tần bí thư ai ai cũng rõ một cán bộ trẻ tuổi như vậy phóng nhãn nhìn ra cả nước cũng không nhiều a à. trương dương có chút không phục nói thế nào cũng chỉ là một nữ nhân sớm muộn gì cũng phải kết hôn sinh con đến lúc đó con đường làm quan khẳng định là bị ảnh hưởng không ít lý trường vũ lại cười trên quan trường có rất nhiều phụ nữ mạnh mẽ hy sinh hạnh phúc gia đình cùng tình cảm cá nhân có cả những phụ nữ cả đời không kết hôn trương dương nói bất quá tần thanh này thực sự là rất đẹp a à? một nữ cán bộ đẹp như vậy hẳn là hiếm vô cùng đứng sau nàng ta là ai vậy lý trường vũ lập tức hiểu được ý tứ của tiểu tử này thì ra là hắn cho rằng người ta dựa vào sắc đẹp để leo lên ngươi cho là ai cũng như ngươi tưởng sao. Lý Trường Vũ không nhịn được nhắc nhở hắn, học tập tại trường đảng là một quá trình để đề cao nhận thức, có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với đồng nghiệp cùng các giáo viên. Đây cũng là một cơ hội ngoại giao rất ót, công tác trọng điểm trước mắt của ngươi là ban kế hoạch đầu tư. Công ty điện ảnh Long Thịnh là một cái thí nghiệm cầu an lão tiên sinh, nhất định phải cấp cho lão một kết quả để lão cảm thấy hài lòng không nên quên rằng dù đã có thỏa thuận nhưng cũng chỉ áp thỏa thuận miệng chứ chưa có chính thức ký hợp đồng ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai sót trương dương nghiêm túc gật đầu lý trường vũ sau khi tiến trương dương rời khỏi quay về thấy chu hồng mai vẫn đang ngồi đó cắn hạt dưa không nhịn được cau mày nói bà cũng nên dọn dẹp cái nhà đi dù sao cuối tuần cũng lại chuyển nhà rồi dọn dẹp cái gì hơn nữa tới đây cũng toàn kẻ nhà quê có dọn sạch cũng lại bị họ làm bẩn ra thôi Lý Trường Vũ cao mặt lạnh lùng nói, "Ta chính là người nhà quê đó." Nói xong hắn đi vào phòng làm việc đóng cửa cái rầm. Xuyên phận con người với con người đã định trước xem chừng ra có trốn cũng không thoát được, lúc Trương Dương trông thấy Tả Hiểu Tình trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác như vậy. Trường Đảng cùng bệnh viện nhân dân số 1 nằm ngay cạnh nhau, Trương Dương ngay ngày đầu tiên tới đây đã có ý nghĩ có nên chạy tới tìm Tả Hiểu Tình hay không, nhưng vẫn là có chút ngại nên thôi. Từ nhà Lý Trường Vũ đi ra, trời đã bắt đầu tí tách mưa, Trương Dương mở nhạc, vênh váo chạy trên đường cái, lúc ngang qua cửa bệnh viên nhân dân số 1, bởi vì phóng xe nhanh cho nên lúc ngang qua một vũng nước làm cho nước bắn tung tóe lên, chúng ngay một cô gái đang đi trên đường làm cô ta kinh hô lên một tiếng. Trương Dương nhìn qua kính chiếu hậu thì trông thấy khuôn mặt của tả hiểu tình, giật mình một cái rồi phanh gấp. Tả hiểu tình mặc một cái áo mưa màu hồng, bởi vì trời mưa không lớn cho nên nàng cũng không có chùm cái mũ áo mưa lên mà chỉ đội mũ bình thường bị nước tạt ướt hết cả người lẫn mặt mũi, thực sự là nhếch nhách đến cực điêm, phẫn nộ kêu lên, này. Người đi xe cái kêu gì thế? Trương Dương mở cửa xe nhảy xuống, trên mặt tươi cười, thực sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a. À. Thế nào lại là ngươi? Tả hiểu tình sừng sốt, nàng thế nào cũng không thể ngờ Trương Dương lại có thể xuất hiện ở đây. Một thời gian không gặp, tiểu tử này ngăm đen hơn một ít, tóc cắt na gướn gọn gàng, trông rất khỏe mạnh hắn mặc một cái áo sơ mi đen, quần jean xanh, giày da đen. Khí chất so với trước đây đúng là có vẻ tăng thêm đẳng cấp. Tả hiểu tình vốn tưởng rằng đã có thể quên lãng thằng nhóc này, thế nhưng vừa trông thấy cái bản mặt vô tâm của hắn tươi cười, tất cả những chuyện cũ trong lòng nháy mắt lại hiện về đầy đủ. Bỗng nhiên nàng cảm thấy sống mũi cay cay, vành mắt hơi đỏ lên, không nói được một lời nào, cứ thể đi thẳng về phía trước. Trương Dương có chút mơ hồ, nhà đầu kia tự nhiên lại làm sao không biết cư nhiên làm như mình là người xa lạ không băng. Hắn nghĩ một chút rồi lên xe, không nhanh không chậm đi theo nàng. Tả hiểu tình rốt cuộc cũng dừng lại, đứng ở ven đường, khuôn mặt xinh đẹp lanh như băng nhìn Trương Dương đi tới, nàng cắn cắn môi dưới nói với hắn, Trương Dương. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi không nên tới tìm ta, ta mà cũng không muốn gặp lại ngươi. Trương Dương nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, tả hiểu tình nhìn ánh âm nóng rực của hắn bông cảm thấy một trận hoảng loạn nàng tựa hồ cảm giác được cái gì đôi mắt vội quay đi lảng tránh ánh mắt của hắn trương dương bỗng nhiên nắm lấy bàn tay nàng rồi kéo nàng vào lòng cúi đầu xuân hôn lên đôi môi ướt lạnh của tả hiểu tình trong khoảnh khắc đầu óc tả hiểu tình trở lên trống rỗng trong nội tâm như cảm giác có một dòng điện chạy qua nàng cố sức chống cự lại thế nhưng nhanh chóng phát hiện ra bản thân vô pháp giãy dụa được khỏi hai cánh tay của hắn đôi môi non mềm bị hắn mở ra đầu lưỡi nóng rực cửa hắn cuốn lấy lưỡi của nàng triển miên quấn chặt lấy nhau. Thân thể tả hiểu tình như bị điện giật không ngừng run run. Mãi sau tay nàng rốt cuộc cũng ôm lấy lưng hắn, mũi chân kiếng lên hôn đáp trả lại hắn. Nhưng ngọt ngào qua đi, những giọt nước mưa ướt lạnh nhanh chóng khiến cho ý thức mê loạn của tả hiểu tình thanh tỉnh lại. Nàng ra sức giấy ra khỏi hai cánh tay của hắn, vung tay lên hung hăng tắt hắn một cái, lui lui bước trên mắt long lành ánh lệ lắc lắc đầu, xin lỗi. Thực sự xin lỗi, rồi bưng mặt chạy đi. Trương Dương xoa xoa bên má bị ăn một tát đang nóng rực lên, trong lòng thật sự là buồn bực tới cực điểm, hắn có thể cảm giác được chắc chắn là tả hiểu tình có thích mình, nhưng lại không thể lý giải vì sao nàng lại như thế. Ngừng đầu lên đã thấy một thân ảnh quen thuộc luất khuất trong dược điếm đối diện bên đường, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng hắn cũng có thể kết luận thân ảnh vừa lần mất đó chính là bí thư Tần Thanh. Trương Dương đương nhiên không có nhìn nhầm, Tần Thanh đang bốc thuốc trong hiệu thuốc Đông Y Vân Nam thì thấy một màn Trương Dương hôn tả hiểu tình, sau đó lại thấy hắn bị cô gái cho một bạt tai đau điếng. Tần Thanh trầm trồ khen ngợi, thằng nhãi này thật xứng đáng bị như vậy. Cư nhiên dám trên đường là cưỡng hôn con gái nhà người ta, quả là tác phong của mấy kẻ lưu manh. Vừa phát hiện thấy ánh mắt Trương Dương nhìn về bên này, nàng vội vội vàng vàng trốn vào phía trong. Lúc trốn vào trong rồi nàng không khỏi tự hỏi chính mình tự nhiên sao lại vậy. Có cái gì mà phải sợ hắn, ánh mắt nhìn lên gói thuốc trên tay mới nhớ tới thang thuốc hắn đưa cho nhìn qua của sổ thấy Trương Dương đã rời đi, lòng thầm nghĩ chắc là hắn không có trông thấy mình. Tần Thanh lúc này mới thở dài một hơi, vừa bước ra cửa đã nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên, thuốc bốc đủ chứ. Tần Thanh giật mình rơi cả gói thuốc trên tay, vẫn là Trương Dương nhanh tay đỡ lấy rồi cười nói, quả đúng là Tần Bí Thư ở đây. Ta nhìn không có nhầm a. À. Tần Thanh chừng mắt liếc hắn, tiểu tử này nguyên lại không có rời đi mà chạy đến ngay bên cạnh dược điếm đứng, thực sự là xảo trá âm hiểm mà. Nhìn gói thuốc Trương Dương cầm trên tay, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Thanh không khỏi nóng lên, bất quá nàng thân là bí thư đoàn ủy, năng lực khống chế cảm xúc đương nhiên hơn xa người thường, mặc dù trong lòng đang xấu hổ, nhưng mặt vẫn làm ra vẻ cao cao tại thượng, "Tiểu Trương a, ngươi ở chỗ này làm gì thế?" Những lời này là ám chỉ, "Ta không có vạch trần chuyện ngươi sàm sỡ con gái người ta bị ăn tát, thì ngươi cũng đừng có nói chuyện ta đi bốc thuốc, chúng ta cả hai bình an vô sự." Trương Dương trả gói thuốc lại cho Tần Thanh, cười nói Tần Bí Thư, trời mưa quá. Để ta tiến ngươi về A. À. Tần Thanh dù sao cũng đang muốn quay trở lại trường đảng, đi nhờ xe hắn cũng chẳng có trái nguyên tắc nào cả, liền đồng ý. Lên xe rồi, Trương Dương khởi động máy mấy lần mà không được, đành cười trừ xấu hổ nói, để ta kiểm tra. Trương Dương tuy rằng đã theo đỗ vũ phong học sơ qua một chút sửa xe, thế nhưng chưa có gặp qua vấn đề gì lớn cho nên sau khi xuống kiểm ta linh tinh mấy thứ, lên xe thử lại vẫn không được. Tần Thanh buông gói thuốc xuống để ta nhìn qua một chút xem. nàng nhìn qua động cơ chính một chút, phát hiện dây nối với bình ác quy có chút vấn đề, bảo Trương Dương đưa hộp dụng cự sửa, nhanh chóng xử lý xong cái vấn đề con con này. trở lại xe Trương Dương đưa cái khăn mặt cho nàng, thủ khởi động lại quả nhiên là được. hắn cười nói, tần bí thư lợi hại thật a, à. còn biết sửa xe nữa cơ đấy. Tần Thanh nói, hồi còn đi học bên mỹ cũng có đi xe. Nhưng mà vì mua xe cũng nên hỏng hóc thường xuyên, sửa nhiều thành quen thôi. Trương Dương nở nụ cười nhìn túi thuốc nói, thuốc này đầu tiên phải như hô giữ lửa, đun lửa nhỏ tầm 2 giờ mới có thể phát huy được hết tác dụng của thuốc. Tần Thanh thầm mắng thằng nhãi này đúng là vẫn còn muốn đem chuyện mình mua thuốc ra trêu mình. Người đã không cho ta chút mặt mũi thì cũng đừng trách ta. Tần Thanh bâm cua hỏi, nữ hài vừa nãy là bạn gái người A. Trương Dương cũng đã sớm biết Tần Thanh đứng đó hẳn là nhìn thấy hết một màn vừa nãy của mình, cho nên cũng chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, thở dài nói ta thật ra cũng muốn vậy, nhưng tiếc là người ta không cho ta cơ hội. Cũng chỉ có thể buông tay thôi, ta không phải là loại người mặt dày mày dạn. Tần Thanh thầm nghĩ trong lòng, người ta không muốn nhưng người vẫn cưỡng hôn người ta đó thôi. Đúng là vô lại mà. Trương Dương lái xe về trường, lúc tới cửa, Tiểu Trần chủ động ra mở cửa cho hắn. Trương Dương đáp một bao A thi mã qua cửa sổ xe cho hắn, đây là một nghệ thuật xã giao A. Tần Thanh lạnh lùng hình hành động của Trương Dương, đánh giá rằng xem chừng tên tiểu tử này nhất định là muốn làm gì bất chính. Lúc dừng xe, Trương Dương nhận được tín nhắn của tả hiểu tình, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Chúng ta có thể làm bằng hữu bình thường được không? Trương Dương cười khổ lắc lắc đầu, trong lòng thầm nói người đánh cũng đánh rồi, chúng ta cũng đã đánh mất cơ hội rồi. Người hiện tại còn muốn chúng ta làm bạn sao? Tần Thanh đẩy cửa xe bước xuống, đợt huấn luyện các thành viên thị ủy tại trường đảng lần này do nàng phụ trách, công việc khá bận rộn nên đa phần thời gian đều ở tại trường. Biểu hiện của Trương Dương những ngày kế tiếp coi như là thành thật, mỗi ngày đều đi học đúng giờ, về đúng giờ. Tả hiểu tình cự tuyệt hắn lần này cũng không phải là lần đầu, cho nên chuyện này cũng chẳng làm ảnh hưởng nhiều tới hắn cho lắm. Hôm thứ tư đang học thì nhận được điện thoại của An Ngữ Thần, viết đội kịch của công ty điện ảnh Long Thịnh đã từ Hồng Kông tới Xuân Dương. An ngữ thần đối với việc hắn không ở Xuân Dương đón tiếp thì thập phần bất mãn, lập tức gọi điện tới thể hiện sự không vừa lòng, mãi tới khi Trương Dương xin lỗi nọ kia, đảm bảo thứ sáu sẽ quay trở lại mới thôi. Vừa quay trở vào lớp thì điện thoại lại giao, lần này là điện thoại của sở yên nhiên gọi đến, cô nàng này hiện vẫn đang du lịch vui vẻ tại Hải Nam, chắc còn lâu mới trở lại. Trương Dương ngày hôm nay thế nào điện thoại lại vang lên không ngừng. Càng đáng buồn chính là vì đi ra đi vào nghe điện mãi khiến cho hình ảnh duy tu của hắn chưa thành thì đã hỏng. Thế nào ngày hôm nay lại đúng môn mà Tần Thanh đứng lớp, ánh mắt nàng nhìn Trương Dương đã bắt đầu bất thiện. Lúc điện thoại của Trương Dương lại vang lên, nàng ta bực mình cầm viên phấn nhằm đầu Trương Dương mà đáp. Trương Dương vẫn chẳng thèm để ý mà nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, viên phấn bay trượt qua tai hắn. Tần Thanh lạnh lùng nói, "Trương Dương, mời đi ra ngoài." không nên để ảnh hưởng tới những người khác. Trương Dương bất đắc dĩ cười xấu hổ đứng dậy, vừa lúc này thì chuông tan giờ cũng reo. Tần Thanh nói với hắn, ngươi tới phòng làm việc của ta một chút. Tần Thanh thầm đánh giá Trương Dương, phát hiện tiểu tử này căn bản không có chút gì gọi là biết thân biết phận, biết đạo lý cả. Nàng không nhịn được giáo huấn hắn, trong giờ học ngươi không biết đổi điện thoại thành chế độ dụng được sao? Ngươi tới từng này tuổi rồi chả nhẽ còn không biết lễ nghĩa phép tắc gì sao? Trương Dương cợt nhả, Tần Bí Thư, ta biết sai rồi, nhưng ngươi đừng có giáo huấn như giáo huấn trẻ cấp 1 thế chứ. Học sinh cấp 1, ta thấy ngươi chưa chắc đã bằng đâu, nghe thấy hắn thừa nhận sai lầm, ngữ khí nàng cũng dịu dần đi, suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi. Ngươi trở về viết một bản kiếm điểm cho ta. Trương Dương móc từ trong túi ra một bản kiểm điểm đã chuẩn bị giao cho nàng. Tần Thanh ngạc nhiên nhìn hắn, thật không ngờ tiểu tử này đã sớm viết bản kiểm điểm chuẩn bị rồi nhưng cân nhắc lại thì thấy không đúng, chỉ trong trước mắt hắn làm sao có thể viết ra được, cho dù viết trước thì biết viết cái gì, cái này hẳn là hắn đã biết chuẩn bị từ trước. Lật ra xem thì thấy đúng lại là một toa thuốc, trên mặt không khỏi nóng lên. Bất quá có một điều không thể phủ nhận là từ lúc dùng thuốc theo đơn trương dương kê cho, bệnh kinh nguyệt không đều của nàng đã cải thiện rất nhiều, giấc ngủ cũng trở lên tốt hơn. Do đó nên đối với y thuật của Trương Dương nàng cũng sinh ra tín nhiệm. Cầm lấy cái toa thuốc kia, nàng trầm ngâm rồi nói, người đi ra ngoài đi. Người thông minh nói nói chuyện không cần nhiều lời. Lời này của Tần Thanh coi như là nhận lời xin lỗi của Trương Dương, đồng thời cũng coi như là cấp cho hắn một lời cảm ơn của mình. Trương Dương cũng không có vội vã rời đi, hắn nhẹ giọng nói Tần Bí Thư. Thứ sáu này ta xin phép nghỉ để về Xuân Dương một chuyến. Công ty điện ảnh Long Thịnh từ Hồng Kông về Thanh Thai Sơn ghi hình. Ta phải về an bài công tác về điểm này hắn không hề nói xạo chút nào tần thanh gật đầu nói được rồi bất quá chủ nhật phải trở về chuẩn bị cho các buổi học tuần sau sau đó nhìn đồng hồ rồi đứng lên chuẩn bị đi ăn trưa trương dương thấy vậy mỉm cười nói cũng tới bữa trưa rồi ta xin phép được mời tần bí thư ra ngoài ăn tần thanh đạm nhiên nói ta đi nhà hàng ăn tốt ta cũng đi trương dương theo tần thanh đi tới nhà hàng tần thanh cũng thật bất đắc dĩ đành rảo bước nhanh lên bỏ lại hắn phía sau. Nàng căn bản là không muốn bị dây dưa với thằng nhãi này đỡ bị người khác nói ra nói vào. Trương Dương thấy người ta có ý muốn kéo giãn khoảng cách, cũng không dám mặt dày mà tiến tới, đành từ từ đi lại phía sau. Lúc Tần Thanh đi tới căng tin, một gã năm tử trẻ tuổi cao to khôi ngô tiến tới, trong tay cầm một bó hoa mỉm cười, Tần Thanh. Tần Thanh thấy người nọ sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng cắn cắn môi nói, Lê Hạo Huy, người tới trường đảng. Nam tử kia cười rất quỷ dị, tiến sát về phía trước nói Tần Thanh. Ta mới trở về, ta thích ngươi, ta phải bảo vệ ngươi, không cho kẻ nào khi dễ ngươi. Tần Thanh xoay người muốn chạy trốn. Nam tử tên Lê Hạo Huy thấy Tần Thanh như vậy liền vào tới túm lấy cổ tay nàng hét lên, Tần Thanh, ta phải làm thế nào nàng mới hiểu được lòng ta đây? Hắn như bị bệnh tâm thần hét tướng lên khiến cho mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Tần Thanh phẫn nộ nói, người buông ra, Trương Dương đứng xa xa thấy vậy cuống quýt bước nhanh tới. Lê Hạo Huy bỗng nhiên ném bó hoa tươi xuống đất, rút con dao hoa quả giấu sẵn trong người ra, kề dao vào cổ Tần Thanh. Tất cả mọi người đều không ngờ tới lại xuất hiện màn này. Lê Hạo Huy túm tóc Tần Thanh giật ngửa mặt na ghép lên, dí sát con dao vào cổ nàng, điên cuồng kêu lên, người rõ ràng thích ta, vì sao lại không thừa nhận. Tần Thanh tuy rằng cận kề sinh tử, thế nhưng nàng vẫn không tỏ ra một chút khủng hoảng nào nàng nhẹ giọng nói, Lê Hảo Huy, người tỉnh lại đi, người biết mình đang làm cái gì không? Lê Hảo Huy điên cuồng kêu lên, ai cũng không thể ngăn chúng ta cùng một chỗ. Không ai có thể ngăn cản chúng ta yêu nhau. Hắn kéo Tần Thanh lùi về phía sau, lúc Trương Dương chạy tới thì Lê Hảo Huy đã kéo Tần Thanh vào bên trong nhà hàng. Chuyện này nhanh chóng làm cho toàn bộ trường đảng rúng động, hầu như tất cả mọi người đều lập tức tập trung lại lầu một nhà hàng. Bởi vì không rõ ràng tình hình, nên bảo vệ ngăn cản mọi người tiến gần lại nhà hàng, sau đó gọi điện thoại báo công an. Trương Dương xen lẫn trong đám người, ngửa đầu nhìn lên, lại từ xung quanh nghe biết được Lê Hạo Huy này là một tên tâm thần. Hắn vốn học cùng cấp 3 với Tần Thanh, từ khi còn học chung đã thích nàng rồi. Chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hắn đối với Tần Thanh yêu đến điên dại. Mà càng làm cho Trương Dương cảm thấy sợ thằng điên này là lúc Tần Thanh kết hôn, trượng phu của nàng cũng bị tai nan giao thông mà qua đời mà kẻ gây tai nạn lại chính là Lê Hạo Huy. Nhưng sau giám định kỹ càng đều kết luận là tai nạn ngẫu nhiên, mà sau đó Lê Hạo Huy cũng bị kích thích đến phát điên. Lúc này cảng sát cũng đã tới, thiết lập vành cảnh gới quanh quanh nhà hàng. Lê Hạo Huy cùng Tần Thanh xuất hiện tại tầng thượng tầng 5 của nhà hàng. Hắn một tay ghim chặt Tần Thân, một tay hưa hưa con dao gào lên, tất cả cút hết đi. Ai dám tới gần, ta với nàng ta sẽ nhảy xuống. Chu Chiêm Nguyên không biết tự lúc nào đã xuất hiện cạnh Trương Dương, hắn thấp giọng thở dài, thật phiền phức a. Trương Dương nhìn đám cảnh sát phố trang súng ống đầy đủ kia, nhịn không được nhíu mày, có cái gì mà phiền phức? Phái ra một tay bắn tỉa, một phát là xử xong tên điên này ngay. Chu Chiêm Nguyên trợn mắt nhìn Trương Dương một chút, sau đó thấu giọng nói, người không biết thật hay vờ không biết thế? Lê Hạo Huy chính là công tử của nhà Lê Thị trưởng đó. Lê Quốc Chính. Chu Chiêm Nguyên thấy Trương Dương đọc cả tên Lê Quốc Chính ra như vậy, không khỏi giật mình mà nhìn xung quanh. Trên quan trường có rất nhiều những điều cấm kỵ, Trương Dương lại thuận miêng mà kêu rõ tên lãnh đạo ra như vậy, rất dễ mang tới những phiền phức không cần thiết. Trương Dương tuy rằng đã nghe nói qua về Lê Quốc Chính, thế nhưng đối với chuyện của hắn cũng không có nhiều để ý. Bởi vì bí thư thị ủy hứa thường Đức cũng là một nhân vật có thủ đoạn mạnh mẽ, cho nên vô hình chung làm lu mờ đi hình ảnh của thị trường Lê Quốc Chính người ta thường đồn đại hứa thường đức cùng Lê Quốc Chính không hợp nhau, nguyên nhân căn bản là do hứa thường đức sắp được thăng chức mà không đề cử Lê Quốc Chính vào vị trí cũ của mình. Minh Bạch rõ ràng xuất thân Lê Hảo Huy, Trương Dương cũng có thể khẳng định chắc chắn cảnh sát không nổ súng. Một gã cảnh sát không mang vũ trang tiến lên làm kẻ thương thuyết. Hắn cầm loa bác lên tận tình khuyên giải Lê Hạo Huy. Trương Dương cười thầm, khuyên cái con mẹ các người chứ. Hắn là một thằng điên, có thằng điên nào nói đạo lý với người ta không? Tên kẻ thương thuyết kia mục đích chỉ là để hấp dẫn sự chú ý của Lê Hạo Huy, trong lúc đó, một vài tên cảnh sát đã lặng lẽ tiến nhập vào trong nhà hàng. Nhưng bọn họ cũng không dám tiến lên sân thương vì sợ gây kích động tới hắn. Lúc này một chiếc san tân màu đen chạy tới khu vực bên trong giới tuyến. Thị trưởng phu nhân Phùng Ái Liên thất kinh chạy từ trong xe ra ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng. Thấy tình cảnh trước mặt sợ đến trắng bệ cả mặt, cả kinh thét lên, hạo huy. Ngươi làm cái gì vậy? Hai từ ngốc này, tỉnh lại đi. Chuyện này gây ra nháo động cũng thực sự là quá lớn, chẳng mấy sốc sau, giám đốc công an thành phố Điền Khánh Long cũng đích thân đến đây. Theo hắn còn có cục trưởng phân cục Nam Sơn Lý Đức Trí, Trương Dương từ trong đám người đó nhìn ra còn có một thân ảnh quen thuộc đó là tân nhiệm cục trưởng phân cục khai phát Cát Xuân Lệ. Thị cục đang có một cuộc họp, lại trùng hợp thời gian xảy ra vụ việc động trời này, thế là hầu hết các nhân vật chóp bu của công an thành phố đều chạy tới đây. Cát Xuân Lệ theo cấp bậc là đi phía sau tới, nàng cũng lưu ý thấy Trương Dương có lẫn trong đám đông, có chút bất ngờ rồi liên nở một nụ cười kín đáo chào hắn rồi nhanh chóng lướt qua vành đai cảnh giới đi tới chỗ hắn. Trương Dương lễ phép chào nàng một tiếng, cắt cục, Cát Xuân Lệ nhất thời nhíu mày nhìn hắn một cái, Trương Dương lập tức hiểu ra tại đây các nhân vật quan hàm cao hơn nàng còn nhiều lắm, xưng hô như thế ngược lại rất không hay. Cát Xuân Lệ nhỏ giọng nói, chuyện gì xảy ra? Trương Dương đem sự tình xảy ra từ đầu đến cuối kể cho Cát Xuân Lệ, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn cứ quan sát tình huống phía trên. Lúc này bốn gã đặc nhiệm cung Phùng Ái Liên đi lên sân thượng, Lê Hạo Huy thấy mẫu thân tay cầm dao hưa hưa về phía họ, đừng tới đây. Kẻ nào tới gần ta liền nhảy xuống. Phùng Ái Liên vừa khóc vừa hét lên, Hạo Huy, ta là mẹ ngươi, là mẹ của ngươi đây. Lê Hảo Huy lắc lắc đầu, trên đời này ai ta cũng không tin. Ta chỉ tin tưởng Tần Thanh, nói xong hắn nhìn Tần Thanh, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu, chỉ cần ngươi yêu ta. Đáp ứng kết hôn với ta, điều gì ta cũng nghe ngươi. Nhìn mặt Lê Hạo Huy, từ đáy lòng Tần Thanh sinh ra một cảm giác chán ghét. Biểu tình của nàng càng tỏ ra kiên cường, trong ánh mắt càng lộ ra vẻ tuyệt đối không phục. Phùng ái liên gần như cầu xin kêu lên, Tần Thanh, nếu như không phải liên quan đến sinh tử nhi tử yêu của bà, bà ta tuyệt đối không cúi đầu trước nữ nhân này. Vốn Phùng Ái Liên cho rằng sở dĩ Lê Hạo Huy ra cái bộ dạng này là do Tần Thanh gây ra, Tần Thanh là nguyên nhân hại nhi tử của bà. Bây giờ chỉ cần nàng ta nói một câu, giả vờ nói một câu thôi thì chi huyện này cũng có thể giải quyết được. Nhưng từ trong ánh mắt Tần Thanh khiến bà ta ý thức được nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đứng dưới lầu quan sát tình huống phía trên, sắc mặt Điền Khánh Long trở lên rất khó coi, hắn nghiên dáng mắng cái con mẹ nó. Làm gì không biết, một người hiện là đoàn thị ủy bí thư là một cán bộ trẻ tuổi rất được hứa thường đức chú trọng bồi dưỡng, một người là quý công tử của thị trưởng thành phố Lế Quốc Chính, chuyện này thực sự là khó xử lý a. À. Dựa theo luật, cái kiểu bắt cóc nữ nhân thế này thì thông thường đã sớm phái một tay súng bắn tỉa xử lý xong xuôi rồi. Thế nhưng thân phận của đối tượng lại rất đặc thù khiến cho hắn rất khó xử. Sau một hồi cân nhắc, hắn mới lấy hết súng khí đưa ra quyết định chuẩn bị tay súng bắn tỉa mọi người xung quanh đều sửng sốt dù sao điền khánh long cũng là điền khánh long chỉ có hắn mới dám đưa ra những quyết định như vậy thế nhưng có một điều ai cũng rõ ràng đó là tuyệt đối sẽ hạ lệnh cô được làm tổn thương tới tính mạng của lê Hạo huy kia cát xuân lệ chợt phát hiện ra trương dương đã lần mất tự lúc nào trương dương đi tới phía tây của nhà hàng bởi vì mọi người đều tập trung tại khoảng trống phía trước đại môn để xem náo nhiệt cho nên tại đây chẳng có một bóng người nào cả. Trương Dương xem xét xung quanh không có ai rồi hắn hít sâu một hơi, dùng chiêu bích hổ du tường nhanh chóng leo lên mái nhà. Độ cao như vậy đối với Trương Dương mà nói chẳng có chút khó khăn nào. Hắn leo lên phía sau sân thượng, lộ đầu lên nhìn Lê Hạo Huy đang đứng ở phía bắc sân thượng. Lúc này Lê Hạo Huy vẫn đang tập trung sự chú ý lên mẫu thân hắn và bốn gã đặc công đứng cạnh. Đối với Trương Dương thì đây là một cơ hội tốt cự ly tới đó cũng khá xa và lại không thể xuất hiện trực tiếp trên sân thượng hắn liền dùng hai tay bám vào một thanh ống thoát nước ở phía dưới nhẹ nhàng di chuyển từ phía tây của nhà hàng ra phía trước đại môn cát xuân lệ là người đầu tiên phát hiện thấy trương dương nàng không hỏi giật mình kinh ngạc điền khánh long phát hiện thấy trương dương cũng có chút bất ngờ nhưng hắn nhanh chóng đưa hai tay ra hiệu cho tất cả không được manh động gì phải giữ trạng thái như không có chuyện gì xảy ra để tránh cho lê hạo huy cảnh giác tất cả cảnh sát ở đây ngay cả Điền Khánh Long thấy màn này đều sợ tới ngay người, Trương Dương chỉ bằng vào lực lượng của hai tay mà nhẹ nhàng nâng trọng lượng của cả cơ thể, rồi còn di chuyển liên tục như thế. Hơn nữa đó là độ cao 5 tầng, chẳng những cần lực lượng mà còn phải có kỹ năng, càng cần phải có dũng khí bỏ qua sinh tử, nếu không cẩn thân thất thủ rơi xuống thì thật không dám nghĩ. Hầu như tất cả mọi người đều ngừng hô hấp chăm chú nhìn một màn mạo hiểm ở trên. Đột nhiên yên tĩnh lại khiến cho Lê Hạo Huy cảm gì được cái gì đó, hắn gào lên, không được lại gần đây. Rồi quay đầu lại nhìn một chút tình hình phía dưới. Trương Dương thấy có động tạm thời đình chỉ động tác, treo mình lơ lưng trên không trung. Điền Khánh Long hơi giơ tay lên, giả như Lê Hảo Huy chó cùng rứt dậu, thì hắn chỉ có thể ra lệnh cho tay súng bắn tỉa hẹ gục Lê Hảo Huy. Lê Hảo Huy chưa phát hiện ra Trương Dương, hắn gầm rú lên, cút hết cho ta. Đều cút hết cho ta, các ngươi đừng hòng can thiệp vào giữa ta cùng Tần Thanh vẻ mặt rung dung quý phái của phùng ái lên hiện ra vẻ bất lực, bà cắn môi cầu xin, tần thanh, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Bà ta hiểu rằng tình huống này chỉ có câu nói cầu tần thanh mới có thể ngăn được nhi tử yêu quý của bà. Ánh mắt tần thanh vẫn an nhi lùng mà cao ngạo nhìn phùng ái liên quỳ gối trước đó, trên mặt nàng vẫn chẳng có chút biểu tình thương hại hay cảm thông nào. Lê Hạo Huy kề dao vào sát cái cổ trắng ngần của nàng, trong mắt léo lên vẻ đau khổ cùng biên cuồng, ta biết. Ta biết là nàng yêu ta, Trương Dương đã leo tới ngay phía dưới Lê Hạo Huy, cài ống thoát nước cách mái sân thượng khoảng tầm nửa thước, hai tay Trương Dương gồng lên, cả thân thể búng ngược lên phía trên, tay phải túm ngay lấy tay trái của Lê Hạo Huy, đẩy mạnh một cái khiến cho hắn ngã lộn về phía bên trong. Lê Hạo Huy giật mình, tay phải đẩy Tần Thanh ngã ra phía ngoài. Tần Thanh thét một tiếng chói tai ngã lộn từ tầng năm xuống. Trương Dương phản ứng theo rất nhanh, hắn ngả người về phía sau, hai tay túm đọc chân trái của Tần Thanh rồi rơi xuống theo hai chân hắn ngay lập tức quắp chặt vào cái ống thoát nước ngay phía bên dưới phía dưới lầu truyền đến một trận tiếng kinh hô lúc trương dương túm được tần thanh lại mới phát sinh hàng loạt những tiếng hoan hô không ngớt từ góc độ của trương dương có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh xuân bên trong váy của tần thanh bên trong chiếc váy màu xám làm đôi tất chân màu đen ôm sát lấy đôi chân đẹp mê người bởi vì đây không phải là loại tất chân liền khố cho nên lộ ra một mảng đùi trắng như tuyết với một chiếc quần lót phiền hoa rất đẹp Trương Dương nhìn vậy khiến cho hắn lập tức trở lên cứng rắn, không thể tưởng tượng được phía trong váy của đoàn thị ủy bí thư lại đẹp mê người đến thế. Lúc mọi người cho rằng nguy cơ đã được hóa giải rồi, thì đường ống thoát nước không chịu nổi sức nặng hai người, chỗ gần hai chân Trương Dương quắp lấy bỗng phát sinh gãy vỡ. Trương Đại Quan Nhân cùng Tần Thanh lần thứ hai té rất từ không trung xuống, hai tay Trương Dương cố sức đem thân thể Tần Thanh đẩy mạnh lên trên, điều này khiến cho thân thể của hắn rơi xuống trước điền khánh long từ lâu đã bố trí được đệm khí trương đại quan nhân tuy rằng đang ở giữa không trung thế nhưng đã để ý tình huống phía dưới hắn là người rơi xuống đem khí trước ngay sau đó tần thanh rơi ngay lên trên người hắn trương đại quan nhân tuy rằng một thân cường hãn nhưng lực đạo của một người rơi từ tầng năm xuống cũng không thể khinh thường cả hai người phập phồng nhấp nhô vài rồi mới nằm yên trên cái đem khí được tần thân nằm úp xuống người hắn tự nhiên bụng cảm nhận được một vật gì vừa cứng vừa nóng nàng rất nhanh ý thức được đó là cái gì, đỏ mặt, cắn môi, hung hắng chừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng trong ánh mắt không có chút gì phản cảm. Vài đặc công nhanh chóng tiến lên đỡ bọn họ ra khỏi đệm khí rồi đưa lên cáng chuyển thẳng tới xe cứu thương. Trên sân thượng, bốn gã đặc công như lang như hổ đã xuống tới đè lệ hạo huy nằm bẹp xuống đất. Sau đó gắt gao dựng hắn dậy còng tay cẩn thân, phùng ái liên khóc lớn chạy tới ôm chặt lấy hắn. Lê Hào Huy tựa hồ lúc này mới thanh tỉnh được một ít, hắn thất hồn lạc phách kêu lên, mẹ. chương năm 17, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Thị trường Giang Thành Lê Quốc Chính chậm rãi buông điện thoại. Mấy tầm rèm trong phòng đều buông xuống, hơn nữa lại không có bật đèn, bầu không khí trở lên u ám y như tâm tình của Lê Quốc Chính lúc này. Hắn chỉ có duy nhất một đứa con là Hạo Huy, thế nhưng chẳng hiểu vì sao ông trời lại tàn nhẫn, hết lần này đến lần khác cứ khiến cho nó đâm đầu vào tần thanh, cực độ chấp nhất khiến nó càng ngày càng trở lên biên biên dại dại, từ lần Hảo Huy lái xe đâm chết Lý Trấn Dương kia, trong lòng hắn coi như đã mất đi đứa con, nhưng mà số phận lại vẫn cứ không ngừng trêu ngươi hắn. Hắn không rõ vì sao Tần Thanh nhất định chọn con đường làm quan, nhưng hắn rõ vì sao trong 5 năm mà Tần Thanh lại có thể lên được đến địa vị cao như vậy. Tất cả đều bởi hứa thường đức, điều này làm cho Lê Quốc Chính cảm thấy rất đau đầu, là hứa thường đức đang đưa Tần Thanh từng bước trở thành trung tâm. Ai cũng biết hứa thường đức sắp trở thành tỉnh trường tỉnh Bình Hải tới nơi, ai nhìn vào cũng nghĩ bản thân Lê Quốc chính hắn sẽ đương nhiên tiếp nhận cái ghế của hứa thường Đức, trở thành lão đại giang thành này. Thế nhưng trong lòng Lê Quốc chính hiểu rõ đường quan lộ của mình xem chừng là chứng lại tại đây, hứa thường Đức sẽ không cấp cơ hội này cho mình, không ai có thể hiểu rõ đối thủ của hắn hơn hắn. Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, Lê Quốc chính ổn định lại tâm tình một chút, đứng lên kéo rèm lên, dương quang ấm ám rực rỡ của buổi chiều ùa vào phòng và chum lên cả người hắn, thế nhưng nội tâm của hắn vẫn cứ u ám chẳng có chút khá hơn chút nào. Gõ cửa hắn chính là thư ký Vương Cảnh Lược, sau khi được Lê Quốc Chính đồng ý, Vương Cảnh Lược đẩy cửa tiến vào, nhẹ giọng nói, Lê Thụ trưởng, 5 giờ chiều có chuyến bay. Lê Quốc Chính nhíu mày, chậm rãi nói ra hai từ, hủy đi. Quyết định của hắn cũng y như trong dự liệu của Vương Cảnh Lược, Vương Cảnh Lược gật đầu nói, ta sẽ đi làm ngay. Khi hắn gần bước ra khỏi phòng thì Lê Quốc Chính nói thêm một câu, "Giúp ta liên hệ với Hứa bí thư xem hắn có rảnh không, ta muốn gặp mặt hắn một chút." Vương Cảnh Lượng gật đầu đang định rời đi thì Lê Quốc Chính lại thay đổi ý định, "À thôi đi, để ta tự làm." Tâm tình Lê Quốc Chính lúc này đang cực độ trầm trọng, hắn sở dĩ muốn Vương Cảnh Lượng đi thăm dò trước là bởi vì hắn đối với Hứa thường Đức cũng có nhiều hiểu biết. Hiện tại vì tất Hứa thường Đức đã hội kiến hắn, thế nhưng trong nháy mắt hắn liền thay đổi chủ ý bởi vì sự tình của đứa con điên khùng kia gây ra mà hứa thường Đức đã chiếm hết tiên cơ. Hắn trước khi đi nhất định muốn huất phục mình, Lê Quốc chính hiểu rõ hứa thường Đức là loại người có thù tất báo, suy nghĩ mãi cuối cùng cũng đành liên hệ với hắn. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của Lê Quốc chính, hứa thường Đức đã tắt điện thoại. Tại thời điểm nhạy cảm như thế này, hắn cư nhiên là chọn lựa phương án tắt điện thoại. Gọi cho thư ký của hắn thì cũng được báo là hứa bí thư không có ở văn phòng thị ủy. Lê Quốc Chính Minh Bạch hẳn là trước khi đi, hứa bí thư muốn nương chuyện này mà gây một ít sóng gió rồi. Lê Quốc Chính nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ tới một câu nói, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Đối với sự tình phát sinh tại trường đảng lần này, Điền Khánh Long biểu hiện ra vô cùng lão lạt, lấy thủ đoạn thành thục mà xử lý. Triệu tập tất cả các cán bộ có mặt tại hiện trường vụ việc trong trường đảng tập trung tại hội trường. Điền Khánh Long đầu tiên là nói năng rành rọt phân tích lợi hại sau đó lại cường điệu hóa mà nói nếu sự tình này mà truyền ra ngoài hẳn sẽ gây ảnh hưởng xấu trong dư luận danh thành. Tất cả mọi người ở đây cũng đều hiểu, chuyện này còn liên quan đến nhiều mặt phức tạp khác, kể cả cho dù có nói ra ngoài nhưng chắc cũng sẽ chả có ai có gan đứng ra làm chứng. Điền Khánh Long muốn mỗi người đều tự ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, làm cho mỗi người đối với vấn đề này nảy sinh lo lắng. Này xin hát ý nghĩ thả rằng mình không có mặt tại hiện trường lúc đó còn hơn, biết nhiều vị tất đã là chuyện tốt. Thế nhưng Điền Khánh Long cũng rõ ràng, toàn bộ ở đó có tới gần 200 người, muốn ngăn khẩu bịt kín toàn bộ sự tình lan ra ngoài căn bản là không có khả năng, bất quá chỉ cần không có bất cứ chứng cứ thực tế nào, thì dù truyền ra ngoài cũng có thể xử lý. Chúng ta là những cán bộ quốc gia, không sợ lời đồn nhảm. An bài xong xuôi hết thảy, Điền Khánh Long mới tới văn phòng của hiệu trưởng trường đảng. Thị trưởng phu nhân Phùng Ái Liên ngồi ở trên ghế, bà ta cũng đã khôi phục được vẻ chấn định, thân là chủ tịch kiêm giám độc một hãng dược, tố chất tâm lý của bà cũng hơn hẳn so với người thường. Bà cũng không có đi cùng nhị tử Lê Hạo Huy mà ở lại đây, bởi vì thân phận Lê Quốc Chính nhạy cảm không thích hợp xuất hiện, cho nên tất cả công việc giải quyết hậu quả đều do bà phải làm. Vài lãnh đạo trường đảng thấy vậy lập tức ly khai khỏi văn phòng. Điền Khánh Long ngồi xuống đối diện Phùng Ái Liên, đặt mũ lên trên bàn, thở dài thấp giọng nói tẩu tử à. Sao các ngươi không chiếu cố tốt cho Hạo Huy chứ? Trong lời nói của hắn có chút trách cứ, hắn cũng không lo lắng khiến Phùng Ái Liên bất mãn, nói lý ra giao tình của hắn và nhà Lê Quốc Chính vẫn rất tốt, thế nhưng cũng không hề có chút vướng mắc nào trong quan hệ với hứa thường Đức. Điền Khánh Long này thoạt nhìn giống như một người hào sảng thô kịch, thế nhưng đó chỉ là hắn cố tình làm như vậy cho người khác thấy, nếu như không có tâm cơ và thủ đoạn làm sao hắn có thể có được địa vị như ngày hôm nay. Phùng Ái Liên thở dài một hơi, Khánh Long, chúng ta dù sao cũng không thể suốt ngày nhìn tới hắn được hơn nữa hài tử này từ đợt tết âm lịch trở về nhà cũng trở lên rất khá nhìn không có chút biểu hiện gì của bệnh cả ta cùng lão lê còn đang vui vẻ vì điều đó ai có thể ngờ được nó lại đột ngột bà móc ra cái khăn tay nhẹ nhàng lau đi lệ ngân tuy rằng vẫn đầu tư chăm sóc sắc đẹp thỏa đáng thế nhưng dấu vết của năm tháng vẫn để lại trên khóe mắt của bà ta vài nếp nhăn nhỏ nhỏ phùng ái liên cắn môi nói đều là do ả hồ ly tinh kia cả điền khánh long trong lòng cười nhạt đối với ân oán của Tần Thanh cùng gia đình Lê Thị Trưởng hắn biết rõ. Hắn cho rằng Lê Hạo Huy kia bây giờ bị như vậy là đúng người đúng tội lắm, nhưng Phùng Ái Liên là mẫu thân của Lê Hạo Huy thì không cho rằng như vậy, bà một mực cho rằng con trai mình ra nông nỗi đó đều là do Tần Thanh hại. Tiếp đó Điền Khánh Long thấp giọng nói, chuyện này sợ rằng ít nhiều có ảnh hưởng. Hắn nói quả thật rất khéo léo, Lê Hạo Huy tâm thần có vấn đề là điều chắc chắn không cần phải nghi ngờ, thế nhưng vấn đề then chốt lại không phải là ở đó, hắn tin tưởng rằng Tần Thanh có lẽ cũng sẽ không truy cứu chuyện này, thế nhưng hắn sẽ khó hắn nói ăn nói với hứa thường Đức. Ở Giang Thành ai cũng biết bí thư thành ủy hứa thường Đức đối với Tần Thanh đều rất mực giúp đỡ che chở. Bên ngoài cũng không ít tin đồn thất thiệt về quan hệ bọn họ, thế nhưng miền Khánh Long thì minh bạch, hứa thường Đức và Tần Thanh tuyệt đối là quan hệ thanh thanh bạch bạch. Tần Thanh đối với người ngoài, bất kỳ là ai cũng đều luôn bảo trì khoảng cách, từ sau khi Lý Trấn Dương qua đời. Nàng tựa hồ đã phong bế hoàn toàn thế giới của mình, cho dù là người đối nghịch cũng không thể không thừa nhận là nàng tuyệt đối giữ mình trong sạch. Hơn nữa Điền Khánh Long càng rõ hơn, hứa thường đức ra sức nâng đỡ nàng như vật là vì nàng là một quân cờ, hứa bí thư muốn đem quân cờ này gây áp lực mạnh lẽ lên lê thị trường. Lần này Tần Thanh gặp chuyện không hay thế này, chắc chắn hứa bí thư sẽ không bỏ qua cơ hội mà giáo huấn lê thị trường một phen. Đây là cao thủ đành cờ A, hiện tại điều hắn cần làm là đem chuyện này khống chế trong phạm vi có thể. Phùng Ái Liên tựa hồ cũng ý thức được ý Điền Khánh Long, nàng nhỏ giọng nói ta sẽ để Hảo Huy lại bệnh viện điều trị cho tốt. Điền Khánh Long nghe ra ý tứ của nàng chỉ nhàn nhạt cười, hắn cũng không có nghi vấn gì với bệnh tình của Hảo Huy cả. Bất quá vẫn cần phải làm cho xong mấy thủ tục, Lê Hạo Huy vẫn cần một cái giám định xét nghiệm tâm thần toàn diện, hắn thấp giọng nói đoàn thị ủy bí thư tần thanh kia, tẩu tử. Phùng Ái Liên không đợi hắn nói rứt câu đã ra sức lắc đầu, ta tuyệt đối không hướng cái nữ nhân ấy mà xin lỗi. Nàng thần tình có chút kích động mà nói, ả à Hồ Ly tinh ấy hẳn là muốn hại nhi tử của ta, giả như nói một câu dù là nói dối thôi, sự tình cũng đâu có đến mức như thế này. Điền Khánh Long cũng đành thở dài, nếu Phùng Ái Liên đã kiên quyết như vậy, hắn cũng chỉ có thể đành thế thôi, gật đầu rồi nói, về Hạo Huy ta sẽ tân lực xem xét hai người Trương Dương cùng Tần Thanh trực tiếp được xe cứu thương đưa tới Bệnh viện Nhân dân số 1 tại Giang Thành. Trương Đại Quan Nhân từ lúc chào đời tới giờ còn chưa bị ai đối đãi như vậy, trước đây đều là hắn trị liệu cho người ta, lần đầu tiên chính mình được người khác chữa trị cho. Tuy rằng hắn rõ ràng mình chẳng việc gì, nhưng thôi, dù sao cũng tới đây rồi, nhân tiên coi như kiểm tra sức khỏe miễn phí đi vậy. Nào là xét nghiệm máu, chụp x quang, CT hạch từ, giám định điện tâm đồ, Trương Dương cùng Tần Thanh sau khí được kiểm tra qua tất cả các phương pháp tiên tiến nhất, tuy rằng cả hai không có làm sao cả, nhưng bọn họ vẫn được an bài tại phòng bệnh VIP. Trương Dương bị mặc y phục của bệnh nhân, trên người vẫn đeo giám hộ điện tâm đồ, mũi còn bị cắm ống thở. Chủ nhiệm khóa não Liễu Hiển trình tự thân tới kiểm tra bệnh cho Trương Dương, hắn đứng bên giường quan sát Trương Dương một chút rồi ra cầm cái tấm CT lên cẩn thận quan sát. Trương Dương nói ta không sao. Liễu Hiển Trình gật gật đầu nói, không có việc gì cũng phải lưu lại để kiểm tra lãnh đạo đặc biệt chiếu cố hai người nhất định phải đảm bảo an toàn cho hai người trương dương cười cười lúc này viện trưởng tả ủng quân cùng một cơ số bác sĩ trong bệnh viện cũng xuống hắn đầu tiên là mỉm cười tiến vào bắt chuyện cùng trương dương bởi vì biết rõ tả ủng quân chính là phụ thân của tả hiểu tình nên trương dương đối với hắn đặc biệt tỏ ra lễ phép tả ủng quân lần này xuống đây cũng chỉ là cái hình thức thăm bên xong một đám người bọn họ lập tức rời phòng bệnh. Tả ủng quân thấp giọng nói chuyện với Liễu Hiển Trình về tình hình của Trương Dương cùng Tần Thanh. Liễu Hiển Trình cười nói, các loại kiểm tra đều đã cho kết cả, đích thân chủ nhiệm các khoa bọn ta cũng đã kiểm tra, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Tả ủng quân gật đầu nói, nhất định phải chiếu cố thật tốt. Tuyệt đối không để phát sinh bất cứ chuyện gì. Liễu Hiển Trình nói, hẳn là sáng ngày mai cũng có thể xuất viện. Tả ủng quân nhíu mày, Đệ đệ hắn là tân nhiệm phó thi trưởng Giang Thành vừa mới gọi điện đến nhắc nhở hắn chuyện này thập phần mẫn cảm. Trước khi bên trên xử lý đưa ra kết quả, tuyệt đối không thể để cho hai người họ xuất viện. Tạ ủng quân nghĩ vậy, trịnh trọng nói chuyện xuất viện cứ từ từ xem xét, phía lãnh đạo thành phố đã có dặn dò rồi. Cứ an bài họ tại phòng bệnh VIP, đám người vớ vẩn miễn vào. Liễu Hiền Trình gật đầu, tả viện trưởng yên tâm. Tả ủng Quân đang chuẩn bị rời đi thì chủ nhiệm Trần Hạo Hộc tốc chạy tới nói nhở với hắn, hứa Bí Thư tới. Tả ủng Quân cũng thật không ngờ Bí Thư Thành Ủy hứa Thường Đức lại phản ứng nhanh như vậy. Hắn cũng vừa mới nhận được điện thoại cả đệ đệ chưa lâu xong chuyện đệ đệ hắn Tả Viên Chiêu được thăng chức. Tả ủng Quân xem chừng cũng vị tất đã là chuyện tốt. Tả Viên Chiêu vốn không cùng một cánh với Hứa Thường Đức mà lại là bên thị trưởng Lê Quốc Chính. Mặc dù Hứa Thường Đức cũng sắp thăng nhiệm làm tỉnh trưởng Bình Hải. Nhưng là Giang Thành vẫn là thị hạt của Bình Hải cho nên tại Giang Thành này, Hứa Thường Đức sẽ vẫn còn có ảnh hưởng không nhỏ. Cùng đi với Hứa Thường Đức là thư ký riêng của Bí thư Thành ủy Trường Lưu Kính. Hứa Thường Đức thấy Tả Ủng Quân thì chỉ nói một câu, ta lấy thân phận nhân thân tới thăm Tiểu Tần. Những chuyện không tất yếu miễn hết đi. Tả Ủng Quân cười cười gật đầu đi cùng Hứa Thường Đức tới phòng bệnh, đám lâu la trong bệnh viện kia cũng định tiến tới theo nhưng lại bị Tả Ủng Quân chừng mắt ngăn lại muốn làm kẻ hầu cũng còn phải có trình tự có cấp bậc đám ấy ở bệnh viện đúng là có thể làm lâu la cho tả ủng quân nhưng đi với bí thư thành ủy thì còn chưa xứng đủ tư cách làm kẻ hầu cho bí thư thành ủy ít nhất cũng phải là như viện trưởng tả ủng quân đây tả ủng quân đem tình hình tần thanh cùng trương dương đơn giản hội báo lại sắc mặt hứa thường đức vẫn cứ âm trầm nghe tả ủng quân hội báo mà không nói gì tới cửa phòng hắn dò tay phải lên ý bảo tất cả ở ngoài để một mình hắn tiến vào Trường Lưu Kính nhìn tạo ủng quân một cái, rồi cả hai người bọn họ rời xa xa ra khỏi phòng bệnh, đây gọi là để tránh bị nghi ngờ, hẳn là hức thường Đức chắc chắn không muốn bị người khác nghe thấy mình nói chuyện. Tần Thanh đang nằm trên giường xem báo, thấy hứa thường Đức đến, cuốn quyết định đứng dậy tiếp đón lại bị hắn ngăn lại. Phát hiện khôn nàng không có dùng biện pháp giám hộ nào liền hỏi, một mình ngươi ở đây thôi sao? Tần Thanh cười cười đáp, viện có riêng biệt cấp cho ta một hộ lý giúp ta làm các công việc, đồng thời kiểm tra sức khỏe, cũng không có chuyện gì, đã làm cho bí thư phải lo lắng. Khức thường Đức gật đầu, không hiểu Lê Thị Thờ Rường làm cái gì, biết con mình bị bệnh như thế còn để nó đi lung tung. Tần Thanh A, chuyện này thật là ủy khuất cho ngươi, ngữ khi hắn dày vẻ quan tâm của bậc trưởng bối đối với vãn bối. Tần Thanh nhỏ giọng nói, hứa bí thư, chuyện này ta sẽ không truy cứu. Cứ quên đi, ta chỉ mong muốn không có sự tình như thế phát sinh nữa. Từ câu nói kia nàng cũng đã nghe ra, hứa thường đức cũng không muốn để cho chuyện này nháo đại. Ở trong quan trường đợi ít lâu, tần thanh tự nhiên hiểu rõ vi diệu trong đó. Trong mắt mọi người nhìn vào, thị ủy bí thư đích thị là quý nhân của tần thanh, nếu như không có hắn giúp sức, nâng đỡ, nàng cũng không thể đề thăng nhanh đến như vậy được. Nhưng tần thanh cũng hiểu rõ được, hứa thường đức cũng muốn lợi dụng chính mình để tạo áp lực đối với Lê Quốc Chính. Tuy tần thanh tịnh không rõ vì sao hứa thường đức làm như vậy, thế nhưng có một điều nàng có thể khẳng định đó là mâu thuẫn của hứa bí thư và Lê Thị Trưởng là không để điều hòa. Trước khi rời đi nhậm chức mới, hẳn hứa bí thư sẽ không bỏ qua cơ hội để chèn ép Lê Thị Trường. Tần Thanh cũng hiểu rõ chính mình sẽ là nhân vật chính trong sự kiện này, sẽ trở thành công cụ chính trị để hứa thường đức chèn ép Lê Quốc Chính. Sự tình tuy chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng nàng thực sự chỉ muốn nó sớm kết thúc. Hứa thường đức thấp giọng, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Chuyện này ta sẽ xử lý hắn đang chuẩn bị ly khai thì Tần Thanh nói, hứa bí thư, ta muốn xuất viện. Hứa thường Đức xoay người lại, mỉm cười nói, ngày mai đi, dù thế nào cũng nên đợi kết quả trước đã. Hứa thường Đức đương nhiên không có thèm đi thăm Trương Dương. Trong mắt hắn mà nói, Trương Dương chỉ là một nhân vật dâu riê, vô luận Trương Dương có làm cái gì, thì nhân vật anh hùng của chúng ta cũng không thể có được trực tiếp tuyên dương. Tạ ủng quân tiến hứa thường Đức tới tận ô tô, lại vừa lúc thị trưởng Lê Quốc Chính đến bệnh viện. Ánh mắt hứa thường Đức cùng Lê Quốc Chính gặp nhau hết thảy đều có chút ngạc nhiên, nhưng không ngoài dự đoán, cả hai đều lộ ra vẻ tươi cười trên mặt. Lê Quốc Chính nhiệt tình chào hỏi hứa thường Đức một câu, hứa thường Đức cũng tươi cười vỗ vỗ vai vai Lê Quốc Chính nói, Lê thị trưởng thế nào lại tới đây? Một câu nói khéo léo chỉ ra rằng ngươi là phụ thân mà phản ứng xem chừng cũng chậm quá ha. Lê Quốc Chính cũng không có nhắc tới chuyện vừa mói gọi điện cho hứa thường Đức, hắn thở dài nói, hứa bí thư, ta đang muốn nói chuyện với người đây. Hứa thường đức chỉ chỉ chiếc xe riêng của mình, hai người tiến vào ngồi trong xe. Hai nhân vật phong vân đệ nhất Giang Thành này cũng không có thói quen hút thuốc. Lê Quốc chính thân mật hỏi, tình hình tiểu tần thế nào? Còn có thể thế nào? Một nữ tử tuổi còn trẻ như vậy mà bị kích động đến như thế, về mặt tâm lý khó tránh khỏi nảy sinh một số vấn đề. Bất quá tần thanh cũng rất kiên cường, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt chắc không có vấn đề gì. Lê Quốc Chính thấp giọng thở dài, chuyện này thực sự là không ngờ tới. Hứa thường đức liếc mắt nhìn Lê Quốc Chính, hắn cực kỳ bất mãn đối với cái thái độ trốn tránh trách nhiệm của Lê Quốc Chính. Nếu sự tình đã phát sinh thì đừng có sợ nhận sai, nhị tử người bắt cóc tần thanh rành rành ra đấy, dùng một câu thực sự không thể ngờ tới là có thể hóa giải sạch sẽ sao. Kể cả là tần thanh nguyện ý, lão tử cũng sẽ không có đáp ứng. Hứa Thường Đức thở dài dựa lưng vào ghế rồi nói, Hảo Huy lúc nào thì có kết quả giám định tâm thần. Lê Quốc Chính không khỏi một trận hết hồn, hắn đương nhiên cảm nhận được hàm ý uy hiếp trong lời của Hứa Thường Đức, hắn nhỏ giọng ho khan, ta sau này nhất định nghiêm cẩn trông giữ, tuyệt đối không để phát sinh chuyện như thế nữa. Những lời này coi như gián tiếp thỉnh cầu tới Hứa Thường Đức, hy vọng hắn không làm căng chuyện này. Hứa Thường Đức nhẹ nhàng nói, Quốc Chính A người biết loại chuyện này nếu truyền ra sẽ có ảnh hưởng thế nào tới danh tiếng của ngươi chứ lê quốc chính trong lòng thầm mắng chỉ sợ lúc danh tiếng ta bị ảnh hưởng thì kẻ vui nhất chính là ngươi nhưng thầm oán thầm trách thì hắn cũng đành nuốt trong lòng hứa thường đức lại nói ta cũng chẳng còn ở giang thành bao nhiêu lâu nữa nhưng dù sao cũng vẫn phải gánh trách nhiệm cao nhất tại đây trong những ngày còn lại vài ngày trước khi thường ủy họp ta sẽ đưa ra vấn đề để xem xét ngươi thấy thế nào Lê Quốc Chính hơi ngẩn người ra một chút, hắn bỗng nhiên minh bạch, hứa thường Đức Hẳn là muốn mượn chuyện này để tiếp tục kinh doanh thế lực tại Giang Thành. Hắn tuy rằng sẽ ly khai khỏi Giang Thành, nhưng lại không muốn buông tay khỏi quyền lực và sức ảnh hưởng tại đây. Như vấn đề tả viên chiêu, đệ trình tả viên chiêu làm thường vụ phó thị trưởng là Lê Quốc Chính, hơn nữa đa số thường ủy cũng không phản đối vấn đề này. Hứa thường Đức trước giờ vẫn không có tỏ thái độ gì tựa hồ như đã chấp nhận đề nghị này của hắn. Thế nhưng sau chuyện này hứa thường Đức bỗng nhiên lại đề cập đến, chứng tỏ hứa thường Đức vẫn không chấp nhận đề nghị của hắn. Trong mắt hứa thường Đức hẳn là tả viên chiêu không phải là đối tượng thích hợp để ngồi lên chiếc ghế phó thị trường. Tâm tình Lê Quốc Chính lúc này cực kỳ mâu thuẫn và phức tạp, nhiều dấu hiệu cho thấy bí thư thành ủy Giang Thành sắp tới có lẽ sẽ là nguyên thị trưởng Lam Sơn Hồng Vĩ Cơ. Hắn đối với Hồng Vĩ Cơ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng có một điều chắc chắn là quan hệ của Hồng Vĩ Cơ đối với hứa thường Đức là không tệ, hơn nữa bọn họ đều là đồng học tại trường chính trị trung ương không thể nghi ngờ là lại càng dễ câu thông với nhau lê quốc chính đã lờ mờ thấy được cái tiền cảnh ảm đạm của mình hắn minh bạch hứa thường đức đang lợi dụng quyền lực để chèn ép giảm sự ảnh hưởng của mình tại giang thành lê quốc chính cẩn thận hỏi lại hứa bí thư có ý kiến gì a à? trong đầu hắn đã tính toán lại một vài cái tên hắn thật không tưởng tượng ra hứa thường đức đến tột cùng là nhìn chúng ai chả lẽ là lý trường vũ Hứa thường đức cười nói, đồng chí trường vũ cũng không tồi, có quyết đoán, có đảm lược, tuổi tác cũng không lớn. Lê Quốc Chính thực sự không rõ tại sao hứa thường đức lại nhìn chúng Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ tại Xuân Dương thành tích cũng không có gì nổi bật. Xuân Dương cũng là một vùng kinh tế bạc nhược nhất tại Giang Thành. Một nhiệm kỳ của Lý Trường Vũ ở đó cũng không có gì khỏi sắc. Trước đây cũng không thấy quan hệ của hứa thường đức cùng Lý Trường Vũ có gì đặc biệt lê quốc chính cũng gần một năm nay mới chú ý tới người này từ bí thư huyện ủy thăng cấp tới thường vụ phó chủ thị trưởng cũng không tính là quá lớn đương nhiên lê quốc chính không thể biết được hứa thường đức chú ý tới lý trường vũ là vì quan hệ với hồng vĩ cơ lý trường vũ với hồng vĩ cơ vốn là bạn học đại học lúc hồng vĩ cơ xác định gần như chắc chắn tới làm bí thư thành ủy hắn liền hướng hứa thường đức ám chỉ mong muốn chức phó thị trưởng rơi vào vị đồng học cũ này như vậy hắn càng có thể gây sức ép và làm suy yếu quyền lực của Lê Quốc Chính, mà lại có thể không để cho người khác hiềm nghi gì. Làm chính trị là phải nhìn xa trông rộng như vậy. Lê Quốc Chính hiểu rất rõ vị đồng nghiệp đã nhiều năm hợp tác này, hứa thường Đức là một người rất thâm tang và cơ hội, kể cả hắn rất muốn làm chuyện gì cũng phải mượn tay người khác làm cho hắn. Lòng giả của hắn hơn xa cá vẻ đạo mạo hào sảng bên ngoài của hắn. Lê Quốc Chính từ trước tới giờ vẫn cho rằng có thù tất báo là tiểu nhân, mâu thuẫn của bọn họ từ 15 năm trước, khi đó hứa thường Đức còn là bí thư đảng ủy kiêm giám đốc một xí nghiệp cơ khí, Lê Quốc Chính thì là một phó trưởng khu một nông trường muối. Từ khi đó bọn họ đã là đối thủ chính trị của nhau, vì chèn ép đối phương không tiếc sử dụng hết thảy mọi thủ đoạn, theo tuổi tác mà tăng lên, loại tranh dấu này càng trở lên phía trước phong kinh vân đạm, nhưng phía sau thì tàn nhẫn vô tình. Sau những màn đấu tranh kịch liệt, hứa thường Đức gần như hoàn toàn chiếm thượng phong, tuy rằng Lê Quốc Chính không cam lòng chịu thất bại, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thật đó nhưng hứa thường đức lại không có cái tấm lòng rộng lượng của kẻ thắng cuộc hắn bồi đưỡng tần thanh trở thành đoàn thành ủy bí thư là một cái biểu hiện để trả thù lê quốc chính tại nhà lê gia vẫn thủy chung cho rằng tần thanh chính là nguyên nhân căn bản khiến cho lê hảo huy trở lên điên điên dại dại chính là nàng đã phá hủy đi tương lai của hắn mà tần thanh lại đột ngột theo con đường chính trị làm cho lê quốc chính hiểu được cừu hận của tần thanh đối với lê gia là không nhỏ thậm chí hắn có thể đoán được nếu có cơ hội, chắc chắn Tần Thanh sẽ không do dự trả thù hắn. Hứa thường Đức hiển nhiên nhìn ra điểm này, hắn chiếu cố Tần Thanh như vậy chính là để làm cho Lê Quốc Chính giống như hóc xương, ngày ngày ăn uống không yên. Lê Quốc Chính cũng hiểu được sau này hứa thường Đức trở thành tỉnh trưởng cũng sẽ không bỏ qua hắn tại Giang Thành này, chỉ cần nào nào hắn còn đương quyền, mình vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Lê Quốc Chính chậm rãi gật đầu, ta sẽ đề nghị đồng chí Lý Trường Vũ đảm nhiệm vị trí thường vụ phó thị trường. Nói xong câu đó, cả người hắn vô lực dựa vào thành ghế phía sau. Hứa Thường Đức cười đầy thâm ý, ta sắp rời đi rồi, sau này gánh nặng quản lý Giang Thành này có lẽ sẽ rơi trên vai ngươi. Hứa Thường Đức đi rồi, Lê Quốc Chính vẫn không thoát khỏi áp lực trong lòng, hắn cư nhiên bỏ không thăm hỏi Tần Thanh nữa. Nếu đã đạt thành thỏa thuận thì hắn cần gì phải hạ thấp mình tới xin lỗi Tần Thanh nữa. Hắn nhượng bộ Hứa Thường Đức thì chuyện này cũng coi như viên mãn. Buổi chiều hôm đó Điền Khánh Long mới tới bệnh viện, trước khi tới, hắn đã xem qua thái độ hai vị lão đại. Chuyện này khẳng định là xong rồi, giám định tâm thần cẩu Lê Hảo Huy chắc cũng chẳng còn cần tới nữa. Lúc Điền Khánh Long tới, Tần Thanh đã ngủ rồi, hắn cũng không có quấy giày nàng, liền đi tới phòng bệnh bên cạnh. Còn chưa có bước vào đã nghe thấy tiếng cười khanh khách bên trong. Nhìn qua cửa sổ thì thấy Trương Dương đang hoa chân múa tay nói cái gì, tiểu y tá phụ trách chăm sóc hắn bị đùa tới cười nghiêng ngả liên tục. Điền Khánh Long không khỏi nơ nụ cười, tiểu tử này trong đây mà vẫn không quên tán gái. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Trương Dương ngẩng đầu lên, thấy Điền Khánh Long liền cười nói, Điền Cục trưởng, ngài thế nào lại đại giá quang lâm tới đây? Điền Khánh Long cười cười, tên tài xế phía sau mang bó hoa tươi đặt ở cái từ đầu giường của Trương Dương. Điền Khánh Long ngồi xuống giường rồi nói, Trương Dương, ta tuy rằng ở Giang Thành, thế nhưng nghe nói qua không ít chuyện của ngươi Trương Dương thẳng thắn nói hẳn là Điền Vân nói cho ngài a à. Điền Khánh Long cười ha hả đứng lên cái tính cách ngay thẳng của Trương Dương làm cho hắn thập phân thích thú đối với người ta cái ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu Trương Dương Dũng cảm cứu tần thanh khiến cho tất cả cảnh sát Giang thành có mặt ở đó đều rung động cho dù là đặc nhiệm xuất sắc nhất của bọn họ cũng không cam đoan có thể làm được như Trương Dương là một lão cảnh sát Điền Khánh Long đối với người có dũng khí thì thập phần yêu thích, cái này đại khái có thể nói là anh hùng thích anh hùng. Điền Khánh Long liếc mắt nhìn thoáng qua tiểu y tá kia rồi nói, "Trương Dương, ta muốn nói một hai câu với ngươi." Tiểu y tá kia nhìn qua Trương Dương rồi mới oi lưu luyến rời đi. Tài xế của Điền Khánh Long cũng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Trương Dương từ một loạt những động tính nghe được cũng đoán ra chuyện Điền Khánh Long nói nhất định có liên quan tới cái vụ này hắn mỉm cười nói, Điền Cục chắc là muốn làm cho việc to hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Điền Khánh Long vô cùng ngạc nhiên trước độ nhảy cảm của thằng nhãi này, hắn hứng thú nói, người thế nào biết được. Trương Dương cười nói, từ lúc đó tới giờ cũng đã hơn 5 tiếng rồi. Cũng chẳng có ai tới lấy khẩu cung, chỉ là đem nhốt ta tại một cái phòng bệnh. Ta có phần không rõ, ta là anh hùng cứ người hay là tù phạm, theo lý thuyết mà nói bị giam giữ hẳn không phải là ta mới đúng. Điền Khánh Long cười nói, ngươi cho rằng thế nào? Trương Dương nói, Lê Hảo Huy kia là quý công tử của Lê Thị Trường, Tần Thanh là đoàn thành ủy bí thư. Chuyện này nếu làm căng hẳn là sẽ gây ảnh hưởng xấu trong sư luận xã hội. Bất quá về lý mà nói thì không thể bưng kín hoàn toàn được, chủ phi đem chuyện này biến thành lời đồn nhảm. Hắn mỉm cười rồi nói tiếp, ta cũng phải nói là, việc này ta không phải là nhân vật chính, chỉ cần Tần Bí Thư đồng ý xử lý như thế, ta coi như chuyện này chưa hề phát sinh ánh mắt điền khánh long đầy vẻ tán thưởng mà nhìn trương dương hắn bỗng nhiên nhớ tới điền bân từng phàn nàn trước mặt hắn hắn gật gật đầu nói trương dương cảm tạ lý giải của ngươi sau đó đứng lên cầm bút viết vào tờ giấy một số điện thoại rồi đưa cho trương dương và nói sau này gặp chuyện gì có thể trực tiếp gọi điện cho ta điền khánh long làm như vậy không phải chỉ bởi hắn rất thích tính cách của trương dương mà còn vì hắn thiếu trương dương một cái nhân tình điền cục trưởng là người ân oán phân minh nhân tình hắn nợ người khác nhất định trả. Trương Dương cười nói, ngài so với Điền Bân sảng khoái hơn nhiều. Điền Khánh Long cười nói, nếu không ta thế nào là bố nó. Điền Khánh Long ly khai khỏi đó thì lại gặp Tả Hiểu Tình dưới lầu. Tả Hiểu Tình thấy hắn nhanh chóng bước lại chào, "Bác." Điền Khánh Long thấy sắc mặt nàng không tốt cũng đoán được điều gì, thấp giọng nói, "Đến thăm Trương Dương hả?" Tả Hiểu Tình nhẹ gật đầu, rồi lại cấp tốc lắc đầu, "Không, không phải." chỉ là vừa đi ngang qua thôi. Điền Khánh Long ít nhiều cũng đã nghe Điền Bân nói về chuyện của Tả Hiểu Tình. Hiện tại cũng minh bạch vì sao Tả Hiểu Tình đối với cái tên cán bộ cơ sở quen ở Xuân Dương lại lo lắng như vậy, hắn mỉm cười nói, nó không sao. Có muốn ta mang người tới đó không? Tả Hiểu Tình cuống quyết lắc đầu, Điền Khánh Long trong lòng thầm than, cái cô em vợ tương tâm tuệ của hắn đúng là một nữ nhân tham vọng, cứ muốn đem nữ nhỉ của mình giá nhập danh môn, trong lòng Điền Khánh Long cũng không tán thành ý tưởng này của nàng ta. Phải biết là hầu môn Thâm tự Hải ý nói mấy nhà quyền quý rất là phức tạp, nếu là cốt nhục thân sinh của hắn hắn sẽ không làm như vậy. Hắn rất thương Tả Hiểu Tình, nhưng dù sao Tả Hiểu Tình cũng không phải là nữ nhi của mình cho nên hắn cũng không có quyền lên tiếng. Điền Khánh Long vẫn cho rằng nữ nhân là phải giúp chồng nuôi con dạy cái, chuyện lục đục tranh đấu chính trị là việc của nam nhân, nữ nhân nên tránh càng xa càng tốt càng không nên trở thành một công cụ để trao đổi lấy lợi ích chính trị. Tả Hiểu Tình lại sợ Điền Khánh Long suy nghĩ nhiều, liền nhẹ giọng nói: "Bác à, ta đi." Điền Khánh Long nói với nàng: "Ta nghe ba người nói, tốt nghiệp xong sẽ để ngươi đi du học tại Mỹ." Tả Hiểu Tình cắn cắn môi sau đó bất đắc dĩ gật đầu, mọi sự của nàng đều là do Mẫu thân an bài cả, duy nhất chỉ có một lần lệch khỏi quỹ đạo đó là xuống Xuân Dương huyện thực tập nhưng dù sao thì cũng chẳng được bao nhiêu thời gian đã bị máu thân đem trở lại. Điền Khánh Long nói, lúc nào có thời gian ghé qua nhà ta chơi, gì ba người suốt ngày đều nhắc tới người đó. Vâng, tả hiểu tình gật đầu, thấy phụ thân nàng đang cùng một vài cán bộ trong bệnh viện từ xa xa tiến lại, cuống quyết cáo từ Điền Khánh Long rồi rời đi. Tả ủng quân thấy Điền Khánh Long liền bảo đám người bên cạnh dừng lại, rồi mỉm cười đi nhanh tới chỗ Điền Khánh Long chào một tiếng. Điền Khánh Long gật đầu, ủng quân, ta vừa mới gặp hiểu tình. Lâu lâu không gặp nhà đầu đó, thế nào mà sao lại trông gầy như vậy? Các ngươi làm cha mẹ có vẻ hà khắc quá rồi, y tứ hắn có chút khởi binh vấn tội với tả ủng quân. Tả ủng quân cười khổ, ta bận công tác quá, rất ít có thời gian chú ý tới nó. Đều là tâm tuệ ở nhà chiếu cố cho nó. Điền Khánh Long nói, ta nói ngươi chứ, có một số việc không thể cứ nghe vợ được, đàn bà quản việc nhà là hỏng hết. Tả ủng quân nở nụ cười. Cười, lúc nào cũng chỉ biết cười, nhưng ta nói cho các ngươi, các ngươi mà làm cho hiểu tình ủy khuất, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu." Tả ủng Quân cười, "Anh rể a, à. nếu như ngươi thích, ta đồng ý để Tả Hiểu Tình làm con thừa tự cho ngươi đó." "Ta thật ra cũng muốn lắm, nhưng ngươi đã hỏi ý kiến vợ ngươi chưa?" Điền Khánh Long cười ha hả hỏi lại. Hai người cùng đi về phía trước, Điền Khánh Long nhỏ giọng nói, "Ta xem Tả Hiểu Tình vì tất đã thích các ngươi an bài như vậy." Chuyện tình cảm ta thấy cứ thuận theo tự nhiên đi là hơn. tạ ủng quân thở dài. ta tuy rằng khôn tán thành cách làm của tâm tuệ, thế nhưng cũng không thể để mặc cho hài tử này làm lung tung được. xã hội này phức tạp như vậy, vạn nhất nó bị lừa thì ngươi bảo ta phải làm sao? điền khánh long gật gù. tiểu tử trương dương này coi như cũng không tệ. lần này tới phiên tạ ủng quân giật mình. trương dương. Ngươi nói cái tên trương dương cứu tần bí thư kia hả? Điền Khánh Long nheo mắt, người không biết thật là giả vờ không biết thế. Trương Dương nằm trong phòng bệnh sớm đã không kiên nhẫn nổi, thế nhưng viện cứ bắt hắn phải lưu lại để quan sát 24 tiếng đồng hồ. Vốn Trương Dương cũng không để ý tới chuyện này, thế nhưng nghĩ tới các mặt của vấn đề, chuyện này hẳn là trở thành một sự kiện chính trị rồi. Trương Dương cũng chỉ đành tiếp nhận hiện thực, dù sao cứ ở trong đây ăn ngon ngủ kỹ, có tivi để xem, có báo chí để đọc, lại có tiểu y tá xinh đẹp nói chuyện cùng, xem ra cũng là du nhàn tự đắc. Lúc trời trạng vạng hắn ly khai phòng bệnh để đi bộ, dù sao bệnh viện cũng cho phép hắn tự do đi bộ, chỉ cần không rời khỏi tầng lầu này thì không ai hỏi đến hắn. Đi tới trước của phòng Tần Thanh, Trương Dương đang chuẩn bị gõ cửa, không nghĩ của phòng lại mở ra, Tần Thanh mặc bộ y pơ trụ bệnh nhân xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ánh mắt hai người nhìn nhau đều có chút ngạc nhiên, sau đó song song nở nụ cười, Tần Thanh nói, buồn quá. Đang định tìm ngươi, vừa nói vừa mời trương dương vào phòng trương dương cười nói người không có việc gì chứ tần thanh lắc lắc đầu rồi hỏi lại người thì sao từ thời khắc trương dương mạo hiểm cứu nàng ấn tượng của nàng đối với tiểu tử này cải biến rất nhiều trương dương cười nói không có gì phía dưới còn có đệm khí phía trên không phải còn có tần bí thư sao tần thanh trên mặt nóng lên nàng nghe ra ý tứ trêu chọc trong lời của thằng nhãi này trong lòng nhất thời lại cảnh giác lên tuy rằng là chính hắn cứu mình, thế nhưng cũng không thể vì thế mà buông lỏng cảnh giác. Nghĩ tới đây, trên mặt tần thanh lại lạnh lùng cao ngạo như lúc bình thường. Trương Dương cũng nhận thấy biến hóa của nàng, nhưng lại chợt nhớ đến cảnh xuân bên trong váy của nàng, Trương Dương phát hiện tà ác bắt đầu trỗi dậy trong nội tâm mình. Biểu hiện của tần thanh càng tỏ ra cao ngạo, trong lòng hắn lại càng dấy lên một cái dục vong chiếm hữu. Trương thần y từ lúc sống lại tại thời đại này, dường như dục vọng đối với mỹ nữ lại càng mạnh hơn so với lúc còn ở thời tùy. Tần Thanh thấp giọng hỏi, Tiểu Trương, Điền Cục Trưởng tìm ngươi nói chuyện hả? Trương Dương gật gật đầu, tuy Tần Thanh dùng cái giọng lãnh đạo nói chuyện với hắn làm cho hắn cảm thấy khó chịu, nhưng dù sao đây cũng là sự thực. Người ta là một cán bộ cấp thành phố, còn mình chỉ là một nhân viên cấp phòng, tranh lệch đó không phải là nhỏ, người ta tự nhiên là có tư cách nói kiểu đó với hắn. Tần Thanh nói chuyện lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Trương Dương cười nói cảm ơn thế nào. Tần Thanh hơi nao nao, nàng thật sự không nghĩ tới vấn đề này, nhưng dù sao cũng ở trong thể chế đã nhiều năm, suy nghĩ cùng năng lực ứng biến của nàng không như người bình thường. Nàng đạm nhiên cười nói có lẽ ngươi sẽ nhận được một lời nhận xét kết nghiệp vừa lòng. Nguyên lai like, nàng dự định đem tình hình thực tế của Trương Dương ghi lại vào hồ sơ. Điều kiện như vậy đương nhiên chưa khiến cho Trương Dương thỏa mãn hắn cười nói, nếu không cứ thế này, người mời ta ăn cơm. Tần Thanh không nghĩ tới hắn lại đưa ra điều kiện đơn giản như vậy, liền sảng khoái gật đầu tốt. Bất quá ta là người Thanh Liêm A, à, người cũng đừng có ôm cái tâm lý ăn cướp đó. Trương Dương cười nói, đối diện có hàng thịt dê Tân Cương không tệ chút nào. Tần Bí Thư hẳn là sẽ không tiếc rẻ món còn con đó chứ. Tần Thanh mỉm cười gật đầu, không thành vấn đề, thời gian do ngươi định. Luôn đi thôi luôn bây giờ tần thanh ngạc nhiên hỏi lại trương dương ngao ngán nói ở mãi cái nơi này ta sớm đã bực muốn chết rồi chúng ta ra ngoài một chút thuận tiện ăn một bữa thôi có sao đâu nào kỳ thực tần thanh ở chỗ này cũng rất bực mình bất quá nàng vẫn luôn luôn là một người cực kỳ tuân thủ nguyên tắc kỳ thật trong thể chế cũng không nhiều người như vậy điều này khiến cho nàng không khỏi có chút nghiêm túc cứng nhắc trương dương thì đúng là một tên không có khuôn phép phép tắc nào cả Điểm này đối với Tần Thanh hoàn toàn là một khuyết điểm. Cũng có thể là vì xung quanh nàng, nàng không có quen biết một ai như vậy. Trương Dương nói, dù sao chúng ta cũng không việc gì, ở đây mãi làm gì? Dù sao ăn xong quay về là được rồi, không thể cái gì cũng cứ nghe bọn họ sắp xếp được. Nói một hồi vẫn thấy Tần Thanh thở ơ, hắn không nhịn được nói, thế nào? Ngươi sợ à, ta thật sự không rõ, phạm tội là thằng nhãi Lê Hạo Huy kia như thế nào ta thấy lại giống như hai chúng ta mới là tội phạm vậy. Thật là không có đạo lý gì cả. Tần Thanh chừng mắt nhìn hắn, chú ý cách ăn nói của ngươi. Thân là một cán bộ quốc gia, đừng có nhiễm cái thói ăn nói kiểu xấu xa đó. chương 58, nắm chắc quyền hành. Trương Dương cười nói, ta kính ngươi A Tần Bí Thư. Ta vốn quen nói kiểu như thế rồi, thế nhưng tâm địa thiện lương bộc tuệch. Biết ta một thời gian là người sẽ thấy. Tần Thanh nhìn hắn một chút, thằng nhãi này vẫn cứu nhìn mình nãy giờ như trên mặt nàng có vàng không bằng. Hắn mỉm cười nói, đi thôi. Tần Thanh nói, người chờ ta một chút, ta thay y phục đã, còn phải báo với bệnh viện một tiếng. Trương Dương nhíu màu, thay quần áo thì hắn còn có thể lý giải, dù sao mặc đồ bệnh nhân ra ngoài cũng hơi khó coi. Nhưng còn bệnh viện thì đầu cần thiết, bệnh viện Giang Thanh bất quá cứ coi như một cái chỗ cấp đơn vị, còn Tần Thanh là cán bộ cấp thành phố, kể cả là tạo ủng quân cũng không quản được nàng, Tần Thanh đi đến nói với chủ nhiệm khoa Liễu Hiển Trình một câu. Đương nhiên Liễu Hiển Trình không dám quyết định chuyện này, chẳng may bên trên mà trách thì hắn gánh không nổi. Hắn không thể làm chủ được, vội vàng gọi điện hỏi Tả ủng quân. Tả ủng quân ngẫm lại chuyện này dù sao về cơ bản cũng đã được giải quyết, không cần phải giữ bọn họ chầm chầm như phạm nhân nữa. Tuy rằng Tần Thanh kia tuổi còn trẻ, nhưng cũng là cán bộ cấp thành phố, vì vậy cho nên liền đáp ứng. Liễu Hiển Trình buông điện thoại xuống, rồi quay ra mỉm cười nói với Tần Thanh, "Tần bí thư, đi ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt, bất quá không nên đi xa, buổi tối nhớ về sớm một chút." Tần Thanh cười đáp lại, "Liễu chủ nhiệm yên tâm, ta sẽ không gây phiền phức cho viện đâu." Lúc Trương Dương tìm nàng lần thứ hai, nàng cũng đã thay xong y phục. Nàng mặc một cái áo trắng, một cái váy đen, tất đen cùng đôi giày da. Nhìn đôi chân chan duyên dáng, trong đầu Trương Dương không khỏi hiện lên cảnh xuân trong váy của nàng trong mắt tự nhiên toát ra vài phần nóng lòng. Tần Thanh thấy hắn đứng ngây ra đó, không khỏi hơi câu mày, định đứng mãi ở đó hả? Trương Dương nghe vậy mới tỉnh ngộ, cùng Tần Thanh sóng vai rời khỏi tòa nhà. Nói là sóng vai, nhưng thực tế Trương Dương vẫn chậm lại phía sau Tần Thanh một bước, chủ yếu là do Tần Thanh tận lực kéo giãn cự ly với hắn. Điều này khiến cho Trương Đại Quan Nhân có cảm giác như mình là kẻ hầu của Tần Thanh, hắn bước nhanh tới kéo ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Tân Thanh không sao chịu được điều này, thằng nhãi này đúng là không có chút quan niệm phân biệt cao thấp gì cả. Tuy rằng nàng thừa nhận Trương Dương chính là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng trong tiềm thức vẫn là không muốn phát sinh nhiều liên hệ với hắn. Dù sao nhưng thằng nhãi thuộc thành phần không biết an phận dưới trực giác của nữ nhân, bao giờ cũng rất nguy hiểm. Trương Dương chỉ hàng thịt dê nướng Tân Cương phía đối diện. Tần Thanh bình thường rất ít khi tới nơi như thế này, cái loại địa phương khói mù khói mịt thế này chỉ nhìn đã thấy không muốn vào. Nàng nói, hay là đổi chỗ khác đi. Trương Dương đoán được suy nghĩ trong lòng nàng liền nói, yêm tớ, đi. Ở đây không ai nhận ra người đâu. Đoàn thành ủy bí thư A. Người ngẫm lại xem, quan lớn thành phố đó, liệu có thể tới cái nơi như thế này ăn không? Tần Thanh nghe hắn nói vậy cũng cảm thấy đích xác là có vài phần đạo lý. Đi vào quán, hai người gọi món sau đó ngồi xuống bàn. Trương Dương gọi một cân thịt nướng, hai chai bia còn Tần Thanh thì thấy chỗ này chẳng có gì nàng thích, đành gọi một chai sữa rồi chậm rãi ngồi uống. Nàng cùng Trương Dương nguyên bản cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau, sở dĩ mời hắn đi ăn là để thể hiện sự cảm ơn của nàng đối với hắn. Nếu như không phải chủ động Trương Dương đòi hỏi, Tần Thanh hẳn cũng sẽ không đi ra bên ngoài thế này. Trương Dương vừa uống bia vừa hỏi, cứ như vậy bỏ qua cho tiểu tử kia. Lần sau hắn lại tới quấy giày ngươi thì làm sao? tần thanh nhẹ nhàng nói hẳn là không có việc gì đâu trương dương cười lạnh nói ta thực sự là không hiểu bệnh nhân tâm thần thì có thể xử phạt nhẹ hoặc bỏ qua sao như vậy người giám hộ hắn có phải chịu trách nhiệm không tần thanh hiển nhiên không muốn nhắc tới vấn đề này nàng nhẹ giọng nói ăn nhanh đi chúng ta không thể ly khai lâu đâu cũng được dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan tới ta rồi hắn lớn tiếng gọi lão bản lấy cho ta hai cái chén ngươi ăn đi ta không đói. Tần Thanh nhỏ giọng. Ngoài trời bỗng nổi lên một tiếng sấm, chỉ trong nháy mắt sau đã mưa to. Trương Dương cùng Tần Thanh liếc mắt nhìn nhau, đúng là người không muốn lưu lại thì trời bắt người lưu lại mà. Trương Dương nhún vai nói có muốn chạy cũng không được rồi. Dù sao cũng không đi được, Trương Dương lại gọi hai chai bia rồi ngồi xuống. Cùng Tần Thanh tán gẫu chuyện thương nhân Hồng Công đầu tử tại Thanh Thai Sơn, một khi nói chuyện liên quan đến các vấn đề công tác, Tần Thanh cũng nói nhiều hơn một chút. Nàng đối với công tác của Trương Dương tại Thanh Thai Sơn tỏ ra rất có hứng thú. Bằng vào trực giác của bản thân, nàng cảm thấy Thanh Thai Sơn này nếu khai phá để phát triển du lịch thì thư si di sự rất có tương lai. Ngày sau rất có khả năng trở thành Xuân Dương, không, thậm chí là địa điểm du lịch số 1 tại Giang Thành. Tần Thanh cười nói, an lão tiên sinh kia ta cũng đã nghe nói qua, suốt từ năm 88 tới giờ, địa phương cứ mong ngóng hắn đầu tư mà hắn thì cứ im hơi lặng tiếng. Thật không ngờ bây giờ lại có chuyển biến lớn như vậy. Trương Dương có chút đắc ý nói, điều đó chứng minh sở thương mại và đầu tư huyện Xuân Dương hoạt động rất tốt. Tần Thanh thấy thần tình thằng nhãi này tràn đầy vẻ đắc ý, nhịn không được bèn mỉa hắn một chút, nàng nhẹ giọng cười nói, năm 88 tới giờ rất khác nhau rồi. Từ khi bắt đầu cải cách, hoàn cảnh đầu tư tại Giang thành càng ngày càng tốt lên. Kể cả An Chí Viễn kia không có đầu tư, thì cũng sẽ có một thương nhân hải ngoại khác nhìn thấy cơ hội đó có thể nói, ánh mắt các nhà đầu tư còn phụ thuộc vào chính sách nữa. Trương Dương lẳng lặng nhìn Tần Thanh, Tần Thanh thấy hắn nhìn mình chầm chầm như vậy có chút mất tự nhiên, nàng khó chịu hỏi, ngươi nhìn cái gì? Trương Dương mỉm cười nói, Tần Bí Thư A, à, ngươi có phát hiện rằng mình rất đẹp không? Khuôn mặt của Tần Thanh hơi đỏ lên, tiểu tử này thực sự là rất lớn mật, hơn nữa lại còn rất trắng trợn và khoa trương. Cái thể loại tang bốc nói phép này đi nói với mấy tiểu cô nương chưa rõ thế sự còn được, chứ lại nói với lãnh đạo thì thực sự là vô cùng quấy rối. Tần Thanh nghiêm mặt, người có muốn chấm dứt quá trình học tập luôn tại đây không? Trương Dương thở dài nói, Tần Bí Thư, ta vốn tính tình thẳng thắn bộc trực, cho nên nếu ngài nghe thấy gì khôn vừa tai thì xin bỏ quá cho. Tần Thanh nhìn hắn, nhưng thật ra đối với lời kế tiếp hắn nói có phần chờ mong. Trương Dương nói, kỳ thực ta vẫn cho rằng công tác cùng sinh hoạt là hai chuyện khác nhau, là hai vấn đề hoàn toàn riêng biệt. Người nói chúng ta là người trong thể chế, cả ngày thần kinh cứ phải căng lên làm việc. Chúng ta đều là cán bộ trẻ cả, cấp bậc càng cao thì áp lực càng nhiều, ta thừa nhận là vị trí của ngươi còn nhiều áp lực hơn ta rất nhiều. Nhưng mà cả ngày đều cứ căng thần kinh ra như vậy chóng giả lắm biết không? Tần Thanh bất giác lộ ra chút vẻ tươi cười, lời trương dương quả đúng là thật, thế nhưng tại vị trí của nàng bình thường có rất nhiều điều ước thúc, tự nhiên không có khả năng hưởng thụ cuộc sống như những bạn trẻ đồng niên khác, về điểm này nàng thực sự có lúc ước muốn được như Trương Dương, nàng thấp giọng nói con người ta sống trên đời này nhất định luôn phải lo lắng những hành vi của mình gây ảnh hưởng thế nào tới những người xung quanh. Thân là một cán bộ quốc gia lại càng phải chú ý lời nói việc làm hơn. Người hiện tại chắc chưa rõ, nhưng sau này ở trong thể chế thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ hiểu được. Trương Dương nói, ta xem chừng bệnh tình của người đúng là do sinh hoạt và công tác quá căng thẳng. Mỗi ngày đều như vậy không sinh bệnh mới là lạ. Tần Thanh nghe hắn nhắc tới bệnh của mình, mặt bất giác nóng lên, trong lòng ép thấm oán giận tiểu tử này ăn nói chẳng có chút cố kỵ nào, ta đây thân là lãnh đạo nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, không thể điều gì cũng cứ há mồm là nói ra như thế được. Nàng cảm thấy thật sự kỳ quái, người như Trương Dương này làm sao lại có thể bước chân vào quan trương được chứ? Hơn nữa xem chừng ở Xuân Dương tiểu tử này cũng không phải là dạng tầm thường. Nàng xoay đầu ra nhìn bên phía cửa sổ, mưa vẫn không có dấu hiệu suy giảm, tiếng sấm và chớp vẫn thi thoảng lại nổi lên. Trương Dương tươi cười đưa chén rượu lại phía nàng, kỳ thực uống rượu chính là một trong những biện pháp thả lỏng con người tốt nhất. Người không tin thì cứ thử xem. Tần Thanh do dự một hồi, cuối cùng cầm chén rượu nên hướng Trương Dương nói cảm tạ ngươi đã cứu ta. Trương Dương Nguyên bản định phun ra mấy câu cợt nhả đại loại như ta không ngại ngươi lấy thân báo đáp hay tựa như thế, thế nhưng ngẫm lại ăn nói kiểu này trước mặt sở yên nhiên hay tả hiểu tình có thể nói được, chứ trước mặt đoàn thị ủy bí thư Tần Thanh thì tuyệt đối không nên. Tần Thanh thuộc về loại nữ nhân không thể trêu đùa, vạn nhất chọc giận nàng, cục diện sẽ trở lên ngoài sức kiểm soát ngay. Trương Dương tươi cười nâng chén, vì tình hữu nghị, cụng một chén. Nghe thế Tần Thanh tươi cười nâng chén lên cụng, vẻ mặt băng lãnh cùng rụt rè của nàng giống như một làn gió mùa xuân thổi tới làm cho băng tuyết tan ra, phong tư ấy có thể nói là đủ để khuynh quốc khuynh thành. Trương đại quan nhân nhất thời ngây ngốc, tay cầm chén rượu cứ đơ ra không có đưa lên môi, vẻ mặt lúc này của hắn có thể dùng từ sắc hấp mất hồn để hình dung, dựa theo cách nói văn hoa thì đó là kinh diễm, nhưng tần bí thư uống xong chén rượu của mình, ngón chỉ 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 vào chén rượu Trương Dương vẫn đang cầm nguyên trên tay. Trương Dương lúc này mới thanh tỉnh, uống hết chén rượu rồi tươi cười nói, tần bí thư, người cười rất đẹp, thật sự là rất đẹp a. À. Đây là lần thứ hai hắn trắng trợn tác Dương Tần Thanh, tuy Tần Thanh vẫn cảnh giác với những lời nói kiểu này, nhưng đối với hắn thì trong lòng lại không có chút phản cảm, dù sao nàng cũng là nữ nhân, nữ nhân có ai là không thích người khác tán thưởng vẻ đẹp của mình chứ. Tần Thanh lần đầu tiên uống hết một chai bia, lúc này mưa bên ngoài mới tựa hồ ít đi một chút, hai người quyết định thừa lúc này chạy về bệnh viện. Trương Dương hết sức quan tâm cởi áo khoác của mình ra đưa cho nàng, che trên đầu đi. Tần Thanh do dự một chút rồi nhận lấy, tạm thời đem ý tốt của hắn coi như là nịnh hót của hạ cấp. Nàng đang muốn gọi tính tiền thì Trương Dương đã nhanh chóng thanh toán xong suối, căn bản thằng nhãi này đúng là theo tử tưởng nam tử chủ nghĩa, đừng có xem người là lãnh đạo, nói gì thì nói nữa vẫn chỉ là nữ nhân. Đương nhiên nam nhân cùng nữ nhân đi ăn thì nam nhân phải là người trả tiền rồi. Hai người vừa mới bước ra đường thù mưa bỗng nhiên lại nặng hạt, thành ra phải cố chạy thật nhanh về bệnh viện, tuy rằng cự ly không xa, nhưng dưới trời mưa to như vậy, quần áo cả hai cũng đã ướt hết ánh mắt Trương Dương nhìn về phía Tần Thanh, con mẹ nó chứ, đúng là thôi rồi. Tần Bí Thư mặc bộ quần áo trắng nên bây giờ tựa như biến thành bán trong suốt, lại bám chặt vào người nên thấy rõ cả màu da, ngay cả hoa văn đường viền trên áo lót cũng thấy rõ như đang nhìn trực tiếp vậy. Tần Thanh thấy ánh âm của tiểu tử này nhất thời ý thức được điều gì, vội vàng lấy cái áo khoác trùm mình lại rồi cúi mặt tiến về lầu của mình. Lúc Lý Trường Vũ chính thức nhận được tin mình trở thành phó thị trưởng là hắn đang ngồi trong phòng với Cát Xuân Lệ, Cát Xuân Lệ đang ôm đầu của hắn trên đùi mình, Lý Trường Vũ không có nói gì mà vẻ mặt chỉ tươi cười. Một trung niên 40 tuổi mà cư nhiên cứ cười ngây ngốc ý như một đứa nhỏ vậy, hắn vốn rất mong đợi may mắn rơi vào đầu mình, nhưng lúc may mắn rơi chúng thì hắn có cảm giác thật khó tin. Tả viên chiêu căn cơ còn lớn hơn hắn rất nhiều, tả viên chiêu kia ở danh thành đã lâu lại có nhiều người ân hộ. Thế nhưng tất cả chuyển biến quá nhanh, hắn từ huyện ủy Bí Thư Xuân Dương một bước trở thành phó thị trưởng Giang Thành, có thể coi rằng hắn thực sự trở thành một trong ba nhân vật có uy lực nhất tại Giang Thành. Cát Xuân Lệ nhẹ nhàng ve vuốt trên mặt của Lý Trường Vũ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ xuân tình, nữ nhân hấp dẫn nam nhân thường dựa vào bề ngoài, còn nam nhân hấp dẫn được nữ nhân chính là dựa vào quyền và lực. Trên con đường làm quan, Lý Trường Vũ không ngừng đề thăng, khiến cho vị trí của hắn trong lòng Cát Xuân Lệ ngày càng trọng yếu, rất nhiều khi nàng cảm thấy có nguy cơ mất hắn, Nghĩ đến Lý Trường Vũ sau này tại chính đàn giang thành chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Cát Xuân Lệ đã dự cảm lúc đó bạn họ khó có khả năng tự do như bây giờ được. Cát Xuân Lệ ôn nhu nói thật muốn bỏ hết tất cả để làm nữ nhân của ngươi quá. Lý Trường Vũ cười cười ngồi dậy, xoa xoa mặt của Cát Xuân Lệ, sau đó châm một điếu thuốc, thực sự là phải cảm ơn Trương Dương. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương với chuyện này có quan hệ gì? Lý Trường Vũ phim ra một ngụm khói, khiếu giác chính trị của hắn đương nhiên linh mẫn hơn các xuân lệ xa lắm, nàng chỉ thấy được mặt ngoài mà Lý Trường Vũ thì thấy được nguyên nhân sâu xa bên trong, ta cùng hứa bí thư giao tình cũng không tính là gì, nhưng hắn bỗng nhiên lại nhìn chúng ta, lúc đầu ta thực sự rất khó hiểu, nhưng cuối cùng ta cũng minh bạch nguyên lại Hồng Vĩ Cơ sắp tới đảm nhân chức vụ thị ủy bí thư, hứa bí thư muốn là muốn ta cùng với Hồng Vĩ Cơ phối hợp công tác. Nhưng đề bạt người cũng là Lê Thị Trường mà. Lý Trường Vũ mỉm cười nói, ta cùng Lê Thị Trường không có một chút giao tình nào. Ngươi cho là hắn giúp ta vì cái gì nào? Ánh mắt Cát Xuân Lệ tràn ngập vẻ khó hiểu, những quan hệ chính trị sâu xa này đối với nàng thật sự là quá phức tạp. Lý Trường Vũ nói, sự kiện Lê Hảo Huy bắt cóc Tần Thanh đã bị đóng băng, phía sau đó chắc chắn hứa bí thư cùng Lê Thị Trường đã có giao phong. Tần Thanh là cán bộ do một tay hứa bí thư đề bạt lên. Hắn đương nhiên sẽ không để nàng ta chịu oan uổng như thế rồi, ta dám khẳng định Lê Thị Trưởng đề bà ta lên làm thường vụ phó thị trưởng chính là do hứa bí thư tác động. Cát Xuân Lệ có chút lo lắng nói, nói như vậy hẳn là hứa bí thư và Lê Thị Trưởng có mâu thuẫn, tới lúc đó Lê Thị Trưởng nhắm vào ngươi thì sao? Lý Trường Vũ cười nói, hiện tại ta không cần lo lắng về vấn đề làm sao đứng tại Giang Thành, tân nhiệm thị ủy bí thư Hồng Vĩ Cơ là bạn học cũ của ta. Điều ta cần phải làm là phối hợp công tác với hắn cho thật tốt, về phần Lê thị trưởng xem ra chỉ có nước đối lập nhau thôi. Cát Xuân Lệ thở dài ôm lấy cánh tay hắn, đầu tựa vào vai hắn, ta mặc kệ mọi chuyện, dù sao trên đời này ta cũng chỉ biết dựa vào ngươi thôi. Lý Trường Vũ bỗng nhiên đẩy nàng dựa vào ghế, cánh tay chìa ra vén váy của nàng lên lộ ra cặp đùi trắng muốt, Cát Xuân Lệ đỏ mặt nói, vào giường đi. Lý phó thị trưởng lắc đầu, chúng ta là cán bộ lãnh đạo, đương nhiên luôn phải tiếp thu những phương thức tiến bộ càng phải dũng cảm mà thích nghi khắc phục trong mọi hoàn cảnh chứ. Trương Dương Tịnh không ngờ sự kiến của Tần Thanh lại làm thượng tầng lãnh đạo tại Giang Thành chuyển biến lớn đến như vậy. Ngày thứ sáu, hắn lại xe quay trở về Xuân Dương Huyệt, An Ngữ Thần cùng đoàn làm phim cũng chưa có đi vào núi mà vẫn đang ở tại khách sạn Minh Châu. Trương Dương biết vậy phóng xe thẳng tới khách sạn Minh Châu, An Ngữ Thần biết hắn trở về liền ra đại môn khách sạn chờ hắn. Tuy rằng đã đầu mùa hè, nhưng An Ngữ Thần vẫn mặc quần thể thao dài, không có giống như các cô gái khác tung tăng với vậy, vẫn đeo cáo kinh dâm to tướng, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn thấy trương dương nàng liền cất giọng, ngươi làm sao thế? gọi điện cho ngươi xem chừng khó quá ha. còn nói phối hợp công tác, chúng ta đã tới đây từ bao giờ những trường chủ nhiệm thì vẫn vui vẻ ở giang thành, vậy ngươi phụ trách chủ nhiệm cái gì? trương dương mang theo vẻ mặt đau khổ, an đại tiểu thư, ta tới đó là tới trường đảng học tập, đó là nhiệm vụ đảng giao phó chứ nào dám chơi bời vui vẻ gì? Hơn nữa trong giờ học ta không nghe điện thoại được. An tiểu thư A, thật xin lỗi mà. Ngươi không biết cái sự phức tạp cầu quy củ trốn quang trường đâu. An ngữ thần gật đầu nói, hiện tại chuẩn bị đi công tác tại hắc Sơn Tử rồi. Ngày mêu là chính chính bấm máy, chính ngươi phải lo công việc chuẩn bị ngoại cảnh. Ngoại cảnh mà vẫn còn tiến độ công việc gì? An ngữ thần thầm nói tiểu tử này đúng là chả hiểu biết cái gì. Lúc này, Lưu Manh, đạo diễn vương chuẩn từ trong khách sạn đi ra hắn tươi cười hớn hở bắt chuyện cùng Trương Dương, tiểu trương chủ nhiệm đã trở về rồi, chúng ta đã chuẩn bị đi vào núi đây. Trương Dương gật đầu, An Ngữ Thần nhớ ra cái gì đó xoay người đi vào lại trong khách sạn, lúc đi Red Eye cầm theo một cái di động Motorola 8900 đời mới vẫn còn đóng hộp đưa tới cho Trương Dương. Điện thoại này trước hết người cứ cầm, đây coi như là phương tiện liên lạc phục vụ cho công việc. Trương Dương trong lòng mừng rỡ nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ trang nghiệp, như vậy sao được, ta là cán bộ nhà nước, sao lại có thể tùy tiện tiếp nhận lễ vật được? An ngữ thần nói, ta không có nói tặng cho ngươi, đây coi như là thù lao lần trước giúp ta trị bệnh. Hơn nữa không có gì động liên hệ thực sự rất bất tiện. Trương Dương vui vẻ gật đầu, cố làm ra vẻ đắn đó nhận lấy, ừm ta trước hết cứ nhận đã vậy. An ngữ thần và vương chuẩn đều nhìn ra cái tên tiểu tử này đích thị là một tên thích khoe mẽ. Tài xế của sở lương tại hòa đúng giờ lái chiếc Toyota đến đón đoàn phim vào trong núi, trong khoảng thời gian này hắn cũng thành thật rất nhiều, dù sao lực ảnh hưởng của tống thụ thành tại sở cũng không thể nào bằng trương dương được, tại toàn bộ sở công thương thì không bằng được triệu thành đức. Tuy rằng trên mặt vẫn có dương bí thư ủng hộ hắn, nhưng dương bí thư lại càng coi trọng món đầu tư của phía Hồng Kông kia. Mà trong mắt bọn họ tống thụ thành chẳng là cái gì, bọn họ chỉ tín nhiệm Trương Dương mà thôi cho nên tình cảnh hiện tại của Tống Thủ Thành có thể coi là hữu danh vô thực. Nhận rõ hiện thực này, Lương Tại Hòa trước mặt Trương Dương tự nhiên là khiêm nhường hơn rất nhiều, trước mặt Trương Dương cũng không dám tỏ ra vẻ ta đây là phó chủ nhiệm nào kia, mà cung cung kính kính a Dua nịnh hót Trương chủ nhiệm đã trở về. Trương Dương cười gật đầu, gần đây thật là khổ cực a. Tuy rằng quá khứ Lương Tại Hòa là thân tín của Tống Thủ Thành luôn chống đối hắn, thế nhưng đối với loại lâu la này trương đại quan nhân đương nhiên không thèm tính toán, tùy tiện nói mấy câu thăm hỏi lại khiến cho lương tại hòa cảm thấy vui mừng, trong ý thức hắn rõ ràng là đã tiếp nhận địa vị lãnh đạo của trương dương, càng ý thức được tài xế này mới là vị trí thích hợp với hắn. Vì tiểu đông từ trên xe bước xuống, một đôi nhũ phong cao vút như thách thức với lực hút của trái đất, cứ hơi hơi có chút rung động khiến cho mấy nam nhân nhìn vào mà không khỏi nuốt nước bọt, không thể không thừa nhận một điều đó là thực sự, thực sự quá hấp dẫn, bất quá trương đại quan nhân có một quy tắc đó là thỏ không ăn cỏ gần hang. Vu tiểu đông mặc một bộ đầm xanh lam, cánh tay và đôi chân trắng như tuyết để lộ ra bên ngoài, dưới anh dương quang càng làm cho nam nhân phải lóa mắt. Nàng hướng tới trương dương nở một nụ cười đầy quyến rũ nói, trương chủ nhiệm cuối cùng cũng về rồi, ta có rất nhiều việc đang cần phải báo cáo cho người đấy. Trương Dương gật đầu, trên đường vừa đi vừa nói cũng được. Mấy người bọn họ cùng lên xe, Trương Dương thấy đám người Hồng Công ngoại trừ An Ngữ Thần và Vương Chuẩn cũng không có ai đi cùng, có chút ngạc nhiên hỏi, đoàn các người đâu? An Ngữ Thần bực mình nói, ngày mai mới bấm máy, bọn họ hiện tại tới làm cái gì? Trương Dương chọn một chỗ cạnh cửa sổ xe ngồi xuống, Vu Tiểu Đông tiến lại ngồi bên cạnh hắn, trên người nàng tỏa ra một mùi nước hoa khá nồng đậm. Mũi Trương Dương lại rất là mẫn cảm cho nên liên tục hắt xì hai cái, mà Vu Tiểu Đông thì lại không ý thức được mùi nước hoa trên người nàng chính là nguyên nhân, trái lại lại rút khăn mùi xoa tiến sát vào đưa cho Trương Dương. Ba đào cuộc chảo mãnh liệt, Trương Đại Quan Nhân nhìn qua cổ áo chế của nàng thấy cả một tòa núi đôi phập phồng, lập tức lấy hết bình tĩnh ngồi nghiêm chỉnh nói, vu phó chủ nhiệm, trong thời gian ta không có ở đây, công tác vẫn thuận lợi cả chứ. Vừa nói dứt lời lại hắt xì một cái, con mẹ nó chứ, loại nước hoa gì mà kích thích thế nhỉ? Vu tiểu đông nhỏ giọng nói, phía xã Hắc Sơn tử phái ra đội thi công cho phía thương nhân Hồng Kông, nghe nói chào giá cao hơn bình thường tới 5 lần. Trương Dương nhíu mày, hắn tịnh không ngờ đoàn phim làm phim mà ngoại cảnh vẫn còn phải kiến thiết, trước đó cũng thật sợ ý quên mất chuyện này, hắn thấp giọng hỏi đội thi công của ai. Hình như là người họ lâm nào đó. Trương Dương cười lạnh, lâm thành vũ. Trong lòng lập tức minh bạch là đại biểu nhân dân kiêm phó chủ tịch xã Lâm Thành Bân lợi dụng chút quyền để giúp cho đệ đệ rồi. Lần trước Lâm Thành Vũ thuê ba anh em họ xử mưu hại mình, Trương đại quan nhân còn chưa thèm tính sổ, không ngờ lần này lại dám không coi mình ra gì a. À. Trương Dương thầm nói lần này nhất định phải xử đẹp thằng nhãi này. Đoàn làm phim sơ bộ chọn địa điểm quay là Thanh Vân Phong, Thanh Vân Trúc Hải, bởi vì An Lão có nhắc nhở qua, nên bọn họ tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ di chỉ hắc phong trại. Để quay phim, trên Thanh Vân Trúc Hải chỉ cần dựng một chút bố cảnh. Có lẽ thời gian quay phim sẽ phải ở lại đây một thời gian cho nên đã dựng vài cái lều trại. Bình thường những vấn đề nhỏ nhặt như thế này Lâm Thành Vũ cũng chẳng thèm nhật, nhưng sau khi đắc tội với Trương Dương, đa số công trình tại xã nhà đều bị kiều tứ thừa dịp hắn còn chưa yên ổn mà nhảy vào chọm mất, vì thế cho nên hắn đành nhờ vào đại ca mà kiếm lại chút cơm. Lần này công việc là bố trí một chút cho đoàn phim Hồng Kông, hắn chỉ việc vận chuyển một chút tài cụ cho đoàn cũng chẳng tốn là bao sức lực, giả như là hắn có lấy cao một chút thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng vì hắn nghe nói đứng sau màn này là An lão tiên sinh, thấy người sang thì trong đầu nảy sinh ý định kiếm chắc, bất quá tiểu tử này thực sự là lòng tham không đáy, lúc đầu hắn chỉ đưa giá gấp 3. Bên phía Hồng Kông lo lắng đường xá địa hình không quen thuộc nên cũng đành chấp nhận mức giá ấy, không ngờ lúc xong xuôi hắn lại đòi gấp 5 lần. An ngữ thần tuy rằng đối với chuyện này cũng mất hứng, nhưng dù sao đối với nàng cũng chỉ là việc nhỏ không đáng để quan tâm cho nên cũng không có ý kiến gì. Bất quá vô tiểu đông cho rằng Lâm Thành Vũ làm như vậy thực sự làm mất hình tượng của địa phương trong mắt phía Hồng Kông. Sau khi dừng tại thôn Thanh Hà, bọn họ đi bộ từ nơi này lên núi. Trên đường gặp không ít dân phu vận chuyển, tuy rằng Lâm Thành Vũ lấy giá rất cao nhưng đối đãi với những người làm thuê cho hắn thì lại rất hà khắc, tiền công lần này cũng không có thêm một chút nào. Trương Dương trong lòng đã thèm có tính toán. Lâm Thành Vũ đang ở công trường trực tiếp chỉ huy, hiện tại đoàn làm phim yêu cầu có tử quán, chúc lâu, cả hai dựng lên cũng đều đã có chút quy mô, lều trại cũng đã xong xuôi, hẳn là ngày mai đoàn phim bấm máy tương đối ổn thỏa rồi. Bởi vì đại ca hắn Lâm Thành Bân đã nhiều lần nhắc nhở hắn đây là sở thương mại và đầu tư huyện sẽ đích thân kiểm tra công trình cùng phía Hồng Kông, cho nên công trình tuy không lớn nhưng không thể qua loa cho được, vì thế nên Lân Thành Vũ cũng rất chú ý tới chất lượng công trình. Ăn ngữ thần cũng vương chuẩn đối với cung cách làm ăn của hắn hết sức khinh thường, thế nhưng về mặt công trình thì cũng coi như vừa lòng thấy trương dương cùng an nữ thân tới lâm thành vũ trong lòng có chút hơi chột dạ hắn chịu thiệt với trương dương không chỉ một lần lần trước còn động sát tâm đối với trương dương nên đã thuê ba anh em sát thủ họ xử nhưng không ngờ ba anh em nhà kia lại biến mất không túng tích còn trương dương thì vẫn bình an vô sự chuyện này thủy chung vẫn nằm trong lòng hắn nhưng khiến cho hắn cảm thấy không yên hơn nữa từ đó về sau đường quan lộ của trương dương ngày lại càng sáng lạn đại ca lâm thanh bân cũng không tí lần mắng hắn khiến cho ý niệm đối địch với Trương Dương trong lòng hắn hoàn toàn chặt đứt. Trương Dương trong lòng tuy rất khôn ưa thằng nhão này, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra chút nào, đầu tiên là cùng an ngữ thần kiểm tra tiến độ công trình, sau đó hướng Lâm Thành Vũ lấy bản vẽ xem xét lại, hậu kỳ còn có không ít công trình cần phải xây dựng, xem chừng sau khi bấm máy vẫn cần phải hoàn thành tiếp. Kế hoạch của an ngữ thần là ở đây xây dựng một loạt những ngoại cảnh, sau đó coi đâu là một phim trường và mở rộng thành một trung tâm điện ảnh và truyền hình sau đó có thể quảng bá rộng rãi, thu hút các đoàn làm phim tới đây. Bất quá điều kiện trước mắt vẫn còn quá đơn sơ, để hoàn thành được cái ý tưởng này vẫn còn mất nhiều thời gian lắm. Trương Dương bỗng hỏi, tiền công trình này lúc nào trả giao? An ngữ thần có chút sửng sốt, đã đưa trước 30%, số bàn lại sau khi tiếp nhận công trình sẽ thanh toán nốt. Lâm Thành vũ cuốn quyết tiếp lời, điều này đã ký trong hợp đồng. Trương Dương cũng không thèm nhìn qua hắn mà hướng an ngữ thần nói, sau này phàm là liên quan đến các khoản đầu tư, ta hy vọng ngươi thông qua sở một chút." An Ngữ Thần lập tức minh bạch ý của hắn, hắn là muốn tiền thông qua sở thương mại đầu tư được khống chế theo một trình tự nhất định, thực tế điều đó cũng là tránh để phát sinh những khoản chi ngoài không đáng có như thế này, An Ngữ Thần gật đầu nói, "Không thành vấn đề gì." Trương Dương lại hướng Vu Tiểu Đông nói, "Vu phó chủ nhiệm, sau khi trở lại lập tức đem chuyện này tiến hành, mọi khoản chi đều phải thông qua sở xem xét kiểm duyệt." công trình sẽ do cả hai bên cùng phụ trách kiểm tra. Những ngoại cảnh tại đây là hạng mục đầu tiên do An Lão đầu tư, chúng ta nhất định phải đối đãi cho tốt, tuyệt không cho phép xảy ra bất cứ một sai sót nào. Lâm Thành Vũ vừa nghe đã thấy có chút bực mình, Trương Dương này rõ ràng là nhầm vào hắn, hắn mang vẻ mặt đau khổ nói, Trương chủ nhiệm, người xem hợp đồng đã ký, ngày mai cũng nên thanh toán chi phí hạng một đi nhỉ. Trương Dương đạm nhiên nói, sau này phàm là những gì liên quan đến phía Hồng Kông, trong hợp đồng nếu không có con dấu của Sở Thương mại đầu tư thì coi như không hợp lệ. Những lời này nói thật sự là kiêu ngạo tới cực điểm, nếu như là quá khứ, Lâm Thành Vũ nhất định sẽ cùng Trương Dương trở mặt, nhưng hắn đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của Trương Dương, nên hiện tại chỉ có thể thầm oán giận trong lòng mà thôi, ngoài miệng cũng không dám có nửa câu ý kiến, Trương chủ nhiệm, người có thể xem xét chút được hay không, coi như là trường hợp đặc biệt đi, dù sao hợp đồng cũng đã được ký trước rồi mà. Trương Dương cười lạnh, trường hợp đặc biệt, theo ta thì bất luận chuyện gì cũng phải xem xét công bằng, đưa hợp đồng của ngươi tới Sở Thương mại đầu tư xét duyệt lại một chút. Đừng quên mang theo giấy tờ chứng nhận của ngươi nữa nhé, nếu như không có vấn đề gì, chi phí sẽ rất nhanh chóng được chuyển về cho ngươi. Thế nào, hoài nghi hiệu suất làm việc của sở sao? Không dám, không dám, Lâm Thành võ miệng nói không dám nhưng trong lòng đang thầm chửi Trương Dương tới trăm ngàn lần. Phu Tiểu Đông trong lòng thầm khen Trương Dương lợi hại. Các khoản đầu tư của thương nhân Hồng Kông nếu như tất cả đều phải thông qua sở, sau khi được duyệt sở mới chi xuống dưới, nhưng vậy địa vị của sở vô hình chung sẽ được đề cao không ít. Ban đầu tư của sở vốn chỉ là mấy kẻ buôn nước bọt, nhờ vậy xem chừng cũng có chút màu mè. Trương Dương cũng không có dừng lại trên núi lâu lắm, chỉ đạo một số việc về công giác xong hắn cùng Vu Tiểu Đông lại tiếp tục đi. Đi qua nhà của Trần Sùng Sơn thấy cửa khóa, lão gia tử này đã đi ra ngoài, trương dương nguyên bản là muốn hướng lão xin lỗi một chút, vì công việc bắt buộc cho nên cũng gây ảnh hưởng nhiều tới sở thích thanh tịnh của lão. trên đường trở về trương dương nói với vu tiểu đông, ta rất không ưa cái tên lâm thành vũ này, chuyện làm ăn với phía hồng công hắn lại cư nhiên dám làm như vậy, kiểu làm ăn bẩn thỉu này nhất định phải xử cho thật tốt. vu tiểu đông nói, giả như ngày mai an tiểu tư chuyển tiền thông qua tài khoản của sở, ta sẽ giáo huấn hắn một lượt. Đối với ý định của Vu Tiểu Đông, Trương Dương hết sức tán thưởng, xem ra cái câu ngực to náo bé vị tất đã là thật, Vu Tiểu Đông này ngực rất to nhưng ý tưởng xem ra cũng không tồi. Chương 59, nghi lễ khởi quay. Sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc của đoàn làm phim trên Thanh Vân Phong, Trương Dương kêu lương tại Hòa trở về ủy ban nhân dân xã. Trương Dương cũng dự định ở lại xã nhà một hôm nay, cũng vì ngày mai đoàn làm phim bắt đầu khởi quay, hơn hết, theo lời Vu Tiểu Đông báo lại ngày mai đến tham dự còn có một vị phó chủ tịch huyện, có cả bộ trưởng bộ tuyên truyền, còn có người của đài truyền hình huyện, với cả mấy vị lãnh đạo sở thương mại và đầu tư xuống tham dự. Bởi vậy Trương Dương bắt buộc phải lưu lại xã một tối để còn chuẩn bị cho tốt buổi lễ khởi quay ngày mai. Tới cổng ủy ban nhân dân xã, vẫn là tôn lão đầu vui vẻ hớn hở chạy ra bắt chuyện, lâu lắm rồi không gặp tiểu trương chủ nhiệm. Nghe nói người lại được thăng chức rồi phải không? Trương Dương cũng cười cười theo, như thường lệ, ném cho lão một bao thuốc, cười nói, gần đây quê nhà có sự tình gì không? Giờ đây tôn lão đầu cũng chẳng khác gì gián điệp, là tai mắt của Trương Dương ở ủy ban xã cả, có việc gì thì gần như lão đầu này cũng đều biết hết. Tôn lão cười nói, cũng không có việc gì cả. Bí thư chúc mới tới nhận chức, đối nhân xử thế cũng rất tốt, bề ngoài thì làm việc cũng khá ăn ý với vũ trưởng xã. Trương Dương nhàn nhạt gật đầu, hắn biết, dù sao tôn lão đầu cũng là một gã gác cổng ủy ban xã, chỉ biết phong phanh bề nổi của mấy việc tranh đấu chính trị mà thôi nội bộ lục đục thế nào cũng chưa đến lượt lão biết sau khi hỏi qua loa với tôn lão xong trương dương trực tiếp đi tới phòng làm việc của trúc khánh dân từ lần không hẹn mà gặp của hai người ở quán thanh thai sơn trang lần trước trúc khánh dân cũng tỏ rõ thái độ kính nhi viễn chi với vị tiểu trương chủ nhiệm này bởi lẽ hắn biết một nhân vật có nhiều thế lực chống lưng như vậy tốt hơn hết là không nên đắc tội vì vậy mà Trúc Khánh Dân mới sinh ra ý niệm muốn giữ khoảng cách nhất định với Trương Dương. Trúc Khánh Dân điềm đạm mời Trương Dương ngồi xuống bàn uống nước, nhiệt tình hỏi han tình hình học tập của Trương Dương ở trường đảng ra sao. Trương Dương cũng nhàn nhạt kể qua loa một chút, sau đó chuyển chủ đề về việc đoàn làm phim ngày mai bắt đầu khởi quay. Trúc Khánh Dân nghe xong cũng nhíu nhíu mày nói, ta sợ rằng không tham dự được. Mẹ ta đang bị bệnh, hai ngày tới chắc phải lên bệnh viện xem sao vất vả lắm mới chờ tới được cuối tuần, cũng nên chăm sóc mẹ cho thật tốt mới phải. Từ trước tới nay Trương Dương vẫn coi trọng những người có tính hiếu thuận như vậy, hiển nhiên Trương Dương cũng chẳng muốn thúc ép Trúc Khánh Dân nữa. Hơn hết, ngày mai cũng có không ít lãnh đạo cấp cao trên huyện tới tham dự, một gã bí thư xã như hắn, không đi chắc cũng chẳng ai để ý tới. Trúc Khánh Dân cười nói cũng nên mời vũ trưởng xã tới chứ. Vũ trưởng xã đại biểu ủy ban xã ta mới hợp lẽ mà. Trương Dương cười cười gật đầu đồng ý, thăm hỏi xã giao với Trúc Khánh Dân hai câu xong liền cáo từ rời đi, chậm rãi tới phòng làm việc của Vũ Thu Linh. Vũ Thu Linh cũng đang định đi ra ngoài, thấy tiểu trương chủ nhiệm tới, lại quay trở vào phòng làm việc, cười nói trở về lúc nào vậy. Thực ra nàng cũng biết Trương Dương mới về, nhưng lại không có tới thăm hỏi nàng ngay, mà lại chạy tới phòng của Trúc Bí Thư. Trương Dương cười cười, mới về sáng nay, lại phải chạy tới bồi tiếp vị an tiểu thư kia, đưa nàng ta tới công trường xem xét tiến độ giàn dựng ngoại cảnh cho bộ phim nói xong trương dương móc từ trong túi ra một lọ nước hoa mới mua ở trên giang thành đạt lên bàn vũ thu linh cũng hiểu ý vui vẻ cười tươi nhận lấy cất đi trương dương đang định báo cáo sự vụ lại với vũ thu linh thế nhưng điện thoại di động lại kêu lên hồi không cần nghĩ trương dương cũng thừa biết là an ngữ thần gọi tới bởi nhẽ hiện giờ cũng chỉ mỗi mình nàng ta mới biết được số điện thoại di động của hắn đi từ đỉnh Thanh Vân Phong về tới tận thôn Thanh Hà mới có sóng, An Ngữ Thần liền gọi điện cho Trương Dương, kêu hắn chuẩn bị chỗ nghỉ. Trương Dương nhiệt tình cười nói, không thành vấn đề. Dù sao việc ăn ở ngủ nghỉ đi lại của các ngươi cũng đều do sở thương mại và đầu tư chúng ta lo liệu cả mà. Ánh mắt phố thu linh trần ngập hâm mộ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của Trương Dương. Nói đi nói lại, nàng cũng chỉ là một cán bộ xã nhà, phải cố gắng nỗ lực từng bước một mới tiến đến cái chức trưởng xã như hiện nay ngoại trừ chồng là phó chủ tịch huyện thì nàng cũng chẳng còn chỗ dựa nào khác. Vậy mà tiểu trương chủ nhiệm này thì sao? Tuổi trẻ tài cao, lại có chỗ dựa vững chắc, được nhiều lãnh đạo yêu mến, đến cả vị an lão tiên sinh kia cũng yêu mến hắn hết mực. Thấy trương dương tiêu sái gặp chiếc Motorola 8900 đen bóng mới cứng lại, trong lòng Vũ Thu Linh cũng chỉ biết thở dài cảm thán. Trương Dương thấy bộ dạng thẫn thờ kia của vũ trưởng xã, trong lòng cũng thấy có chút tự hào với chính bản thân mình. Trương Dương xấu hổ gượng cười nói, là của bên an lão cấp cho ta, cũng là để tiện liên hệ công tác mà thôi. Vũ Thu Linh giả bộ hung giữ lườm hắn nói, cẩn thận có người đỏ mắt đó. Trương Dương cũng ha hả cười lớn, Trương Đại quan nhân hắn phải sợ người khác đỏ mắt hay sao? Lại quay lại chủ đề đoàn làm phim ngày mai bắt đầu khởi quay, Vũ Thu Linh gật đầu nói, không thành vấn đề. Có thể lão từ nhà ta ngày mai cũng tới đó tham dự nữa thì phải. Vũ Thu Linh gọi điện cho Từ Triệu Bân hỏi lại hắn ngày mai có tham dự hay không, nhưng lúc buông điện thoại xuống, thần sắc nàng ta lại có chút không đúng. Vũ Thu Linh thấp giọng nói, có lẽ ta phải lên huyện ủy một chút, là chủ tịch huyện mới đổ bệnh, hiện đang phải nằm viện. Trương Dương cũng hơi ngạc nhiên, vội vàng hỏi, bị bệnh gì vậy? Vũ Thu Linh do dự một lúc nhưng rồi cũng nói ra, ung thư gan. Xem ra không qua khỏi rồi. Nói xong nàng cũng vội vàng đi ra cửa tuy nghe tin dữ vậy nhưng thật ra trong lòng Vũ Thu Linh lại kinh hỉ vạn phần. Là chủ tịch huyện vừa mới nhận chức lại bị lão Diêm Vương triệu kiến, vậy thì chẳng phải cái ghế chủ tịch huyện kia lại để chống hay sao? Lão từ chồng nàng tuy mới được thăng chức lên phó chủ tịch huyện, nhưng khả năng được đề bà thẳng lên chủ tịch huyện cũng rất lớn. Chỉ có điều Trương Dương lại không cho rằng làm gì có chuyện ngon lành lại dễ dàng như vậy, mới được thăng chức lên phó chủ tịch huyện, thì hầu như không có khả năng sẽ được tiến thêm một bước nữa. Tuy nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Trương Dương cũng chẳng muốn làm mất lòng Vũ Thu Linh làm gì, nàng ta muốn tưởng tượng ra sao thì cũng chẳng liên quan đến mình. Thấy nàng ta sắp khuất dạng, Trương Dương liền gọi với lại, Vũ Trưởng Xã, chuyện tình ngày mai người chớ quên đó. Vũ Thu Linh đi rồi, Trương Dương đành phải gọi điện thông báo cho hai gã phó trưởng xã còn lại là Điền Quốc Cường với Viên Thành Thích. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Lâm Thành Bân, thấy hắn chủ động đi ra bắt chuyện, Trương Dương cũng phải nể nang hắn một chút, cười cười lấy lệ theo hắn vào phòng làm việc. Lâm Thành Bân chủ động bắt chuyện với Trương Dương như vậy, bởi lẽ hiện giờ hắn quả thực không muốn gây sự với vị tiểu trương chủ nhiệm này nữa. Chẳng nói đâu xa xôi, em trai hắn hiện giờ đang phụ trách xây dựng ngoại cảnh cho bộ phim, bởi vậy hắn mới chủ động làm thân với Trương Dương, không khéo thằng nhãi danh này lại giận cá chém thất như mấy lần trước thì mệt. Lúc Trương Dương vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Lâm Thành Bân, An Ngữ Thần cùng Vương Chuẩn cũng vừa vặn tới Ủy ban Nhân dân xã tìm hắn. Trương Dương vui vẻ đi tới tiếp đón hai người. Chẳng là an ngữ thần quả thực không tài nào chấp nhận được tình trạng nhà trọ ở xã, liền tới tận đây bắt vạ Trương Dương. Đôi mày liếu hơi cao lại, lắc lắc đầu nói, ta thực không thể nào ở chỗ của mấy người các người được. Trương Dương ha hả cười nói, điều kiện trên núi làm sao so sánh với thành thị được. Hay là như vậy đi, ta kêu lương tại hòa sắp xếp cho các người ở lại chỗ này, sáng sớm ngày mai gặp đoàn làm phim sau cũng được. Thế nào, An ngữ thần gật gật đầu nói, đoàn làm phim phải ở trên núi một tuần, về chuyện ăn uống, ta dự định mời một vị đầu bếp trên huyện về. Nên chăng người cũng nên giới thiệu cho ta một người tay nghề giỏi một chút đi chứ. Trương Dương cười nói, cứ quyết như vậy đi, ta sẽ báo lại cho Lưu Bí Thư chi bộ một tiếng, để con trai hắn nấu cơm cho mấy người các ngươi. Tay nghề của Lưu Đại Trụ cũng rất khá, tiền công chắc chắc sẽ rẻ hơn tiền thuê đầu bếp trên huyện, hơn nữa hắn lại có thể giúp các ngươi trao đổi với người dân bản xứ được. An ngữ thần cũng hài lòng với đề xuất của Trương Dương, hai người vừa đi vừa bàn bạc lại cụ thể sự tình sẽ làm như thế nào, đồng thời còn phải xem xét lại một chút về vấn đề tài chính nữa. Lúc này ở Giang Thành, hứa bí thư đang ngồi nói chuyện thân mật với tân phó thị trưởng Lý Trường Vũ. Trước mặt hứa bí thư, Lý Trường Vũ cũng ăn nói cực kỳ nhã nhận cùng cẩn thận. Hứa thường Đức cũng khá hài lòng trước biểu hiện trầm ổn bình tĩnh của Lý Trường Vũ. Thân là người đứng đầu Giang Thành, Thời gian tới lại được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải, hiện giờ hắn đang làm công việc cuối cùng tại Giang Thành này là củng cố lại lực lượng. Trước đây, cũng vì hắn không muốn Lê Quốc Chính có ngày được yên ổn nên mới chuyên tâm bồi dưỡng Tần Thanh, giờ đây hắn lai kiến Thiết Tổ hợp Hồng Vĩ Cơ và Lý Trường Vũ, hắn chắc chắn rằng bộ đôi này sẽ kìm hãm được Lê Quốc Chính. Dù sao Giang Thành cũng là địa bàn của hắn, hiển nhiên hắn sẽ không để bất kỳ một người nào được chuyên quyền như hắn đã từng làm. Lý Trường Vũ tuy rằng mới tới Giang Thành không lâu, nhưng bằng ánh mắt lão luyện lâu năm, rất nhanh hắn đã nhận ra được cục diện chính trị tại Giang Thành này. Lần này cũng nhờ Hứa Thường Đức đằng sau giật dây mà hắn mới có thể ngồi được vào cái ghế phó thị trưởng, bởi vậy trong lần nói chuyện này Lý Trường Vũ cũng nguyện chuyển biểu đạt cho Hứa bí thư biết lập trường của mình. Hứa Thường Đức cũng âm thầm gật đầu hài lòng Lý Trường Vũ là người biết thời thế. Sau khi hỏi han qua loa vài câu xong, Lý Trường Vũ đang định xin phép cáo từ thì phó bí thư thị ủy Lưu Kính gõ cửa tới. Lưu Kính là cấp dưới theo phe của hứa bí thư, vậy thì sau này cũng coi như cùng chiến tuyến với Lý Trường Vũ. Thấy Lý Trường Vũ cũng ở đây, hắn cười cười gật đầu thay lời chào, may quá, Lý Phó Thị trưởng cũng ở đây. Ta tới là để báo cho hứa bí thư tình hình dưới huyện Xuân Dương. Chủ tịch huyện Xuân Dương mới nhậm chức, là cảnh nguyên vừa được chuẩn đoán là bị ung thư gan, hiện giờ đang phải nằm viện điều trị. Lý Trường Vũ nghe xong cũng giật mình đứng ngây người một lúc, quả thực hắn chẳng ngờ sự việc lại đột một đến vậy. Lúc quay lại nhìn, thấy vẻ mặt hứa bí thư chẳng có chút mảy may biến hóa nào. Lý Trường Vũ cũng âm thầm cảm thán, xem ra con đường tu vi chính trị của mình còn phải đi một đoạn dài nữa. Hứa thường đức không nhanh không chậm, chậm rãi nói, mau chóng sắp xếp cho hắn lên bệnh viện tỉnh để hắn được điều trị tốt nhất. Vừa mới được nhậm chức, còn chưa ngồi nóng đít đã bị Diêm Vương triệu kiến hứa thường đức cũng đành lắc lắc đầu thở dài chẳng biết nói gì hơn chỉ tiếc cho la cảnh nguyên bất hạnh hiện giờ điều cấp thiết nhất là phải mau chóng nghĩ ra được người nào thích hợp ngồi vào cái ghế chủ tịch huyện xuân dương kia hắn quay sang lý trường vũ hỏi trường vũ người ở xuân dương cũng lâu nhất tình hình thực tế ở đó cũng là người biết rõ hơn ta người nói xem mấy gã phó chủ tịch huyện xuân dương gã nào năng lực làm việc khá nhất lý trường vũ cũng do dự một chút tuy rằng được hứa bí thư coi trọng hắn cũng thấy có chút cảm động, nhưng không biết có nên trang nhân cơ hội này củng cố thêm tay chân ở dưới đó. Nhìn lại mấy gã phó chủ tịch dưới quyền, quả thực chẳng có kẻ nào xứng tầm làm đối thủ của gã bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa kia. Tận đáy lòng hắn cũng thầm ước ao huyện Xuân Dương có một vị chủ tịch huyện mạnh mẽ, có thể tranh đấu ngang ngửa với lão cáo giả Dương Thủ Nghĩa. Nghĩ kỹ lại một lúc, Lý Trường Vũ cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hứa bí thư, mà hắn lại nói ra nhận xét của mình, ta thấy hiện giờ thế cục huyện Xuân Dương đều nằm trong tay Dương Bí Thư rồi. Dù gì hắn cũng là cán bộ cơ sở, lại có hơn 10 năm công tác tại quê nhà, uy tín tại đó cũng không hề nhỏ chút nào. Dù sao lưu kính với hứa thường Đức cũng đều là lão làng lâu năm, nghe lời phân tích vừa rồi của Lý Trường Vũ, bọn họ đều hiểu ý của hắn muốn ám chỉ. Ở huyện Xuân Dương thì Dương Thủ Nghĩa là ông trời, mấy gã phó chủ tịch kia căn bản không có khả năng tranh đấu cùng hắn được. Nói vậy thôi chứ ngay như hứa thường Đức đây, nguyên bí thư thị ủy Giang Thành cũng thích chuyên quyền, nhưng hắn cũng không thích có kẻ nào nằm trong địa bàn hắn vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy. Hứa thường Đức suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này phải làm chu đáo một chút, nhanh chóng tìm người thích hợp thay thế là cảnh nguyên. Lý trường vô cùng lưu kính nghe xong cũng vâng mệnh cáo từ rời đi. Lúc hai người ra khỏi phòng lại bắt gặp Tần Thanh tới, liền bắt chuyện hỏi han tình hình sức khỏe nàng một chút. Tần Thanh tìm hứa bí thư cũng là có chuyện muốn nói. Hứa Thường Đức kêu nàng ngồi xuống ghế sofa rồi Ân cần hỏi han tình hình sức khỏe đã đỡ hơn chưa, sau đó lại nhiệt tình tự thân đứng dậy pha trà. Tần Thanh sao có thể để Hứa Bí thư đích thân pha trà như vậy được, nhanh nhẹn đứng dậy đi pha một ấm trà mới rồi nhẹ nhàng rót đầy một chén mời Hứa Bí thư. Hứa Thường Đức cười nói, ta cũng sắp phải lên tỉnh rồi, hai ngày nữa Hồng Bí thư sẽ tới đây, ta sẽ sắp xếp để các người gặp mặt một chút. Những lời này của Hứa Thường Đức ám chỉ một điều rằng dù hắn phải rời giang thành thuyên chuyển lên tỉnh nhưng hắn vẫn sẽ quan tâm tới nàng như lúc còn ở đây tần thanh mỉm cười nhẹ giọng nói hứa bí thư lần này tới là ta muốn được xin phép nghỉ ít lâu gần đây có không ít lời đồn đại thất thiệt e rằng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới công tác ta nghĩ cũng nên nghỉ ngơi một thời gian chờ tình hình yên ổn lại rồi tiếp tục làm việc cũng không muộn hứa thường đức cũng gật đầu thấy phải tuy rằng sự kiện tần thanh bị lê hảo huy bắt cóc đã được ém nhẹm đi nhưng cũng không thể ngăn chặn được tin tức lặng lẽ chuyển ra ngoài hiện giờ các loại tin đồn thất thiệt xoay quanh tần thanh cùng gia đình nhà họ lê cứ thế được thiêu dệt lên áp lực đối với một nữ đồng chí cán bộ cấp cao lại đang hoạt động trong đảng bộ như nàng là cực kỳ to lớn nhưng đột nhiên hứa thường đức lại nhớ ra điều gì đó hắn mỉm cười nói nếu đã biết đó chỉ là những lời đồn đại thất thiệt thì sao phải bận tâm làm gì thân là cán bộ nhà nước lại là đảng viên tiên tiến cơ sao lại trùn bước trước một chút khó khăn như vậy thử hỏi sau này ngươi làm sao có thể đối mặt với những gian khổ khó khăn được nữa. Tần Thanh cũng chẳng nói gì, chỉ trầm lặng suy nghĩ. Thực ra nàng cũng không định xin phỉ phép tạm thời lánh mặt đi như vậy, bởi lẽ, qua sự việc vừa rồi, tuy rằng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng người nhà của nàng vẫn lo lắng tới sự an toàn của nàng. Đến giờ nàng mới nhận ra, chính mình vô hình chung đã gây áp lực cho người thân trong gia đình, hơn nữa giờ đây mọi người trong cơ quan đều nhìn nàng bằng một ánh mắt khác lạ, nhiều việc dồn nén lại như vậy làm nàng thấy mệt mỏi chán trường, tâm tình không được thoải mái thì cũng ảnh hưởng tới công tác. Bởi vậy nàng mới quyết định xin nghỉ phép một thời gian. Nhưng trong lời nói của hứa bí thư, nàng lại nhận ra ý hắn không muốn nàng xin nghỉ. Hứa thường đức mỉm cười nói, hay là như vậy đi. Hiện giờ chủ tịch huyện Xuân Dương, là cảnh nguyên vừa chuẩn đoán là bị ung thư gan. Trước chủ tịch huyện vẫn còn bỏ ngỏ, nhất thời ta cũng chưa biết tuyển trạch ai thích hợp nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy mình người là có năng lực lại nhiệt tình trong công việc nhất thế nào có hứng thú không tần thanh cũng hơi kinh ngạc một chút hứa thường nước thấy tần thanh vẫn còn đang do dự lại nói tiếp chỉ là tạm thời làm quyền chủ tịch huyện mà thôi bao giờ tìm được người thích hợp là ngươi sẽ chút được trọng trách đó ngay ngươi vẫn tiếp tục công tác bên đoàn thị ủy cứ coi như đây là một cơ hội để ngươi rèn luyện thêm đi tần thanh trịnh trọng gật đầu chấp nhận hứa bí thư ta đồng ý chấp nhận thử thách lần này sáng sớm hôm sau đoàn làm phim bên Hồng Kông gồm 25 người đều đã có mặt đầy đủ tại xã Hắc Sơn Tử. Trên huyện ủy cũng cực kỳ coi trọng chuyện lần này, tới dự buổi khởi quay có không ít cán bộ cả cấp huyện lẫn xã, có cả từ triệu bân nguyên phó chủ tịch huyện Xuân Dương, bộ trưởng bộ tuyên truyền huyện, người của đài truyền hình huyện với bên bộ văn hóa cũng góp mặt vài người. Xã Hắc Sơn Tử cũng coi như chuẩn bị khá chu đáo. Nào là cờ hoa dập trời, nào là băng rôn khắp trốn, lại còn sắp xếp công phu để dân chúng hai bên vẫy tay hoan hô liệt nhiệt. Mà mấy thứ này cũng đều do một tay gã cán sự tuyên truyền chu xuyên sắp xếp cùng giàn dựng. Được người dân bản xứ chào đón nhiệt tình như vậy, đoàn làm phim cũng vui mừng khôn xiết. Mấy ngày trước bọn họ đã cho vận chuyển hết thiết bị máy móc lên núi trước, hôm nay chỉ có mang đồ lễ tới, nào là lợn sữa, vịt quay, hoa quả các loại. Chỉ có điều họ lại không ghé vào ủy ban xã mà lại đi thẳng lên núi, chỗ dựng ngoại cảnh để quay phim. Bởi vì đường lên đỉnh Thanh Vân Phong vẫn là đường núi nhỏ hẹp, nên dù là quan to hay nhỏ, dân thường hay cán bộ nhà nước gì gì cũng đều phải đi bộ tuốt. Lưu chuyện khôi muốn tăng thêm vẻ long trọng lên đã cho hẳn một đội kèn trống đi trước mở đường. Chuyện ẩm ý như vậy hiển nhiên lôi kéo được không ít đám thôn dân đi theo xem náo nhiệt. Giờ đây đoàn người vài trăm người cứ thế lũ lượt kéo nhau lên núi. Ăn ngữ thần lần đầu tiên thấy chuyện buồn cười như vậy, có mỗi chuyện bấm máy quay phim thôi mà cũng lôi kéo được đám đông người tò mò như thế. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng của nàng bất giác lộ ra một tia cười mỉm. Trương Dương đi bên cạnh thấy vậy liền mỉm cười nói, thấy không? Người dân ở đây đều rất hoan nghênh các người đó. Ăn ngữ thần lạnh nhạt đáp trả, mong rằng mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Trương Dương lại cười nói, ta cũng đã có chuẩn bị rồi. Lúc các người tiến hành quay phim, đồn công an sẽ phái vài người tới đảm bảo trị an 24 phần 24, đảm bảo các ngươi an toàn tuyệt đối. An ngữ thần vẫn lạnh nhạt nói, không cần phải phiền phức như vậy. Trương Dương cũng biết thân thủ của nàng ta cũng khá, thế nhưng nơi rừng núi hoang vắng như vậy, luôn luôn có nguy hiểm rình rập, không nên chắc chắn điều gì. Dòng người lũ lượt kéo nhau lên tới đỉnh Thanh Vân Phong thì cũng đã là 10 giờ sáng. Trước đó mấy người của đoàn làm phim ở lại trên núi đã chuẩn bị xong xuôi hương án cùng lưu hương. Lúc đám làm phim lên tới nơi thì bắt đầu lục đục đem đồ cúng lợn gà, hoa quả bầy lên hương án. Phó Chủ tịch huyện từ Triệu Bân thấy cảnh như vậy cũng không khỏi nhíu nhíu mày, quay sang hỏi vợ mình Vũ Thu Linh bên cạnh, sao đám người Hồng Kông này vẫn còn mê tín như vậy nhỉ? Vũ Thu Linh nhỏ giọng đáp lời, chắc là mỗi nơi có phong tục riêng thôi. Từ lúc biết tin là Chủ tịch bị ung thư gan, từ Triệu Bân đã bắt đầu có những toan tính riêng cho mình. Tuy rằng hắn hiểu, cái ghế chủ tịch huyện kia chắc chắn chưa đến lượt hắn được ngồi vào, thế nhưng dù sao đó cũng là cơ hội trời cho, nếu như không một lần nỗ lực hết sức, dù không có được hắn cũng thấy cam lòng. Đã định bụng từ trước, Từ Triệu Bân liền đứng ra đọc một bài phát biểu trước toàn thể mọi người có mặt ở đây. Cái khác không nói chứ trình độ diễn thuyết của hắn cũng thuộc loại khá, cả đám đông đều vỗ tay hoan hô rầm rộ. Đến lúc cắt băng nghi lễ, tất cả mọi người đều đề cử từ Triệu Bân đại biểu cho huyện Xuân Dương, còn An Ngữ Thần đại diện cho đoàn làm phim cùng cắt băng. Đoàn làm phim bắt đầu nghi thức bái thiên địa thần linh cầu may mắn trong tiếng nhạc đệm rầm rộ. Từ Triệu Bân Thần là cán bộ lãnh đạo nhà nước, hiển nhiên cũng không mong muốn cảnh này được phát tán trên truyền hình. Quay sang khẽ nói với hình tể dân, lão hình, cũng không nên quay phim mấy cảnh này mới phải chứ. Hình tể dân liếc xéo từ Triệu Bân một cái, trong lòng thầm nghĩ gã từ triệu bân này chỉ biết lo chuyện háo. Mấy cái chuyện này chẳng cần hắn nói, một chủ biên tập đài truyền hình lâu năm sao lại không biết xử lý mấy cái chuyện con con này được. Buổi sáng nay đoàn làm phim cũng chỉ định lễ bái cầu may, với cả chỉnh sửa lại trang thiết bị cho thật tốt, nên chưa có thực sự quay phim. Thấy chẳng có gì mới mẻ, đám thôn dân xem náo nhiệt cũng dần dần rời đi. Từ triệu bân cũng chỉ nói mấy câu qua loa đại khái với đoàn làm phim người Hồng Kông xong cũng rời đi, đám cán bộ bám đuôi hắn cũng lũ lượt từng đám kéo nhau về hết. Chẳng bao lâu sau Trúc Hải Thanh Vân lại khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có. Tuy người đã đi hết nhưng chỗ này giờ trông chẳng khác gì một bãi rác. Trương Dương thấy đằng xa một ông lão đang lặng lẽ lục tìm thứ gì đó trong đống rác rưởi. Trương Dương liền nhận ra người đó là Trần Sùng Sơn. Trương Dương liền vội vàng chạy lại kêu lớn, bác Trần. Trần Sùng Sơn thấy tiếng có người gọi, ngẩng đầu lên nhìn Trương Dương nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, hắn thấp giọng nói các người khai phá núi non cái kiểu này đây hả? À? Từ ngữ khí của Trần Sùng Sơn, Trương Dương đã nghe ra ý tứ trách móc của hắn. Trương Dương gượng cười nói, thật không phải, đã quấy rối sự yên tĩnh của người. Trần Sùng Sơn nheo nheo hai mắt lại nhìn đám dụng cụ quay phim cùng dàn ngoại cảnh đằng xa. Trong ánh mắt tràn ngập u sầu, hắn thấp giọng nói, Trương Dương à. ngươi thử nhìn lại rừng núi sông nước nơi đây xem. Đây là di sản mà ông cha chúng ta đã để lại cho chúng ta. Chúng ta không chỉ khai thác sử dụng nó, mà còn phải biết giữ gìn yêu quý nó nữa. Bỗng nhiên phía sau lại vang lên tiếng của An Ngữ Thần, Trần lão tiên sinh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ kêu đoàn làm phim chú ý bảo vệ môi trường, cố gắng không phá hoại cảnh quan tự nhiên nơi đây. Lúc này cơ mặt Trần Sùng Sơn mới giãn ra được một chút tay hắn chỉ mấy cái lều dựng tạm bỡ của đoàn làm phim đằng xa thấp giọng nói, buổi tối ở đây thường có dã thú lui tới, các ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Trương Dương nhớ tới Lão Trần sinh sống ở đây đã nhiều năm, địa hình nơi đây hẳn là hắn đã thuộc lầu như lòng bàn tay vì vậy Trương Dương mới đưa ra ý kiến, muốn hắn chiếu cố một chút tới đoàn làm phim. Trần Sùng Sơn cũng không có biểu thị phản đối mà gật đầu đồng ý. Ăn ngữ thần tiện thể có ý muốn mời Trần Sùng Sơn làm cố vấn cho đoàn làm phim luôn. Trần Sùng Sơn đạm nhiên nói, hỗ trợ thì còn có thể được, chứ còn cố vấn thì chịu, ta không biết làm đâu. Tính ta thích tự do tự tại, không thích bị ước thúc. An ngữ thần thấy hắn kiên quyết như vậy cũng đành thôi, không gượng ép nữa. Buổi lễ mở màn của đoàn làm phim người Hồng Kông cũng kết thúc thuận lợi. Đa số mọi người đều vui vẻ, chỉ có mình Lâm Thành Vũ là không lấy gì làm vui mừng cả bởi nhẽ từ khi trương dương ra điều lệ bắt buộc mọi khoản chi tiêu của đoàn làm phim đều phải thông qua sở đầu tư và phát triển vậy chẳng phải con vịt quay đến miệng rồi còn bị người khác giật mất sao lại càng xui xẻo khi tối qua sử tam trụ gọi điện thoại đến vòi tiền bắt phải đưa cho hắn hai vạn tiền ngậm miệng bằng không hắn liền tố giác lâm thành vũ âm mưu giết hại cán bộ nhà nước lâm thành vũ cũng biết chuyện này nếu như để lộ ra ngoài hắn phải đi tù không sai nghe xong điện thoại cũng chẳng cần nghĩ nhiều vội vàng chuẩn bị hai vạn đến chỗ hẹn giao cho sử trụ tam. Nhưng có một điều Lâm Thành Vũ không hề biết, đó là hai vạn của hắn cuối cùng lại rơi vào túi trương đại quan nhân. Mời tham gia nhóm hiệp thư các. Sử tam trụ cũng thành thật giao cả túi tiền cho Trương Dương, Trương Dương liền móc ra một tập khoảng 5.000 đồng ném qua cho hắn cầm lấy mà dùng. Sử trụ tam có chức thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ ngập ngừng nói, Trương, Trương, chủ nhiệm, ta sao có thể lấy tiền của người được? quả thực là trương dương có cho tiền hắn cũng không dám lấy chỉ cần trương dương tha cái mạng này của hắn là hắn cũng phải dập đầu cảm tạ trời đất rồi trương dương có vẻ khó chịu chừng mắt nhìn hắn nói cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi việc gì phải nói mấy lời vô ích đó làm gì lúc này sử trụ tam mới yên tâm cất tiền đi nhưng vẫn phải cẩn thận hỏi lại lâm thành vũ có cả đống tiền tại sao chúng ta không làm mọt mẻ lớn trương dương mỉm cười nói không nên chúng ta cũng không thể ép hắn quá đáng như vậy được. Chớ để chó cùng rứt rậu, lúc đó được còn hơn mất. Chúng ta cứ coi như hắn là một nồi thịt đông đi, thỉnh thoảng xẻo hắn một miếng. Hơn hết, cứ để hắn ngày qua ngày thấp thỏm bất an như vậy, cho hắn ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên, đó mới là điều ta muốn. Sử trụ tam mang tiếng là sát thủ máu lạnh ra vào tù như cơm bữa, nhưng nghe được những lời này của Trương Dương hắn không khỏi dùng mình toát mồ hôi hột. Trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thành Vũ ơi là Lâm Thành Vũ, người đúng là có mắt như mù, trêu ai không trêu lại đi trêu tiểu trương chủ nhiệm, thực đúng là tìm chết mà. Đã thế ngươi lại còn kéo ba anh em chúng ta chết chung cùng ngươi, khiến chúng ta bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lại nhớ tới lời Trương Dương nói lúc trước, tính mạng của bọn họ chỉ còn chưa đầy một năm nữa. Hắn cẩn thận dò hỏi lại, Trương chủ nhiệm, người xem bệnh tình của chúng ta, nên chăng? Trương Dương nhếch môi cười nhạt một tiếng. Thực ra lần đó Trương Dương cũng định xuống tay, một lần giải quyết mối nguy này, nhưng nghĩ kỹ lại thì giết bọn chúng không bằng giữ lại còn có lúc dùng đến. Dù sao kiềm chế được bọn chúng như vậy cũng là để bọn chúng sửa đổi lại tâm tình, làm mấy việc có ích hơn suốt ngày đi đâm thuê chém mướn như vậy, cứ làm việc cho thật tốt, không những có thể đảm bảo tính mạng ba anh em nhà ngươi, các ngươi cũng sẽ không thiết tiền tiêu. Sử trụ tam nghe xong hứng khởi gật đầu lia lịa sau khi cáo từ Trương Dương rời đi, Hắn liền mau chóng chạy tới khu gần trường trung học xã, đây là chỗ bọn chúng đang tạm ẩn náu. Sử trụ Tam liền đem mấy lời Trương Dương vừa nói khi nãy nói lại với hai anh trai. Sử đại trụ nghe xong cũng lắc đầu thở dài một hơi, vậy là chấm dứt một đời anh hùng. Tuy là sát thủ máu lạnh nhưng giọng điệu Sử đại trụ lại toát ra sự sầu muộn vô hạn. Sử nhị trụ có chút mơ hồ hỏi lại anh cả, đại ca, người nói vậy là có ý gì? Ba anh em chúng ta gộp lại cũng không đấu lại người ta lại còn bị người ta sai khiến thực đúng là số mệnh trêu ngươi mà bởi vì còn ba ngày phải học tập ở trường đảng giang thành sáng sớm ngày thứ hai trương dương đã phải lên giang thành buổi học kết thúc tần thanh lại gọi hắn tới văn phòng trương dương cũng thấy có chút bực mình chẳng phải cả buổi học ngày hôm nay đã thành thành thật thật chăm chỉ nghe giảng rồi đó thôi không đi muộn không trốn ngang cũng không ngủ gật lẽ nào vị tần bí thư này lại nghiện gọi mình tới văn phòng Tần Thanh gọi Trương Dương tới là muốn hắn nói cho nàng nghe một chút chuyện tình dưới huyện Xuân Dương. Chỉ là lần đầu tiên Trương Dương mới thấy trong phòng làm việc nàng ta còn một chiếc ghế khác, hơn nữa lần này lại nhiệt tình mời hắn ngồi xuống. Trương Dương thấy nàng ta đột nhiên lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, thằng nhãi này lại bắt đầu nghĩ bậy bạ trong đầu. Cho dù lần trước có cứu nàng ta một mạng, nhưng nàng ta vẫn lạnh nhạt như thường, cớ sao hôm nay đột nhiên lại quan tâm quá mức như vậy. Trong này nhất định còn điều gì mở ám. Trong lòng đã có phòng bị, bởi vậy cho dù Tần Thanh có nói bóng nói gió thế nào, Trương Dương cũng cẩn thận suy xét lại rồi mới trả lời, không hấp tấp bốp chát như mọi lần. Tần Thanh cũng cảm nhận thấy Trương Dương đang cảnh giác mình, trong lòng liền mắng thẳng nhãi Trương Dương xảo trá. Nàng liền hướng trọng tâm câu chuyện vào việc an lão đầu tư khai phá khu du dịch ở xã Hắc Sơn Tử, nhưng vẫn cứ như là vô tình hỏi thăm người lần này trở về xã nhà có thuận lợi không? Trương Dương thầm nghĩ không cớ gì nàng ta lại quan tâm tới vậy chứ. Ngẫm lại thì nàng ta sao phải quan tâm tới việc đi lại của mình, mà đã không quan tâm mình thì chắc hẳn là đang muốn nói tới sự vụ dưới xã. Quan tâm tới xã thì chắc chắn chỉ có việc ở Thanh Vân Phong, quan tâm công việc ở Thanh Vân Phong tức là quan tâm tới khoản đầu tư của An lão. Nhưng mà An lão đầu tư vào Xuân Dương, đầu tư vào xã Hắc Sơn Tử chứ có dính dáng gì tới Giang Thành đâu. Hơn hết một nữ bí thư đoàn thị ủy như nàng ta, hết việc rồi hay sao lại đi quản mấy cái việc không thuộc chức phận như vậy? nghĩ tới đây trương dương đột nhiên như ngộ ra điều gì lại nhớ tới lần trước có loáng thoáng nghe được một tin tức tân chủ tịch huyện xuân dương la cảnh nguyên bị ung thư gan xem ra cái ghế chủ tịch huyện này sẽ bị bỏ trống mà đột nhiên tần thanh lại đi quan tâm mấy sự vụ của huyện xuân dương phải chăng phải chăng nàng ta sắp được điều đến xuân dương thay vị trí chủ tịch huyện thay la cảnh nguyên ý nghĩ này làm trương dương vừa mừng vừa sợ nếu như quả thật nàng ta được làm chủ tịch huyện xuân dương hiển nhiên hắn cũng được nhờ ít nhiều nói gì đi chăng nữa hắn cũng là ân nhân cứu mạng tần thanh tuy rằng ấn tượng của nàng ta không được tốt lắm nhưng chắc cũng không đến nỗi lấy oán trả ơn không ngờ rằng lý trường vũ vừa rời đi ông trời lại cấp ngay cho hắn một tiểu mỹ nhân chủ tịch huyện nghĩ tới đây bất giác khóe miệng trương dương lộ ra chút tiêu ý tần thanh là người nào chứ có hạng cán bộ nhà nước nào mà chưa từng gặp qua liếc mắt cái cũng nhìn ra thâm ý trong cái điệu cười đều giả của thằng nhãi kia đang định chỉnh hắn mấy câu thì bị Trương Dương cướp lời trước. Trương Dương đột nhiên thay đổi thái đột đột ngột, cười cười lấy lòng nói, chỗ thuốc kia tần bí thư dùng thấy có hiệu quả không? Tần Thanh giận giữ liếc mắt nhìn Trương Dương, trong lòng thầm mắng thẳng nhãi con gian manh này. Ta với người đang nói chuyện công việc, cứ gì lại chuyển chủ đề về việc cá nhân ta? Rõ ràng là muốn làm ta khó xử phải không? Tuy rằng ngươi đã cứu mạng ta một lần, thế nhưng ngươi cũng quá ngông cuồng rồi, chẳng còn biết phân biệt cao thấp thế nào nữa, cũng phải nhìn lại xem mình là ai chứ. Mặt cười của Tần Thành liền chuyển sang lạnh lùng, nhẹ nhàng che đi vành mắt thâm đen nói, không còn chuyện gì nữa, người có thể đi rồi. Lệnh đuổi khách vào lúc này chính là phương thức tốt nhất biểu hiện sự không vui. Đáng tiếc lệnh đuổi khách lại không có bất cứ tác dụng gì đối với loại người vô liêm sỉ như Trương Đại Quan Nhân. Hắn vẫn ngồi ở trên ghế, cười tùm tìm quét mắt nhìn Tần Thanh nói, Tần Bí Thư, có phải làm lãnh đạo là cứ muốn làm bất cứ chuyện gì cũng phải loanh quanh lòng vòng nói bóng nói gió hay không? Lúc tôi đi học người và các thầy giáo đều nói chúng ta phải thực tế, công bằng, nhưng bản thân người thì nói và làm lại không giống nhau. Tôi nói thẳng thắn, người đừng có mà tức giận. Đôi mắt sáng trong không chút gợn sóng của Tần Thành nhìn hắn, trên thực tế lại hận nghiến răng nghiến lợi, thằng nhãi này thực sự là giả dối, hắn tự nhiên lại có thể dày mặt nói rằng bản thân mình thẳng thắn căn bản là lấy sự thẳng thắn này làm dấu hiếu cố ý khiêu chiến với sự nhẫn nại của mình. Hơn nữa từ biểu hiện của hắn, hắn tuy rằng là người đàng hoàng, nhưng một tính trong chính trị cũng không thấp, từ câu hỏi của mình vừa rồi dường như hiểu ra cái gì đó, nàng bình tâm tĩnh khí nói, sao tôi lại thiếu đi sự thực tế chứ? Sự rào hoạt của Trương Dương trong lúc giao thủ với Tần Thành đều phơi bày ra hết, hắn cười tủm tỉm nói, vậy thuốc của tôi cuối cùng là có hiệu quả hay không? Tần Thanh không ngờ thằng nhãi này lại dùng chiêu hồi mã thương, nhớ đến chuyện riêng của mình, Tần Thanh cũng đã hiểu được trí tuệ của tiểu nhân vật này, Trương Dương chỉ đông đánh tây, đối phó với loại người như hắn thì phương pháp tốt nhất chính là dùng chiêu lá vọng buông cần, hắn cứng rắn mặc hắn cứng rắn, hắn ngang ngược mặc hắn ngang ngược, Tần Thanh tuy rằng là người trẻ tuổi, thế nhưng tu vi trong chính trị thì Trương Dương hiện giờ không thể sánh kịp, Vân Đạm Phong khinh mỉm cười nói cảm ơn. Một câu cảm ơn này bao hàm rất nhiều ý nghĩa, nếu như Trương Dương là người thông minh, khẳng định sẽ hiểu rõ Tần bí thư người ta đang uyển chuyển nói rằng thuốc rất có hiệu quả. Trương Dương hiển nhiên là người thông minh y, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ không chịu hiểu, nghe câu trả lời của Tần Thành, vẫn cợt nhả nói, vậy là hiệu quả, vậy ta an tâm rồi. Tần Thanh cho dù tu dưỡng có tốt đến mấy trong lòng cũng không khỏi tức giận, thằng nhãi này thực sự là khốn khiếp, loại chuyện như vậy vì sao cứ cần phải nói ra. Có hiệu quả thì làm sao? có hiệu quả hay không cũng không đến lượt ngươi quan tâm. Sức không chế của Tần Thanh rất tốt, một chút dao động trong lòng rất nhanh bị lý trí của nàng phục hồi, nhẹ giọng nói tiểu trương, nếu không còn chuyện gì, lại một lần nữa đuổi khách. Đôi mắt trong sáng của Trương Dương nhìn chằm chằm vào Tần Thanh, cấp dưới mà nhìn cấp trên với ánh mắt như vậy cũng sẽ bị hiểu là cả gan làm loạn, nhưng Trương Dương chỉ muốn đạt được hiệu quả này. Hắn mỉm cười nói, thực ra tôi chỉ hiểu mấy vấn đề hạ tầng của Xuân Dương thôi, Tần Bí Thư muốn hiểu rõ về cao tầng, tôi cũng biết không nhiều lắm, nhưng tôi có thể sắp xếp cho Lý Phó Thị trưởng gặp mặt Tần Bí Thư một lần, hắn hiểu về phương diện này so với tôi rõ ràng hơn rất nhiều. Tần Thanh đã vững tin, Trương Dương đã đoán được hướng đi tiếp theo của mình, trong lúc đang suy nghĩ có cần tiết lộ sao 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 tin tức cho hắn hay không, Trương Dương lại dò được ra trước, hạ giọng nói có phải Tần Bí Thư muốn đến Xuân Dương làm chủ tịch huyện hay không. Tần Thanh thực sự phải chịu thua hắn, nói cái gì cũng phải nói trắng ra như thế à chẳng lẽ không hiểu được thế nào là tránh né và ngấm ngầm trong chính trị hay sao nàng bỗng nhiên cảm thấy trao đổi với thằng nhóc này rất khó dùng phương pháp cấp trên cấp dưới căn bản ở chỗ trương dương không bán mặt mũi đối mặt với một người như vậy lại một lần nữa phải suy nghĩ đến chuyện ở chung nói đến đây tần thanh cũng không có gì phải giấu giếm nữa nàng gật đầu thành phố vừa quyết định bổ nhiệm ta làm việc thay cho đồng chí la cảnh nguyên trong một thời gian ngắn chuyện này cậu cũng không nên tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài. Trương Dương thấy Tần Thành cuối cùng cũng thành thật với mình, lúc này mới cảm thấy vui vẻ gật đầu nói, cứ thẳng thắn nói chuyện như vậy mới là phương thức tốt nhất. Tần Bí Thư, người nói giữa hai chúng ta có cần phải che che lấp lấp hay không? Tần Thành có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, ngoại trừ việc Trương Dương đã cứu mạng của mình, nàng hoàn toàn không nghĩ ra lý do để thẳng thắn với hắn. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn dường như bọn họ khăng khít thân mật lắm không bằng. Tần Thanh là loại phụ nữ có lý trí hiếm thấy, từ hành vi rất nhiều lần khiêu chiến sự nhẫn nại của Trương Dương nàng có thể nhìn thấy được thằng nhãi này không phải là một kẻ an phận, nhưng trong khoảng thời gian này Tần Thanh cũng có sự hiểu biết của chính mình, cũng biết hắn cũng có năng lực nhất định, Lý Trường Vũ xác nhận chức phó thị trường là chỗ dựa vững chắc, mà phú thương hung công an chí viễn rất thích hắn, khó trách hắn ở Xuân Dương có thể hô phong hoán vũ. Tần Thanh biểu hiện mình là một vị lãnh đạo rộng lượng và ý chí, mỉm cười nói, sau này đến Xuân Dương làm việc còn cần phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều. Trương Dương gật đầu nói, không thành vấn đề. Gặp phải chuyện gì phiền toái cứ nói hết với tôi, nếu không người cứ phân cho tôi trước trợ lý chủ tịch huyện là được rồi. Tần Thanh nhất thời không biết nói gì, gặp phải một người không biết xấu hổ là gì, muốn quan muốn chức mà lại nói trắng ra như vậy, tuy rằng sự vô sỉ của Trương Quan Nhân khiến Tần Thanh có chút khó chịu, thế nhưng với hàm dưỡng cả mình nàng vẫn duy trì được phong độ khiêm tốn. Vô công bất thụ lộc, cậu cứ làm ra thành tích, tôi mới có thể tin tưởng giao chức cho cậu. Những lời này khiến trương quan nhân rất khó chịu. Trong lòng nói ta muốn giúp ngươi nên mời xin làm trợ lý chủ tịch huyện, ngươi cho rằng ta thật sự muốn làm chân chạy việc cho nữ nhân sao? Trợ lý chủ tịch huyện, loại tiểu quan chỉ biết nịnh bợ, ông đây thèm vào. Thanh quả phụ này ẩn tàng quá sâu, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, cho nên việc ngươi tri ân báo đáp hay lấy thân báo đáp đều là việc hẳn nên làm muốn một chức quan nhỏ cũng vất vả, không ngờ trên đời này lại có một nữ nhân không có lương tâm như vậy, có câu nói như thế nào nhỉ? Quả phụ vô tình kỹ nữ vô nghĩa, xem ra quả thật rất chính xác. Tần Thanh nhìn thấy vẻ mặt biến ảo bất định của hắn, đoán được thằng nhãi này đang oán giận sao sao mình, đưa cổ tay trắng nón lên nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn là lệnh đuổi khách, nhưng lần này so với hai lần trước lại càng uyển chuyển hơn nhiều. Trương Dương cũng nén giận, ông không trêu chọc cũng đuổi sao. Không phải là một vị trí thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ? Khi hắn đang chuẩn bị đứng dây cáo từ, điện thoại di động đột nhiên vang lên, điện thoại là do An Ngữ Thần gọi tới. An Ngữ Thần rất tức giận, ở trong điện thoại liền ồn ào, nàng quính lên quên cả tiếng phổ thông, huyên thuyên một tràng tiếng Quảng Đông. Nghe thế Trương Dương thiếu chút nữa ngất xỉu, thật vất vả mới ngắt lời An Ngữ Thần, người có thể kéo lưỡi của mình thẳng ra được không hả? Tần Thanh ở bên kia không nhịn được liền mỉm cười, nhưng lại sợ Trương Dương nhìn thấy mặt cười nhanh chóng quanh về phía cửa sổ. Sở dĩ an ngữ thần tức giận vì việc Lâm Thành Vũ làm việc vận chuyển cho nàng, hiện giờ công trình bên ngoài mới làm được phân nửa, Lâm Thành Vũ bởi vì không nhận được tiền, cho nên mới dở thủ đoạn với nàng, an ngữ thành cho rằng chuyện này vốn có thể tránh được, dù sao dựa vào hợp đồng trước đây, nàng chỉ cần thanh toàn tiến công trình cho Lâm Thành Vũ, người ta sẽ thống thống khoái khoái làm cho xong, lại bị trương dương giữa đường chặn ngang, khiến tiền của phía Hồng Kông chui vào két của sở đầu tư và phát triển của hắn. Sau này đều phải do bên Trương Dương thanh toán tiền với Lâm Thành Vũ, Lâm Thành Vũ trong lòng không thoải mái, đương nhiên sẽ làm biếng. Trương Dương biết rõ chuyện gì đã xảy ra, có chút giận, mẹ kiếp, Lâm Thành Vũ sao 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 trí nhớ không được dai. An ngữ thần cả giận nói, ta mặc kệ, dù thế nào đi nữa trong ba ngày ngươi cũng phải hoàn thành cho xong công việc ngoài trời, bằng không ta sẽ bảo ông nội hủy bỏ thỏa thuận với các ngươi. Trương Dương ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp, nhất là cái con nhóc an ngữ thần mũi ngước lên trời tự cho mình là danh môn khuê tú này. Hắn gầm rú vào trong điện thoại di động, người có bệnh à? Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, đừng động một chút là lấy chuyện hủy đầu tư ra uy hiếp ta, ta nói cho các người biết, nhà họ an các người đầu tư vào Xuân Dương, là nhà họ an các người chiếm tiện nghi ở Sương Dương, muốn hủy đầu tư là được sao? Sáng mai trả tiền ở sở đầu tư và phát triển lại cho ngươi, thích chơi cái gì thì chơi đi, đừng ở trước mặt ta mà diễu võ dương oai. An ngữ thần cũng chẳng kém, liền chửi vào điện thoại, người khốn khiếp, thái độ gì vậy? Tác phong gì vậy? Cán bộ trong nước cũng có tác phong lưu manh như người sao? Ta sao sao chính là lưu manh, nhìn không vừa mắt có giỏi thì đến cắn ta đi. Án ngữ thần nghiến răn nghiến lợi mắng, người có gan thì trở về đây cho ta. Có giỏi thì ngươi đến đây đi, ta sao sao là một cán bộ quốc gia chân chân chính chính lại có thể sợ con cháu của tư bản à sao 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 yêu an ngữ thần liền chửi đồng một câu sao 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 yêu ta ta cũng sao 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 yêu người đấy lưu manh an ngữ thần căm hận cúp điện thoại mà tần thành nhìn về phía cửa sổ cố sức kiềm chế chính mình cố nén không cười ra tiếng thằng nhãi này là ai chứ dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với bên đầu tư Vừa rồi giọng nói của An Ngữ Thần rất lớn, Tần Thanh nghe được rất rõ ràng, cũng mới hiểu được vì sao Trương Dương lại nổi danh ở Xuân Dương. Trương Dương lại không để ý đến vẻ mặt của Tần Thanh, chửi thì chửi, nhưng vấn đề vẫn phải giải quyết. Hắn vội vàng gọi điện thoại đến sở đầu tư và phát triển ở Xuân Dương, người nhận điện chính là Vu Tiểu Đông, nghe thấy giọng nói của Trương Dương, nàng lập tức bỏ qua mọi chuyện khác báo cáo lại, dựa theo ý của Trương Dương giảm bớt tiền thanh toán của Lâm Thành Vũ, cho hắn biết sở đầu tư và phát triển lợi hại thế nào, đương nhiên cũng là do Trương Quan Nhân có cả hận thù cá nhân trong đó, Trương Dương gật đầu. Làm tốt lắm, không phải hắn muốn kéo dài công việc của chúng ta hay sao, một xu hắn cũng không cầm được. Vẻ cường thế của Trương Quan Nhân hiện lộ một cách không thể nghi ngờ. Tần Thanh lấy góc độ của một người bên ngoài nhìn thằng nhãi này, hiện tại Trương Dương đã hoàn toàn tập trung vào công việc, nhiễm nhiên có một khí thế bức trời đất, dường như hắn mới chính là chủ nhân của căn phòng này mà mình chỉ là một người từ bên ngoài vừa mới tới. Trương Dương lại nhắn tin vào máy nhắn tin của sử đại trụ, không bao lâu sau có điện thoại gọi tới, Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Thành Vũ muốn làm loạn ở đỉnh Thanh Vân Phong, người giáo huấn hắn cho ta, làm chừng mực thôi, để hắn thành thành thật thật làm việc, xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Tần Thanh không khỏi cau mày, đây là tác phong của một cán bộ đảng viên hay sao, quả thực giống lưu manh hơn. Trương Dương lại gọi điện thoại cho Lâm Thành Bân chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc xã Hắc Sơn Tử, có điện thoại di động đúng là tiện lợi, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết rất nhanh chóng. Trương quan nhân xử lý việc này, trên mọi phương diện đối với Lâm Thành Vũ, nếu như Lâm Thành Vũ không chịu lùi, hắn sẽ để Lâm Thành Vũ biết thế nào gọi là lợi hại. Đối với Lâm Thành Bân thì càng dễ dàng, chỉ cần cường điệu sự quan trọng của căn cứ bên ngoài của thương nhân Hồng Kông, với ngộ tính của Lâm Thành Bân mà nói, hiểu được sự lợi hại của chuyện này cũng không khó. Trương Dương dùng điện thoại di động xử lý chuyện tình của Lâm Thành Vũ ngay trong phòng làm việc của Tần Thanh. Điều này làm cho vị chủ tịch huyện Xuân Dương sắp nhận trước Tần Thanh này được mở rộng tầm mắt, đến giờ nàng mới biết phong cách làm việc của Trương Dương, chẳng kể chính tả, chỉ cần biết xong việc là ok tất. Lúc ngắt điện thoại rồi, Trương Dương mới nhận ra lúc nãy mình hành xử hơi quá, trước mặt vị đoàn ủy bí thư này mà cứ như không. Trương Dương gượng cười nói, Tần Bí Thư cũng thấy đó, ta là người lúc nào cũng hấp tấp như vậy, có gì lỗ mãng mong người bỏ qua cho. Tần Thanh chẳng biết nói gì với thằng nhãi này nữa, chỉ lắc lắc đầu thở dài, người không thấy đói bụng sao. Hay là còn muốn ta mời ăn? Nếu như Tần Bí Thư có lời, ta cũng chỉ biết cung kính không bằng tuân mệnh. Bỗng nhiên bên dưới nhà vang lên tiếng còi ô tô, Tần Thanh cầm ví đầm màu nâu trên bàn đứng dậy nói, ta còn phải về nhà ăn cơm, không tiến tuy rằng bị người ta năm lần bảy lượt đuổi đi, nhưng trương đại quan nhân vẫn chẳng chịu nhấc đít dậy, cứ ngồi lì đó, tùm tìm cười nói có cần ta sắp xếp gặp mặt lý phó thị trưởng một chút không? Lúc này Trương Dương cũng nói thẳng ý định nhờ bóng Lý Trường Vũ. Tần Thanh lắc đầu nhàn nhạt nói, hai ngày trước chúng ta cũng đã gặp nhau rồi. Đúng rồi, ngày mai còn một bài kiểm tra kết thúc khóa học, người cũng nên chuẩn bị một chút đi. Tần Thanh rời đi, Trương Dương liền lấy di động gọi điện báo cho Lý Trường Vũ biết tin tức nàng ta sắp được nhận chức chủ tịch huyện Xuân Dương. Lý Trường Vũ cũng là mới được nghe tin tức này ở buổi họp hội nghị thường vụ. Mỉm cười nói, thật ra tin này ta cũng mới được biết, mà ngươi là ân nhân cứu mạng của nàng ta phải không? E rằng con đường làm quan của ngươi lại rộng mở rồi đó. Bởi vì mới được thăng chức, nên tâm tình Lý Trường Vũ cũng khá tốt liền trêu đùa Trương Dương. Trương Dương cười nói, chỉ sợ người ta cũng chẳng coi ta là ân nhân, đầu năm nay cũng có nhiều người lấy oán báo ơn lắm mà. Đến tận bây giờ Trương Dương mới cam chịu thừa nhận Lý Trường Vũ làm trưởng bối, dù sao Triệu Tĩnh đã nhận hắn làm cha nuôi, hiển nhiên dù không muốn Trương Dương cũng phải chấp nhận mối quan hệ này. Hiển nhiên Lý Trường Vũ cũng nghe ra thâm ý tê Diếu cợt xong lời nói của Trương Dương, nói cho cùng thì thằng nhãi này cũng đã cứu mạng hắn ngẫm lại chẳng biết thằng nhãi này có số sao 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 chó gì mà trước kia thì cứu mạng bí thư huyện ủy tiền nhiệm, giờ lại cứu nữ chủ tịch huyện tân nhiệm, quả thực kỳ ngộ này cũng ít người khó gặp. Đột nhiên Lý Trường Vũ lại nhớ ra một chuyện, thấp giọng nói, được rồi, không đùa nữa. Tối nay Hoàng Hiệu trưởng vệ giáo Giang Thành mời ta dùng cơm, người cũng đi cùng đi. chương 60, Oan Gia Ngõ Hẹp Trương Dương lúc này mới nhớ tới mình còn chưa có tốt nghiệp vệ giáo Giang Thành, cuốn quyết gật đầu đáp ứng, Trước khi cúp máy, Lý Trường Vũ còn dặn dò, có thời gian an bài ta cùng Tần Bí Thư gặp mặt một chút. Trương Dương cười nói, tối ta sẽ mời nàng qua. Lý Trường Vũ cười ha hả, được, chỉ cần ngươi có thể mời được, ta bên này không có vấn đề gì, đều là mấy lão đồng học tại trường đảng năm đó thôi, mọi người hẳn là đều biết. Hắn nói địa điểm cho Trương Dương, rồi nói, cứ nói ngươi là con nuôi của ta. Trương Đại Quan Nhân sửng sốt, con mẹ nó, ta lại thành con nuôi ngươi nhưng nhấm lại hiện tại thân phận Lý Trường Vũ là phó thị trưởng Giang Thành, nhận mình là con nuôi cũng chính là cất nhắc mình lên. Mà thiên hạ cũng không ít lời đồn hắn là con tư sinh của Lý Trường Vũ, như thế này chẳng phải càng khiến người ta thấy đúng sao. Mặc dù bản thân mình cũng chẳng ngại danh tiếng gì, nhưng chỉ lo ảnh hưởng không hay tới mẫu thân ở nhà. Tần Thanh tuy rằng cảm thấy Trương Dương mới có chút đột một, thế nhưng nàng cũng muốn gặp mặt Lý Trường Vũ Lý giải một chút về tình huống ở Xuân Dương tuy rằng bình thường cơ hội gặp mặt rất nhiều, nhưng những lúc đó nhiều việc không tiện nói ra được. 6 giờ tối, Trương Dương cùng Tần Thanh đi xe tới nhà hàng năm sao Hoàng Kim Đế tại ven hồ Nhã Vân. Tần Thanh ngày hôm nay mặc một bộ váy dài màu xám, cánh tay trắng noãn dưới ánh đèn nhu hòa nổi lên vẻ mê người. Đôi tất chân màu da người ôm lấy đôi chân nhỏ hoàn mỹ. Nàng đi đôi guốc cao gót màu đen, guốc cao chừng khoảng 7cm, khiến nàng cao chừng 1m75, càng tôn thêm vẻ đẹp của đôi chân thon dài. Mái tóc đen dài búi kiểu hoa sen càng khiến cho chiều cao của nàng nhỉnh lên thêm một chút, đừng cùng một chỗ với Trương Dương cơ hồ còn ngang ngang nhau. Trương Dương dừng xe, bước xuống trước sau đó mở cửa sau cho nàng. Tần Thanh bước xuống xe, đôi chân thon dài với đôi guốc đen quả thực là một sự kết hợp mỹ. Đoàn thị ủy bí thư Tần Thanh đích thị là một vưu vật động lòng người. Trương Đại Quan Nhân không thể không thừa nhận suốt hai kiếp làm người, Tần Thanh chính là quả phụ đẹp nhất mà hắn từng gặp. Đứng chung cùng một chỗ với Tần Thanh, Trương Đại Quan Nhân cảm gây ích được mình hoàn toàn lép về trước khí chất của vị nữ chủ tịch huyện này. Điều này làm cho hắn có chút khó chịu, vô thức làm ra cái động tác ưỡn ngực nâng cao đầu. Tần Thanh để ý thấy biểu hiện của Trương Dương, khóe miệng không khỏi lộ ra chút tiêu ý. Trương Dương thấp giọng nói, người thoạt nhìn không thấy giống một chủ tịch huyện, mà giống một người mẫu hơn. Tần Thanh nói, trước đây cũng có người tìm ta mời làm. Bất quá ta đối với công việc đó chẳng có một chút hứng thú nào. Trương Dương cảm thán tự đáy lòng, trước mặt người mọi nam nhân đều cảm thấy bản thân mình thấp kém. Tần Thanh Nguyên bản muốn nói có bao gồm cả người không? Nhưng nghĩ lại thấy không thích hợp cho lắm, cười lạnh nói, người nói vậy là sao? Trương Dương lại nói, người nghĩ lại mà xem, 27 tuổi đã là cái bộ cấp cao. Hơn nữa lại vừa cao, vừa đẹp ngươi lại quá mạnh mẽ trước mặt ngươi nam nhân không tìm được một mặt nào để có thể tỏ ra kiêu ngạo thật sự là những nữ nhân xuất chúng thường thường đều cô đơn bơi nam nhân đối với họ ngay cả chút tâm tư cũng không dám có nửa câu đầu là khen nửa câu sau đổi lại thành châm biếm nhưng tần thanh vẫn bình tĩnh như không nàng nhẹ giọng nói kỳ thực trên con đường chính trị này nguyên bản cũng đã là một sự cô đơn rồi lúc đi tới quán lý trường vô cùng tất cả mấy người đều đã đến rồi có hiệu trưởng Giang Thành vệ giáo Hoàng Thành Mẫn, còn lại là mấy vị đồng học của Lý Trường Vũ tại trường đảng ngày trước. Lý Trường Vũ đứng dậy tiếp đón, Tần Bí Thư thực sự là đúng giờ a. À. Tần Thanh nhẹ nhàng cười nói, đã để Lý Phó Thự trưởng đợi lâu, thật là xin lỗi. Khả năng lái xe của Tiểu Trương thật vẫn còn kém lắm. Đoạn nàng vươn tay ra nhẹ nhàng bắt tay Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ thân cao 1m7, đúng trước Tần Thanh cơ hồ còn thấp hơn nửa cái đầu, Bất quá khí thế của Lý Trường Vũ thì không hề thao kém nàng một chút nào, hắn vui vẻ giới thiệu mọi người cho Tần Thanh. Tất cả những người này đều có cấp có bậc cả, cho nên Trương Dương cư nhiên bị mọi người coi như không. Trương đại quan nhân không khỏi cảm thán lòng người dễ đổi, xem chừng đúng là thu hút ánh mắt người khác không chỉ là diện mạo cùng thân hình, luận lực hấp dẫn của bề ngoài đương nhiên Tần Thanh là trung tâm, nhưng Lý Trường Vũ lại xuất ra một cái khí thế hết sức bá đạo. Vẫn là Lý Trường Vũ chú ý tới Trương Dương, hắn kéo tay Trương Dương vào giới thiệu cho mọi người, nào. Ta xin giới thiệu đây là Trương Dương, con nuôi của ta. Hắn hiện công tác tại Sở Thương mại Đầu tư huyện Xuân Dương. Ánh mắt mọi người nhất tề xoay về nhìn Trương Dương, Trương Dương hiểu được mục đích của Lý Trường Vũ, nếu không phải là con nuôi của Phó Thị trưởng thì những người ở đây ai thèm quan tâm tới ngươi chứ, Lý Trường Vũ làm như vậy cũng là đề cao thân phận của mình. Hầu hết mọi ánh mắt nhìn Trương Dương đều trở lên thân thiết, Trương Dương đành mặt dày kêu Lý Dượng một tiếng. Tần Thanh đúng bên trên mặt hiện lên vẻ cười nhàn nhạt, nhạt, Trương Dương cảm nhận rõ ràng được vẻ cười của nàng mang đầy vẻ trào phúng. Mọi người ngồi vào bàn, Trương Dương vì bối phận nhỏ nhất nên đành ngồi o cuối. Chậm rãi nghe bọn họ nói chuyện, chủ đề chủ yếu là xoay quanh Lý Trường Vũ và Tần Thanh, một người là thường vụ phó thị trưởng, một người là đoàn thị ủy bí thư đồng thời lại sắp nhận chức chủ tịch huyện Xuân Dương đến nơi. Thói đời nào cũng thế chỉ có cường giả mới được mới ta tôn kính, Trương Dương luận quan chức cũng chỉ là một cái phó chủ nhiệm, luận bối phận thì cũng lại chỉ là con nuôi của Lý Trường Vũ, cho nên công việc chủ yếu là lắng nghe và công tác chính là rót rượu. Lý Trường Vũ cười nói, Trương Dương, người kính rượu hoàng bá đi. Trương Dương đứng lên đi tới trước mặt Hoàng Thành mẫn nâng chén rượu, đây là biểu thị sự tôn kính, dù sao thì hắn cũng quyết định cái bằng tốt nghiệp cho mình mà. Hoàng Thành mẫn tươi cười nói, tiêu tử tốt lắm, tuấn tú mà lại lịch sự hoàng bá bá chén này ta xin kính ngài trương dương lúc này biểu hiện ra như một thanh niên trí thức hiểu rõ lễ nghĩa hoàng thành mẫn nói chuyện của ngươi cứ yên tâm ở ta chỉ bằng vào quan hệ của hắn với lý trường vũ chuyện này tự nhiên là đơn giản huống chi hiện giờ lý trường vũ đã là thường vụ phó thị trưởng người ta tìm đến hắn như vậy chính là vẫn còn coi trọng hắn a à. nhân sinh đúng thật là vi diệu lúc trước lý trường vũ nhờ hắn làm việc này hắn còn coi như là cấp cho lý trường vũ một chút nhân tình thế nhưng hiện tại thì hắn lại lấy đó làm vinh hạnh lý phó thị trưởng tìm đến mình đó chính là để mắt tới mình thực sự là vị trí con người quyết định đến tâm tính rất nhiều a à. hoàng thành mẫn uống hai chén trương dương cũng phụng bồi hắn hai chén đã bắt đầu thì đương nhiên không thể chừa một ai tất cả mọi người bắt đầu được chứng kiến tử lượng kinh người của tiểu tử này liên tục mỗi người hai chén sáu người vậy là mười hai chén trong quá trình đó ngay cả một miếng đồ ăn cũng không có đụng tới lý trường vũ cùng trương dương quan hệ lâu như vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên đi uống rượu cùng nhau thấy trương dương có hải lượng như vậy không khỏi sinh thêm ra ý tán thưởng thiên tư ngàn chén không say có thể nói trong quan trường đây cũng là một lợi thế a à. trên quan trường không thể tránh khỏi được những cuộc ăn uống mà đương nhiên là không có khả năng không có rượu cho được Tần thanh cũng thấy giật mình trước biểu hiện của trương dương tạm không nói đến những cái bản sự khác, chỉ cần với hải lượng này, cho hắn làm trợ lý tiệc tùng của các xếp cũng không phải là không thể. Trương Dương đi kính rượu ngược chiều kim đồng hồ, giờ cũng là tới trước mặt Tần Thanh. Tần Thanh uống chính là nước trái cây, cho nên mỉm cười nói, xin thứ lỗi. Ta không uống rượu. Hoàng Thành mẫn uống vỏ vai chén không khỏi có chút hưng phấn, hắn cao giọng nói, như vậy sao được. Trương Dương mau rót rượu cho Tần Di đi, vì trên bàn rượu đều xứng hộ là thúc thúc bá bá, mà Tần Thanh ngang vai với bọn họ cho nên Hoàng Thành Mẫn mới nói vậy. Khiến cho Trương Đại Quan Nhân không khỏi có chút khó xử, năng lực khống chế chắc tuyệt của Tần Thanh dưới tình huống này cũng khổi khỏi hé cười, trong lòng thầm nói đáng đời tiểu tử ngươi tùy tiện, ta xem ngươi đối phó thế nào. Trương Dương cười nói như không, như vậy đi, ta uống rượu, Tần Di cứ uống đổ uống, như vậy có được không Tần Di? Tần Thanh bị hắn gọi liên tiếp hai tiếng Tần Di nổi hết cả da gà lên. Da mặt thằng nhãi này thực sự là dày vô chừng mực. Tần Thanh nhẹ nâng cốc lên cùng ly hắn, thấp giọng nói, "Mọi việc nên có chừng mực, uống rượu nhiều không có lợi cho sức khỏe." Trương đại quan nhân nghe ra đây là Tần Thanh bất mãn đối với việc hắn gọi nàng bằng Tần Di, lập tức mỉm cười đáp lại cảm tạ Tần Di chỉ giày. Lý Trường Vũ ha hả cười to, nhưng trong lòng thầm khen tiểu tử này đối mặt với quả phụ thanh rất có can đảm, thực sự là rất tiền đồ thế nhưng nhìn lại Trương Dương cùng Tần Thanh một kẻ cao lớn uy mãnh tuấn tú, một người duyên dáng yêu kiều thực sự là có chút vị đạo trai tài gái sắc. Bất quá Tần Thanh tại Giang Thành có thể nói là tiếng lanh đồn xa, người ta là trinh tiết liệt nữ, cái tên tiểu tử hỗn đản nhà ngươi cũng đừng có ý nghĩ hồ đồ. Dùng bữa xong, những người khác đều đã rời đi, lúc này Lý Trường Vũ mời Tần Thanh vào ngồi phòng trà của quán. Trương Dương biết người ta có chuyện cần bàn, liền đi ra quầy ba ngồi bắt chuyện với hai cô nàng đang ngồi ở đó. Lý Trường Vũ mỉm cười nói, nghe nói Tần Bí thư hai ngày nữa sẽ tới Xuân Dương huyện nhậm chức. Tần Thanh nhẹ nhàng cười đáp, nguyên bản muốn nghỉ dài hạn một chút, thế nhưng lãnh đạo có lòng cất nhắc đề bạt, cũng không có biện pháp, đành phải kiên trì thôi. Lý Trường Vũ theo thói quen định rút ra bao thuốc, nhưng ngẫm lại Tần Thanh là nữ nhân nên lại thôi. Tuy rằng chỉ là một động tác nhỏ nhưng Tần Thanh cũng để ý thấy, nàng cảm thấy vị phó thị trưởng này lo lắng và xử lý vấn đề rất chu toàn có thể để ý tới những cảm nhận tưởng chừng rất nhỏ của người khác. Lý Trường Vũ nói, tổng diện tích huyện Xuân Dương rộng 1.288 km vuông, có 9 trấn 8 xã, nhân khẩu chừng 30 vạn, địa hình đồi núi là chính, khoáng sản phong phú, chủ yếu là than đá, sắt, thạch anh, đá vân như đá hoa cương, thạch cao. Trong đó huyện Đông Bắc có trữ lượng than đá rất lớn, chất lượng đặc biệt tốt. Công ty khoáng sản Hồng Thạch vài năm vừa rồi mới đầu tư lớn tại đây, tương lai nhất định trở thành vùng kinh tế trọng điểm của huyện. Phía tây Xuân Dương hoàn toàn là đồi núi hẻo lánh, địa hình hiểm trở, núi cao đường khó cho nên kinh tế tương đối yếu kém. Trước khi rời Xuân Dương huyện, ta đã cùng thương nhân Hồng Công An Chí Viễn ký hợp đồng khai thác về tiềm năng du lịch tại Thanh Thai Sơn. Nếu như tất cả thuận lợi, đây có thể sẽ trở thành một vùng kinh tế mới tại Xuân Dương. Nói đến đây Lý Trường Vũ dừng lại một chút, nhấp một ngụm trà rồi nhỏ giọng nó tiếp đi, kỳ thực ta nói những điều này, hẳn là tần bí thư cũng có lý giải. Tần Thanh nhẹ nhàng nâng chén trà mỉm cười nói, lý phó thị trường đối với Xuân Dương tình cảm rất sâu, muốn tìm hiểu về Xuân Dương, đương nhiên phải tìm đến xin lý phó thị trường chỉ bảo rồi. Lý trường vũ cười ha hả, hắn trong lòng minh bạch Tần Thanh không phải muốn thỉnh giáo về vấn đề kinh tế đời sống tại Xuân Dương, cái nàng muốn là hiện trạng chính trí, hay nói cách khác là quan hệ trên quan trường. Lý trường vũ trầm ngâm chốc lát, thanh âm trở lên trầm thấp, bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa làm chủ tịch huyện cùng thời gian ta làm bí thư ở huyện. Thời gian công tác ở đó cũng không phải là ngắn, cũng có chút danh tiếng, được quần chúng và cấp dưới yêu mến, hiện tại rất nhiều cán bộ các chấn, các xã ở huyện đều là một tay Dương Thủ Nghĩa để bạt lên. Biểu hiện Lý Trường Vũ nói ra hết sức bình thản, thế nhưng trong đó lại tràn ngập vẻ ám chỉ. Tần Thanh Thoáng nghe qua cũng đã biết Lý Trường Vũ là nói cho mình biết Dương Thủ Nghĩa căn cơ hùng hậu, người này sắp tới trên quan trường chắc chắn sẽ tạo nhiều phiền phức. Tần Thanh nhẹ giọng nói, chuyện tình được chuyển công tác xuống làm chủ tịch huyện Xuân Dương thực sự là ta cũng rất bất ngờ, không dám gạt lý phó thị trường, thật sự là hiện tại ta có chút lúng túng. Lý trường vũ trong lòng thầm cười trộm, người lúng túng mói là lạ, toàn bộ cái giang thành này ai mà chả nói đoàn thị ủy bí thư Tần Thanh chính là một ngôi sao chính trị được thị ủy bí thư hứa thường đức bồi dưỡng lên, với tốc độ đề thăng đủ để khiến toàn bộ nam nhân trên quan trường phải thẹn thùng phóng nhãn nhìn khắp trong nước với niên kỷ như vậy có thể trở thành chủ tịch một huyện cũng có thể nói là phương mau lân giác ý nói vô cùng nghiêm hoi lý trường vũ xem rằng cả hắn và tần thanh đều thuộc về tổ chức của hứa bí thư đã là người cùng một đội ngũ thì hắn cũng nên tận tâm với tần thanh như một tiểu muội hắn nhẹ giọng nói việc an lão đầu tư tại xuân dương rất trọng yếu có thể nói đây chính là công tác trọng điểm tần thanh minh bạch ý tứ của lý trường vũ đây là hắn nhắc nhở nàng chỉ cần nắm chặt chuyện tình đầu tư của an lão giữ thế chủ động thì như vậy hẳn là có thể đứng vững vàng. Nàng tươi cười nói cảm ta lý phó thị trưởng, ngày sau nếu gặp phải vấn đề gì trong công tắc, nhất định sẽ lại phải hướng người mà xin chỉ bảo. Lý trường vũ sảng khoái gật đầu, không thành vấn đề gì. Hắn lúc này mới nói tiếp, tới Xuân Dương, Trương Dương có thể giúp ngươi rất nhiều. Những lời này chính là cấp cho Trương Dương một cái nhân tình, cũng để cho Tần Thanh biết được tầm quan trọng của Trương Dương, đó cũng là lý phó thị trưởng trọng tình trọng nghĩa, nếu như không có Trương Dương thì hắn cũng không có sống được đến ngày hôm nay, nếu như không có Trương Dương lúc rời khỏi Xuân Dương hắn cũng không chiếm được một cái chiến tích huy hoàng đến thế, nếu không có Trương Dương, cái chức vị thường vụ phó thị trưởng này cũng chưa chắc đã rơi vào đầu hắn. Tần Thanh mỉm cười nói cảm tạ lý phó thị trưởng cử hiền. Lý trường vũ nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, mỉm cười nói, làm việc chung với hắn càng lâu, hắn càng cho ngươi nhiều kinh nghiệm. Tần Thanh lập tức lĩnh giáo được kinh hỉ mà tiểu tử kia gây ra. Trương Dương ngồi bên ngoài ba nói chuyện với hai cô em xinh đẹp. Tiểu tử này nguyên bản cũng cao to đẹp trai, ăn mặc lại lịch sự, ăn nói vui vẻ hài hước, trên tay cầm Motorola 8900 đời mới nhất, đó chính là tiêu chí hấp dẫn ánh mắt nữ nhân, 10 cô thì tới chin cô đều như vậy. Có cô hẳn là còn hận nhan sắc không đủ để câu dẫn hắn. Thấy Lý Trường Vũ cùng Tần Thanh đi ra, Trương Dương lúc này mới lưu luyến cáo từ hai người đẹp vừa mới bước được hai bước thì điện thoại reo, đó là An Ngữ Thần gọi cho hắn. Giọng bực tức của An Ngữ Thần từ trong điện thoại truyền đến, hỗn đản. Trương Dương vẻ mặt đau khổ nói, "An Ngữ Thần a, chuyện này ta đã giúp ngươi giải quyết rồi. Lúc chưa là cái thái độ gì vậy? Ta muốn ngươi phải đích thân xin lỗi ta. Ngươi có bệnh à, ngươi mắng cái gì ta? Ta đang vội, khôn có thời gian đôi co với ngươi đâu." Nói xong Trương Dương lạnh lùng cúp máy. Lý Trường Vũ đã đi ra ngoài, chỉ có Tần Thanh đang đúng cạnh đó chờ hắn. Hắn hướng Tần Thanh cười cười, thật xin lỗi, gặp phải một kẻ tâm thần hỗn đàn. Chuyện đề cử ông xã là lão đại lạnh lùng. Trương Dương ngẩn người, ta rõ ràng cúp máy rồi mà. Chuyện gì thế nhỉ? Xoay người lại đã thấy An Nữ Thần đang bước chân từ trên lầu xuống. Trương Dương dụi mắt nhìn rồi lẩm bẩm, mẹ nó, không phải là nằm mơ đấy chứ? Đôi mắt An Nữ Thần tràn ngập nộ hỏa nàng cầm ngay con mèo gọi tài cạnh bằng xứ ngay bên cạnh nhằm trương dương mà ném trương dương nguyên bản muốn tránh khỏi đó thế nhưng nhớ tới tần thanh đang đứng ngay cạnh sợ liên lụy tới nàng bèn dơ quyền lên đỡ chỉ nghe soảng một tiếng con mèo gọi tài vỡ làm mấy mảnh rơi loảng xoảng xuống đất trong đại sảnh truyền đến một loạt tiếng kinh hô tần thanh cũng là lần đầu thấy con gái biêu hãn như vậy có chút khiếp sợ vội lui qua một bên ăn ngữ thần lại đá một ái thùng rác inox về phía trương dương Trương Dương giơ chân đá cái thùng văng sang một bên, cái bình hoa cũng xoảng một cái tan làm nhiều mảnh. Trương Dương cả giận, ngươi điên rồi hả? Muốn đánh thì đi ra ngoài, ở đây đông người ngươi làm cái gì thế? An ngữ thần cao ngạo vinh mặt lên nói, ta thích thế. Hỏng thì ta bồi thường, xuất lời liên lao lên nhắm Trương Dương tung cước. Trương Dương lắc đầu cười khổ, đúng là mấy khuê nữ nhà đại gia toàn đầu óc có vấn đề. Trương Dương cũng đưa chân ra nghinh đỡ, hắn âm thầm dụng kình lên chân. An ngũ thần tuy lực đạo cũng tốt, tuy nhiên vô pháp có thể so với với hắn. Hai chân đúng nhau cái cốp, nàng đâu đến cảm tưởng như chân gãy đến nơi, không khỏi nhíu mày. Trương Dương lui về phía sau thấp giọng nói, ta khuyên ngươi đừng có làm xấu mặt chúng ta thêm nữa. An ngữ thần cắn cắn môi, lại xuất ra một cước đá tới. Trương Dương một tay gạt chân của nàng ra, thân người tiến lên một bước, tay kia tung thẳng một quyền với tốc độ kinh người nhắm thẳng vào mặt an ngữ thần, tới cách chóp mũi nàng 1cm thì dừng lại, quyền phong khiến cho tóc nàng bay vù về sau. Lúc này một nam tử hơn 30 tuổi xuất hiện cạnh hai người họ, hắn mỉm cười nắm tay Trương Dương nói, vị tiên sinh này, có chuyện gì có thể ngồi nói chuyện bình tĩnh được không? Trương Dương bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay đối phương tự như thiết cô bó lên cánh tay mình, nội kinh tự nhiên vận lên cánh tay. Cổ tay xoay một vòng ngược chiều kim đồng hồ thoát ra, tay kia đẩy ra một trường về phía nam tử nam tử này cũng tung ra một trường đối lại, song trường giao nhau, cả hai đều cảm thấy đối phương có thực lực cường đại, thân thể hơi lui lại một chút. Trương Dương lúc này mới cảm thấy thập phần ngạc nhiên, từ lúc tới thời đại này tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy một cao thủ như vậy. ngẩng đầu lên nhìn cho kỹ nam tử nọ, thấy hắn coi khoảng 1 mét 8 thân mặc một chiếc áo phông xanh, mặc một cái quần thể thao xanh, chân đi giày thể thao đen. Da ngăm đen, hẳn là do hắn thường xuyên hoạt động ngoài trời. An ngữ thần tràn ngập vẻ ủy khuất nói, ngũ thúc, hắn khi dễ ta, người phải chúc giận cho ta. Trương Dương sửng sốt, hóa ra là viện binh của An ngữ thần tới, bất quá hắn không hiểu là An ngữ thần tìm được mình kiểu gì. Kỳ thực là Trương Dương hiểu nhầm, An ngữ thần tới đây là vì hẹn ngũ thúc của nàng, hắn từ Hồng Kông sang đây mù tịt, nên nàng hẹn tới nhà hàng Hoàng Kim Đế. An ngữ thần từ Hắc Sơn từ về đây chỉ là để đón ngũ thúc, lúc vào bãi đỗ xe tình cờ thấy chiếc ô tô của Trương Dương bước vào trong thì lại thấy hắn đang vui vẻ tán tỉnh với hai cô nàng nào. An Đức Hằng lần này tới đây là bởi vì An Lão lo lắng An Ngữ thần tính tình nóng này, nên mới bảo hắn tới đây. Không ngờ tới Xuân Dương còn chưa ấm chỗ, đã thấy An Ngữ thần cùng vị phó chủ nhiệm này động chân động tay. An Đức Hằng tập võ từ nhỏ, hắn vốn ham mê võ thuật, đối với hầu hết các loại võ thuật đều có chút lý giải. Hơn 20 tuổi đã giành chức vô địch giải võ thuật tự do Hồng Kông, qua một chiêu với Trương Dương vừa rồi, hắn cảm thấy thanh niên này tuyệt đối không dưới mình. An Đức Hằng biểu hiện ra rất biết kiềm chế, hắn mỉm cười nói, nguyên lai là tiểu trương chủ nhiệm, ta vẫn thường được nghe ra phụ nhắc tới người A. Hắn vui vẻ giơ tay ra, Trương Dương thấy người ta lịch sự như vậy cũng không thể mất phong độ, cũng tươi cười vươn tay ra bắt tay hắn. An ngữ thần có chút khó chịu lắc lắc tay An Đức Hằng. An Đức Hằng tươi cười nói với Trương Dương, yêu nhi tính tình ương bướng, mong rằng trương chủ nhiệm bỏ quá cho biểu hiện của an đức hằng khiến cho trương dương cảm thấy rất vừa ý hắn ra vẻ áy náy cười nói kỳ thực ta cũng có chút sai sót an tiểu thư xin thứ lỗi có thể khiến tiểu tử này hướng an ngữ thần xin lỗi thật là hiếm thấy không chỉ bởi an đức hằng mà còn bởi vì quả phụ tần thanh đang đứng phía sau nhìn tính tình an ngữ thần nóng nảy nhưng cũng rất chóng nguội kỳ thực sau khi trương dương cúp máy vấn đề cũng được giải quyết xong đội công trình của Lâm Thành Vũ bắt đầu bắt tay vào làm việc, chứng minh Trương Dương cũng không phải là bỏ bê công tác. Ánh mắt An Đức Hằng rất nhanh chuyển tới nhìn Tần Thanh, kỳ thực từ lúc bước vào đây hắn đã chú ý tới Tần Thanh. Hắn năm nay 30 tuổi, tại Hồng Kông đã tiếp xúc qua không ít danh viện hào môn thiên kim, thế nhưng vẫn không khỏi kinh diễm khi nhìn thấy Tần Thanh. Mỹ mạo và khí chất là hai điều đầu tiên hắn có thể nhận thấy khi nhìn Tần Thanh. An Đức Hằng chủ động đi tới phía Tần Thanh, tự nhiên giới thiệu thật xin lỗi tiểu thư. Ta là An Đức Hằng, chuyện vừa rồi thật sự xin lỗi vì đã làm kinh động. Tần Thanh nghe từ Trương Dương cũng an ngũ thần đối thoại đã đoán được ra họ nhất định là thương nhân Hồng Kông, đạm nhiên cười nói, không có việc gì, hiểu lầm được giải quyết là tốt rồi. Lúc này chủ của Hoàng Kim Đế là Phương Văn Đông cũng bị kinh động mà đi tới, vừa vào đến đại sảnh hắn lập tức nhận ra Tần Thanh, tươi cười chào hỏi, nguyên lai like là Tần Bí Thư, An Đức Hằng trong lòng nghi nghi, từ thái độ cung kính của Phương Văn Đông hắn cũng đoán ra được thân phận của Tần Thanh nhất định không tầm thường. Hắn cười nói, xin lỗi, vừa mưa oi xảy ra một chút hiểu lầm, tổn thất của quý nhà hàng đây, ta xin bồi thường toàn bộ. Rõ ràng chân tướng thì Phương Văn Đông cũng đành phải cam chịu, cả hai bên đều có địa vị, hơn nữa người ta cũng đã nguyện ý bồi thường, mình cũng coi như không ảnh hưởng gì. Tần Thanh không muốn tiếp tục ở lại chỗ lộn xộn này, tự nhiên là hướng An Đức Hằng, An ngữ thần xin cáo tử rồi xoay người đi ra ngoài. Trương Dương tự nhiên là cũng đi theo nàng. Ánh mắt An Đức Hằng thủy chung vẫn dõi theo hình dáng xinh đẹp của Tần Thanh cho tới tận khi nàng cùng Trương Dương biến mất ngoài cửa. An ngữ thần cũng phát hiện ra vẻ dị thường của ngũ thúc. Nàng vỗ vai hắn một cái thật mạnh. Này, thế nào? Nhìn chúng người ta rồi phải không? An Đức Hằng cười khổ nói: Tiểu yêu a, à, người bao giờ thì mới có thể cư xử như một thục nữ được đây ta còn chưa đủ thuộc nữ sao? Trương Dương mở cửa sau xe cho nàng, nhưng Tần Thanh giơ cánh tay ra nói: đưa chìa khóa xe đây. người uống nhiều rượu quá, không thể để ngươi lái xe được. Trương Dương giao chìa khóa ra cho nàng, nhưng nhìn lại cái gót guốc nhỏ nhắn của nàng cảm giác như vậy lái xe có thật không dễ dàng a? À? Nhưng lúc lên xe rồi hắn mới biết kỹ thuật lái xe của Tần Thanh cao hơn hắn nhiều lắm, điều này làm cho Trương Dương có chút phiền muộn. Tiếp xúc với mấy nữ nhân, Từ Tả hiểu tình, Hải Lan. Sở Yên Nhiên, An Nữ Thần Hầu như tất cả đều có kỹ thuật điều khiển xe cao hơn hắn. Thời đại thật sự là biến chuyển nhiều A, à, ngẫm lại thời tùy chiều, nữ nhân biết đánh xe thực sự là hiếm lắm A. À. Xe chạy dọc theo đường ven hồ, Trương Dương nhìn ra ngoài cửa kính ngắm cảnh hồ đêm. Dọc hai bên đường đều có thể dễ dàng thấy được những đôi tình nhân bước đi cùng nhau. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới Sở Yên Nhiên đang ở Hải Nam, nhớ tới lần đi chơi thuyền ở hồ Mộng Tiên bản thân được Sở Yên Nhiên hô hấp nhân tạo cho khóe miêng trương dương không khỏi lộ ra chút vẻ cười cười, hắn tựa hồ vẫn cảm giác được hương thơm đôi môi của sở yên nhiên còn chưa phai. Có lẽ bởi vốn là người từ kiếp trước, cho nên quan niệm và thái độ của trương đại quan nhân đối với nhiều vấn đề so với người khác rất bất đồng. Hắn cho rằng chính sách một vợ một chồng và kế hoạch hóa gia đình thật hạn chế, trương đại quan nhân cho rằng phàm là một nam nhân có năng lực càng lớn, có quyền lực càng mạnh thì phải có càng nhiều những tiền tài, nữ nhân. Trương Dương vốn cho rằng như vậy cho nên đối với quả phụ thanh hắn cũng bắt đầu có chút tâm tư. Có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, tần thanh hơi khó chịu, nhíu đầu mày hỏi hắn, người dùng cái thái độ như vây đối đãi với thương nhân Hồng Kông sao? Giả như thật sự chọc giận An Tiểu Thư, khiến cho phía Hồng Kông ngừng đầu tư. Khi đó người biết hậu quả thế nào không? Trương Dương cười nói, ta vẫn cho rằng chính sách ưu đãi đầu tư của nhà nước đối với Hoa Kiểu là rất tốt cứ nhìn tốc độ phát triển 2 năm trở lại đây thì cũng rõ, thị trường nội địa ngày càng lớn, cơ hội ngày càng nhiều. Những hoa kiều nếu đầu tư về gia hương đích xác cũng có người mang theo cả tình cảm cá nhân trong đó. Nhưng ta xem an lão này thực sự là một thương nhân rất lý trí, lão đầu tư thì chắc chắn sẽ quan tâm đến lợi nhuận, mà nếu không có lợi nhuận thì lão cũng đã không đầu tư rồi, nói trắng ra chỉ là vì kiếm tiền. ăn ngữ thần đúng là rất được an lão cưng chiều, nhưng lão cũng sẽ không vì tiểu nha đầu này mà cải biến lại kế hoạch đầu tư của tập đoàn đâu. Chẳng phải ngươi vẫn nói tình cảm và công tác là hai chuyện vốn không liên quan mà. Phải không hả Tần Di? Tần Thanh bị hắn gọi một tiếng, "Tần Di, sởn hết cả da gà." Trương Dương thì bật cười ha ha. Tần Thanh trừng mắt liếc hắn, "Lần sau trước mặt ta đừng có mà mồm mép láo lỉnh." Trương Dương mỉm cười gật đầu nói, "Cùng Lý phó thị trưởng nói chuyện gì thế?" Tần Thanh đúng là người khó có được một chút hài hước, việc lãnh đạo phiền tới người quan tâm sao. Trương Dương thở dài, rồi, ta sở quan uy ngài rồi. Bất quá Xuân Dương không lớn, nhưng mẫu thuẫn các mặt xem chừng Vị Tất đã thua ở Giang Thành. Tần Thanh không nói gì, từ trước đến nay, ở đâu có chính trị thì ở đó có đấu tranh. Đấu tranh chính trị từ xưa tới giờ đều là bởi vì tranh giành quyền lực. Tuy biết là thế, nhưng được Lý Trường Vũ nhắc nhở giờ Trương Dương lại đả động đến khiến cho nội tâm nàng không khỏi u ám. Mười ngày sau khi học tập chuyên tu, Trương Dương với thành tích xuất sắc nhất tốt nghiệp trường đảng Giang Thành. Mặc dù là tốt nghiệp đợt này cũng toàn những người đạt ưu tú, nhưng nói về danh khí, những học viên đợt này không ai có thể so với Trương Dương. Hầu như tất cả mọi đều thấy rõ tràng diện Trương Dương dũng cảm cứu đoàn thị ủy bí thư, mặc dù sau đó Trương Dương cũng không có được công khai biểu dương, nhưng hành vi như vậy thì không thể nghi ngờ là còn đường làm quan của Trương Dương sẽ có chút chuyển biến lớn, cái tên Trương Dương đã lặng lẽ truyền bá trong các lãnh đạo tại Giang Thành. Trước khi rời đi Trương Dương gọi điện cho Tả Hiểu Tình, nhưng Tả Hiểu Tình không nghe máy khiến cho hắn có phần phiền muốn. Thời gian còn tại Xuân Dương, Tả Hiểu Tình thỉnh thoảng còn biểu hiện ra một chút dũng khí, thế nhưng khi tới Giang Thành, nàng tựa hồ như một con chim nhỏ bị kinh hoàng, hoàn toàn bị nhốt trong cái lồng của gia đình. Trương Dương không phải là không muốn đi tìm Tả Hiểu Tình mà là hắn không đành lòng làm cho nàng khó xử. Tả Hiểu Tình là một cô gái thiện lương, nhưng nàng cũng không có chủ kiến, nếu như hắn từng bước ép sát Tả Hiểu Tình thì chỉ càng làm nặng thêm tâm lý của nàng. Lần trước ngẫu nhiên gặp gỡ ở ngoài bệnh viện, hắn đã cảm nhận được nội tâm khổ sở của nàng, hắn không đành lòng lại làm tổn thương nàng thêm nữa. Nhưng đương nhiên Trương đại quan nhân cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Có câu khoảng cách sinh nhung nhớ, cho đối phương khoảng cách và thời gian, biết đâu lại có hiệu quả khác. Trương Dương đang thu thập hành lý ly khai khỏi Giang Thành, không ngờ lại có một vị khách đến đây bái phỏng, người đó chính là mẫu thân của tả hiểu tình Tương Tâm Tuệ. Tương Tâm Tuệ năm nay đã 40 năm tuổi, nhưng vì gìn giữ nhan sắc rất tốt nên thoạt nhìn cũng chỉ tầm gần 40 một chút, cách ăn mặc rất ra dáng. Trương Dương luôn đem quý khí chia làm hai dạng, một là loại khí chất thanh cao như đoàn thị ủy bí thư tần thanh, một loại là phú quý như vị viện trưởng phu nhân này đây tương tâm tuệ giới thiệu xong không khiến cho trương dương có chút kinh ngạc sau đó hắn lập tức đoán được lý do mà tương tâm tuệ tới đây bình tâm mà nói hắn đối với cái nữ nhân thích áp đặt cường quyền này rất chi là phản cảm bất quá bà ta vẫn là mẫu thân của tả hiểu tình trương dương đành ra bộ lễ phép mỉm cười nói chào bá mẫu không biết bác tìm ta có chuyện gì tương tâm tuệ âm thầm đánh giá kỹ trương dương thấy tiểu tử này cũng cao to đẹp trai đích xác là có phong độ, nhưng nghĩ tới thân phận của hắn, trong ánh mắt bà vẫn hiện lên một tia khinh khỉnh, tương tâm tuệ nhẹ giọng nói, ở đây nói chuyện có vẻ như cũng không tiện lắm. Trương Dương gật đầu, mời tương tâm tuệ vào trong phòng ngồi, nguyên bản đang muốn pha trà mời thì tương tâm tuệ nói, không cần đâu. Ta chỉ muốn nói vài lời thôi, nói xong là đi ngay. Trương Dương ngồi xuống đối diện với tương tâm tuệ, trước ánh mắt soi mói của bà ta, Trương Dương có chút cảm giác bất an, Mọi người đều nói mẹ vợ xem con rể càng nhìn càng vừa mắt, ta thế nào lại bị soi như có bệnh cô biết. Trương Dương bỗng nhớ ra Tương Tâm Tuệ này không có đem hắn coi là con rể. Tương Tâm Tuệ nói: "Trương Dương, ta có nghe nói qua rất nhiều chuyện về ngươi, biết ngươi là một cán bộ trẻ rất có tiền đồ." Miệng nói ra cái từ bán bộ này nhưng trong lòng Tương Tâm Tuệ cảm thấy có chút miễn cưỡng, đối với bà mà nói, một chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình xã thì có tính là cán bộ gì? Trương Dương vẫn bảo trì trầm mặc, Hắn đương nhiên rõ mục đích đối phương tới đây là gì, chỉ là bất quá cảm giác được mẫu thân của tả hiểu tình cũng có vẻ căng thẳng quá. Bản thân mình ở tiện giang thành lâu như vậy mà cũng chỉ ngẫu nhiên gặp qua tả hiểu tình một lần. Vậy mà bà ta đã phải vội tới đây, chuyện này có đung là quản hơi nhiều hay không? Tương tâm tuệ nói, chúng ta chỉ có một đứa con gái là tả hiểu tình, cho nên từ nhỏ đã rất cưng chiều nó, coi nó như hòn ngọc quý trên tay. Có lẽ cũng bởi vì quá nuông chiều nó thế cho nên nó trở thành một người không có chủ kiến gì cả. Đối với xã hội cũng kém hiểu biết, cho nên tới bây giờ ta vẫn phải quan tâm tới nó. Trương Dương mỉm cười không nói gì. Tương Tâm Tuệ nói, hiểu tình vẫn là một đứa luôn vui vẻ, hoạt bát, thế nhưng gần đây Tâm Tình lại rất xa sút, người cũng biết vào lúc mấu chốt chuẩn bị tốt nghiệp này, học tập cũng không thể qua loa được. Trương Dương bỗng nhiên cắt ngang lời Tương Tâm Tuệ nói, "Bá Mẫu, có việc gì xin cứ nói thẳng ra đi." Hắn không muốn nhẫn lại ngồi đây nói mấy lời vô nghĩa cùng bà ta nữa. Tương Tâm Tuệ lại nói chuyện các người tại Xuân Dương huyện ta có biết một ít. Ta nghĩ thanh niên các ngươi nên cần phải tập trung tinh thần vào việc học tập. Trương Dương mỉm cười lần thứ hai cắt đứt lời bà ta. Ta minh bạch ý của bá mẫu rồi. Hẳn là người không muốn ta lui tới với hiểu tình phải không? Tương Tâm Tuệ hơi ngẩn người, sau đó gật đầu, hai mắt lặng lẽ lưu ý quan sát phản ứng của hắn. Trương Dương mỉm cười, chỉ sợ là không thể. Ta cùng tả hiểu tình đích xác là có chút cảm tình với nhau thế nhưng không có đến mức như người nghĩ. Về phần tương lại trở thành cái gì thì ai có thể nói trước được. Tình cảm của ta, tương lai thế nào ta cũng không thể nói trước được. Lẽ nào bá mẫu có thể sao? Sắc mặt tương tâm tuệ trầm xuống, có phải là người muốn tiếp tục dây dưa với tả hiểu tình hay không? Trương Dương cười lạnh, hai chữ dây dưa này bá mẫu dùng có vẻ như không thích hợp cho lắm. Ta có thể là loại người mặt dày mày dạn như vậy sao? Tương Tâm Tuệ nói, ta không ngại nói cho ngươi rằng, Hiểu Tình đã có hôn phu rồi, hắn là Hứa Gia Dũng là nhi tử của Hứa bí thư. Tương Tâm Tuệ cố gắng dùng thân phận của Hứa Gia Dũng để bức Trương Dương phải rút lui, bất quá bà ta nói lời này rất không có phong độ. Trương Dương cười cười đứng dậy nói, nàng có hôn phu hay không ta không quan tâm, cha mẹ nàng thấy thế nào ta cũng chẳng quản, người chẳng phải muốn biết rốt cuộc ta nghĩ gì sao? Ta có thể nói cho bá mẫu rằng, chỉ cần Trương Dương ta thích ai, ai cũng không thể tranh, tranh cũng không thể được. Tương Dương căn bản không có nghĩ Trương Dương cư nhiên là một thanh niên có khí phách, bà cho rằng Trương Dương không chỉ vô phép mà còn cuồng vọng vô cùng. Thật không biết con gái mình coi chúng hắn ở cái điểm gì. Tương Tâm Tuệ không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến gần cửa chậm bước lại nói một câu, thanh niên nên để ý tới tiền đồ của bản thân. Trương Dương cười nói tiền đồ của ta không nhọc bá mẫu quan tâm, ta cũng muốn nhắc nhở bá mẫu hiểu tình là con người chứ không phải công cụ. Giả như ta biết trên đời có kẻ cố tình bức nàng làm chuyện mà nàng không muốn, vô luận là ai, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tương tâm tuệ tức dân tới trắng bệch cả mặt, chừng chừng mắt nhìn Trương Dương nói một câu, vô lại. Sau đó lập tức rời khỏi. Tương tâm tuệ cũng không phải người thứ nhất nói Trương Dương là vô lại, khẳng định cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Nhưng là sau khi tương tâm tuệ mắng hắn một câu khiến cho hậu quả là hắn lại đi tới bệnh viên nhân dân số 1 tìm tả hiểu tình. Hắn bỗng cảm thấy trước khi rời Giang Thành phải gặp nàng một lần. Thế nhưng tới thì mới biết Nguyên lại là tả hiểu tình đã thực tập xong, chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Vừa lúc nhận được điện thoại của Tần Thanh gọi tới, Nguyên Lai like là Tần Thanh nhờ hắn lái xe đưa về Xuân Dương luôn. Trương Dương nhìn đồng hồ một chút sau đó đáp ứng 2 giờ chiều tới đón nàng ngay tại nhà nàng. Trương Dương đi tới ký túc xá nữ tìm tả hiểu tình, nàng đang ngồi đọc sách ở một trên ghế đá. Nàng mặc cái áo sơ mi trắng, quần jean, tóc đuôi ngựa buộc cao. Lúc Trương Dương đi tới phát hiện thấy tả hiểu tình tay vẫn cầm quyển sách nhưng mắt lại cứ nhìn đi đâu, trong đôi âm tràn ngập mê vóng, hắn thầm nghĩ không biết có phải nàng đang nghĩ đến mình không nữa. Trương Dương ho khan một tiếng rồi ngồi xuống bên trái tả hiểu tình. Tả hiểu tình lúc này mới phát giác ra hắn, giật mình bối rối tới mức rơi cả quyển sách xuống đất. Trương Dương cúi xuống nhặt quyển sách đặt lên bàn cho nàng, nhẹ giọng hỏi, khi nào mà ta trở lên đáng sợ như vậy nhỉ? Tả hiểu tình cắn cắn môi, hai bàn tay ghim chặt quyển sách, nhìn bộ dáng tươi cười ấm áp của Trương Dương mà trong lòng nàng không khỏi sinh ra một cảm giác chua sót. Có một việc mà nàng không thể lừa dối được chính bản thân mình đó là từ lúc ly khai huyện Xuân Dương tới giờ, trong lòng nàng vẫn luôn nhớ tới Trương Dương. Mấy ngày trước ngẫu nhiên gặp hắn ở ngay bên ngoài bệnh viện Nhân dân số 1, Trương Dương trong mưa cường hôn nàng, nguyên bản là lúc ấy nàng không thể khống chế nổi cảm xúc đang dâng trào như những con sóng lớn của bản thân, nàng đối với hành động đó của hắn không hề phẫn nộ mà trái lại một loại cảm giác hạnh phúc lẫn sợ hãi trước giờ chưa từng có. Thế nhưng nghĩ đến gia đình, nghĩ đến phụ mẫu, nàng biết rằng cái hạnh phúc này tuyệt đối xa vời. Trương Dương hít sâu một hơi nói, có cảm giác từ lần trước tới giờ, chúng ta có vẻ xa cách quá người không nên tới tìm ta tả hiểu tình cố gắng ép chính mình tỉnh táo lại trương dương cười nói có một số việc không phải cứ muốn là được như lần trước chúng ta gặp nhau tại đó tả hiểu tình có một số việc không cần phải nói rõ nhưng vẫn có thể hiểu được hắn ám chỉ chính là hắn biết rõ nàng có cảm tình với hắn tả hiểu tình có chút lo lắng trốn tránh ánh mắt nóng rực của hắn nàng nhẹ giọng nói chúng ta thực sự khác nhau ta thấy chỗ khác duy nhất là nam nữ phân biệt Tả hiểu tình cố lấy dũng khí nói, sau khi tốt nghiệp ta sẽ đi du học Mỹ, về sau chúng ta không thể gặp nhau nữa. Trong ánh mắt Trương Dương toát ra đầy vẻ ân cần yêu thương, người đã không có tình cảm với ta tại sao còn phải trốn ránh. Hiểu tình ta không muốn bức ngươi, người rất thiện lương, thiện lương tới mức không thể quyết định cuộc sống của chính mình. Ta hôm nay đến đây cũng không phải là muốn biểu thị điều gì với ngươi, mà là ta chỉ muốn ngươi biết, vô luận ngươi đi đâu, phía sau vẫn luôn có người dõi theo ngươi ngươi có quyền trốn tránh tình cảm của ta thế nhưng con bản thân ngươi thì sao nói tới đây trương đại quan nhân không khỏi thầm phục chính mình con mẹ nó ta thế nào mà có thể nói hay thế nhỉ bất quá hắn cũng hiểu được đó cũng là chính vì hắn cảm thấy bất bình cho tả hiểu tình tuy nói trương đại quan nhân dễ rung động nhưng tất cả đều là chân tình đôi mắt đẹp của tả hiểu tình đã dương dương ngấn lệ trương dương cho ta thời gian để ta có thể an tĩnh một thời gian trương dương gật đầu bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tả ta hiểu tình, nhẹ giọng nói, vô luận bao lâu ta cũng có thể chờ ngươi, bất qua ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc, đó là không được tận lực trốn tránh ta. Nếu không ta sẽ chủ động tới tìm ngươi đó. Nội tâm như yếu của tả hiểu tình lại bị những lời nói của hắn đánh trúng, nàng nắm chặt tay trương dương, đôi mắt đẹp nhìn hắn đầy thâm tình, khuôn mặt tái rốt cuộc cũng hồng lên, nàng nhỏ giọng nói có lẽ bởi ta thiếu dũng cảm, thiếu độc lập, thiếu chính kiến của bản thân mình. Nhưng cho ta thời gian, để ta có thể học được những thứ đó hiện tại ta sẽ không tránh né ngươi nhưng ngươi cũng không được nhắc tới những chuyện này hiện tại chúng ta cứ là bằng hữu phổ thông như vậy có được không trương dương mỉm cười đáp ứng nàng tả hiểu tình chậm rãi đưa bàn tay lên má hắn ôn nhu hỏi có đau không trương dương gật đầu có chứ nhưng ta không đau ở đây mà đau trong lòng tả hiểu tình bỗng nhiên tiến sát lại nhẹ nhàng với lên hôn môn hắn một cái sau đó nhanh chóng rời đi vừa đi vừa nói mẹ ta vừa gọi ta phải đi đây trương dương cũng biết trong khoảng thời gian ngắn này tả hiểu tình vô pháp thoát khỏi áp lực từ mẫu thân nàng với tính cách của nàng nếu như mình càng gây áp lực sợ rằng nàng lại càng trốn chạy nhìn thân ảnh tả hiểu tình đang rời đi hắn đưa tay lên môi như cảm nhân được dư hương của đôi môi tả hiểu tình vẫn còn đâu đây những đắn đo lo lắng trong lòng tan biến sạch hắn tin tưởng tả hiểu tình đối với mình rất có tình cảm chỉ là nàng không dám thừa nhận cho nên càng không dám tiếp thu tình cảm từ hắn. Nhớ tới mẫu thân tương tâm tuệ kia của nàng, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, tương tâm tuệ, rồi sẽ có một ngày ngươi thấy ai mới oi là tài tuấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 60.